Nô thị cực phẩm y thần, Diệp thần. Tập 56. Điều này sao có thể? Mặc dù bọn họ không tin, nhưng là Diệp thần nhưng là lấy được trưởng môn khẳng định. Trọng yếu hơn chính là, Diệp thần thực lực cường đại. Cũng chỉ có lão tổ dạy nên đệ tử, mới có như vậy thực lực. Mới có thể làm cho Hàn Vân lão tổ, đối với hắn nói gì nghe nấy. 18 vị trưởng lão và hộ pháp, do dự chốc lát, lúc này thống nhất quỳ xuống, ôm quyền nói, chúng ta bái kiến thiếu tổ. Những đệ tử khác cửa, ở sau khi phản ứng, vậy vội vàng quỳ xuống, ôm quyền nói, bái kiến thiếu tổ. Chính giữa, mười lớn một trong thiên tài huyết kiếm, đột nhiên nhìn trước mắt hết thảy, tim phanh phanh nhảy. Diệp thần cái này, trước mình còn phải đối phó người. Xoay người lại, thành mình thiếu tổ. Hơn nữa còn là lão tổ tông cấp bậc nhân vật. Trong chốc lát, rất nhiều đệ tử đều cảm giác được mới lạ, ngưng mắt nhìn Diệp thần, cũng không biết nên nói gì. Rõ ràng ngày hôm qua còn là cùng đời tới, ngày hôm nay thì trở thành tổ tông mình. Cái này, ai có thể nhanh như vậy thích ứng à? Hụ hụ hụ. Các ngươi đều nghe tốt, Diệp thần thiếu tổ chính là chúng ta huyết dạ môn khai phái lão tổ bảy đêm thần quân đệ tử. Lần này, thiếu tổ giơ lên cờ lớn, phản kháng huyết linh tộc, cũng là lão tổ cửa ở phía sau giúp đỡ. Huyết khế nhìn về phía huyết kiếm, dài hô một hơi, nói, ngươi không phải hỏi ta, những cái kia sư huynh kết quả là cái gì đó. Bây giờ, ta có thể nói cho ngươi. Các ngươi những cái kia sư huynh, bao gồm ta thân nhi tử, con gái ruột, đích xác là hiến tặng cho huyết linh tộc, bọn họ đã chết. Biết các ngươi oán hận và đau buồn, nhưng ta muốn nói là, năm đó, chúng ta thật sự là không có cách nào. Không đem bọn họ dâng ra đi, không chỉ có tự chúng ta phải chết, liên quan toàn bộ máu đêm phái, cũng sẽ chôn vùi. Bao gồm các ngươi các vị ở tại đây, vậy đều sẽ chết ở huyết linh tộc, thậm chí hoàng gia người trong tay. Huyết khế tự thuật đã từng là hết thảy, bất chi bất giác lệ quang lóe lên, tin tưởng không lại có bao nhiêu người có thể cảm nhận được hắn cảm giác, tự tay đem con cái đưa cho huyết linh tộc giày xéo, chỉ là vì bảo toàn môn hạ những đệ tử khác. Huống chi, cho dù không đem nữ nhi, đệ tử, môn sinh hiến tặng cho huyết linh tộc. Vừa có thể như thế nào? Hoàng gia và thanh thiên môn vậy sẽ đoạt động thủ trước, đem những người đó bắt lấy hiến tặng cho huyết linh tộc, sau đó sẽ ở huyết dạ môn trắng trợn giết hại, sau đó cho huyết dạ môn lưu lại một ít thở dốc người, để cho những người đó ở đến cái kế tiếp trăm năm lúc, lại hiến tế tương đương số lượng đế tôn cảnh tu sĩ. Thật sự là như vậy. Huyết nguyệt sư huynh, máu chuông sư tỷ, sư huynh, huyết kiếm, máu phối hợp, máu yến cùng không thiếu đệ tử, cũng khóc. Mặc dù bọn họ căn cốt tới xem, đã hơn 100 tuổi, nhưng vậy khóc thành người nước mắt, chuyện tầm thường tình tuyệt sẽ không để cho bọn họ như vậy thất thố, có thể chết đi sư huynh, sư tỷ, đã từng đối với bọn họ rất là chiếu cố, lẫn nhau bây giờ tình cảm cực sâu, thậm chí thân như anh chị em. Hôm nay, như biết được tin tức này, tâm tình làm sao có thể bình tĩnh xuống. Tốt lắm. Xong hết rồi, cầm tâm trạng thu vừa thu lại. Các ngươi tương lai cũng là muốn cùng huyết linh tộc khai chiến người, hơn nữa vẫn là chủ lực nhân viên. Như vậy khóc tỉ tê tuy là nhân chi thường tình, nhưng lại sẽ để cho các ngươi rơi vào hèn yếu bên trong. Diệp thần đứng dậy tới, ánh mắt quét qua những đệ tử này, nói, ngày hôm nay các ngươi hỏi huyết khế và huyết hồng, liên quan tới kết quả của các ngươi sự việc, ta có thể đợi bọn họ trả lời các ngươi. Trong nháy mắt, mấy chục khóc thầm đệ tử, dừng lại khóc tỉ tê. Hắn tuổi hắn hơi nhỏ các đệ tử, vậy nhìn chăm chú Diệp thần, bên trong lòng thấp thỏm bất an. Diệp thần mở cửa sổ ra, tinh tế cảm thụ đêm gió lay mặt, tóc đen sau đó phiêu vũ, một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được hơi thở lan ra, hắn xoay người nhìn về phía những đệ tử này, các ngươi vận mệnh, hoặc giả là chết, nhưng nhất định là đang cùng huyết linh tộc giao chiến bên trong, chết trận. Tuyệt không thể nào là bị huyết linh tộc giày xéo đến chết. Các ngươi là huyết dạ môn đệ tử, mà ta là huyết dạ môn thiếu tổ, ta tự mình dơ lên phản kháng cờ xí, các ngươi vậy sẽ gia nhập. Ta tuyệt sẽ không để cho ta đệ tử, ta môn phái người, xấu hổ chết ở huyết linh tộc giày xéo dưới. Sinh nhi làm người, không phụ lòng phụ mẫu sư ân, chết cũng phải đỉnh thiên lập địa. Các ngươi mỗi một người, đều đưa sẽ trở thành là chống cự huyết linh tộc anh hùng.
Một điểm này, ta bảo đảm. Không chống cự, nhất định sẽ chết. Nhưng là đối kháng, có thể sẽ sống, cũng có thể sẽ chết, nhưng chết, nhất định là chết được đỉnh thiên lập địa. Tuyệt không thể nào bị người huyết linh tộc giày xéo đến chết. Một cái chiến nguy nguy tình thiếu nữ xinh đẹp, hỏi thật à. Chúng ta có thể không bị huyết linh tộc giày xéo. Khác một người thanh niên đệ tử hỏi. Diệp thần không, Diệp thiếu tổ. Một cái đệ tử chân truyền, nghiêm túc hỏi, thiếu tổ, ngài thật sẽ dẫn chúng ta, đối kháng huyết linh tộc à? Chúng ta có thể chết, nhưng tuyệt không thể nhục nhã chết đi. Ta tự nhiên dẫn các ngươi, cùng huyết linh tộc đối kháng rốt cuộc. Diệp thần hoàn toàn kiên định ra các đệ tử ý tưởng. Hắn giang hai tay ra, một cổ nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, không người nào có thể làm khí khái, bao phủ tất cả đệ tử, lời nói kiên định nói, ta không có thể bảo đảm. Tại đối kháng huyết linh tộc dọc đường, các ngươi cũng có thể sống sót, nhưng ta có thể bảo đảm, các ngươi sẽ có tôn nghiêm chết trận. Thiếu tổ, thiếu tổ, thiếu tổ. Nháy mắt tức thì, hơn 50 vị đệ tử đều nhịp ôm quyền, hướng Diệp thần cung kính quỳ xuống, cùng hô lên, chúng ta nguyện ý đi theo thiếu tổ, cùng huyết linh tộc đối kháng rốt cuộc, nhảy vút chết không tiếc. Con đường phía trước hung hiểm, nhưng chỉ có giết, chỉ có chống cự. Đem huyết linh tộc đánh bại, Côn Lôn hư vận mệnh mới có thể mình nắm giữ. Những thiên tài này vận mệnh và tánh mạng, cũng mới có thể chắc chắn trong tay mình. Bên cạnh, hơn 10 vị trưởng lão, vui mừng nhìn hết thảy các thứ này, cái đừng trưởng lão lời nói, ngày này cuối cùng đã tới. Vị trưởng lão này ôm quyền, mà chống đỡ Diệp thần, nói, thiếu tổ, đối kháng huyết linh tộc tâm, sớm ở trước ba đảm nhiệm môn chủ lúc đã có. Chỉ là khi đó chúng ta thế đơn lực bạc, còn chưa tới đạt tới giơ lên cờ lớn, trước hai vị môn chủ đã chết tại người huyết linh tộc tay. Thậm chí nhậm chức chánh phó môn chủ, cũng đều chết tại vậy hoàng gia lão tặc trong tay. Hôm nay, thiếu tổ ngài đến, lại kết hợp Hàn Vân lão tổ, cùng với rất nhiều cường giả tạo thanh thế như vậy, xem ra chúng ta đối kháng huyết linh tộc chuyện, nhất định có thể thành, lão hủ nguyện ý cả đời đi theo thiếu tổ, nhưng có chút làm. Lão hủ thể tuân theo. Xin đứng lên tới, Diệp thần tự mình đem vị này cao tuổi trưởng lão đỡ lên. Phó trưởng môn huyết hồng nhưng than thở một tiếng, đem tình huống nói cho Diệp thần, thiếu tổ, vị này là Vương Minh trưởng lão, hắn cháu gái ruột, cháu trai, đều ở đây 1.200 năm trước, không biết làm sao hiến tặng cho huyết linh tộc giày xéo đến chết, hắn trước ngây ngô dại dột sống qua ngày, nhưng ngài bây giờ thành hắn duy nhất trả thù hy vọng. Hơn nữa Vương trưởng lão, công lực siêu tuyệt, là đế tôn cảnh tầng 6 thiên. Như sau này có trả thù huyết linh tộc một ít kế hoạch, xin thông báo Vương trưởng lão, hắn tất đem hết toàn lực ra tay. Ta hiểu ý, Diệp thần cũng không biết nên nói cái gì, trước mắt những trưởng lão này, nhìn như khuôn mặt khó ưa, tương tự với Kha trưởng lão, nhưng người nào lại không chút đau đớn đây. Bọn họ nhìn tận mắt con cái, cháu trai chết đi, mà không thể ra sức. Trả thù, đã thành bọn họ duy nhất sống tiếp chống đỡ. Côn Lôn hư, cũng không phải là mỗi một người, đều là Lương Nguyệt trưởng môn như vậy, vì mình có thể sống được, mà không cố hết thảy người. Thiếu tổ, ta là ngài giới thiệu chúng ta huyết dạ môn toàn thể thực lực đi. Mặc dù trải qua hai lần huyết linh tộc chèn ép và một lần hoàng gia chèn ép, nhưng chúng ta dẫu sao là thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống môn phái, vẫn là có chút nội tình. Huyết kỳ dài hô một hơi, bắt đầu từng cái là Diệp thần giới thiệu. Đây là đạo truyền đại trưởng lão, Vương Minh, đế tôn cảnh tầng 6 thiên. Đây là thật truyền đại trưởng lão, huyết kiếm trời, đế tôn cảnh tầng 5 thiên. Còn lại 8 vị đạo truyền, chân truyền trưởng lão, đều ở đây đế tôn cảnh tầng trời 1 đến đế tôn cảnh tầng 4 thiên bây giờ. Đệ tử chân truyền tổng cộng là 37 vị. Đều ở đây đạo nguyên cảnh tầng 4 thiên tới nửa bước đế tôn cảnh bây giờ. Đạo truyền đệ tử tổng cộng là 15 vị, bao gồm huyết kiếm, ở đạo nguyên cảnh thất tầng thiên đến đế tôn cảnh 3 tầng thiên bây giờ. Sơn môn bên trong, còn có 2 vị thái thượng trưởng lão, phân biệt ở đế tôn cảnh thất tầng thiên và 3 tầng thiên bây giờ. Đây là chúng ta chỉ còn lại chiến lực, chỉ cần thiếu tổ ra lệnh một tiếng, chúng ta có thể làm tử chiến chuẩn bị. Nghe huyết khế tự thuật môn phái các loại nội tình, cùng với các vị trưởng lão và đệ tử tu vi. Diệp thần trong lòng đã không có gợn sóng, đổi thành trước kia, như thế nhiều đế tôn cảnh cường giả,
mình khẳng định cảm thấy rất lợi hại. Nhưng biết được đế tôn cảnh trên cảnh giới và huyết linh tộc thực lực, đế tôn cảnh tu sĩ số lượng nhiều ít, đã không còn tác dụng quá lớn. Duy nhất được tác dụng chính là, có đầy đủ số người, có thể chọn thiên phú đầy đủ người. Sau đó, tự mình luyện chế ra đế cấp đan dược, đem thiên phú đầy đủ người thực lực, thống nhất tăng lên tới đế tôn cảnh tầng 9 thiên. Đi theo mình lại đi những địa phương khác, cho bọn họ tìm tới hàng loạt tiên khí, để cho bọn họ nhanh chóng sau khi đột phá thống lĩnh hoàng gia người, thành tựu khai chiến lúc bố trí và điều động chiến cuộc trung thượng tầng lực lượng. Tốt lắm, các ngươi thực lực, ta đều biết. Huyết Hồng, Diệp Thần suy tư nói, ngày mai các phái trưởng môn âm mưu, ta sẽ đi ngăn cản, sau đó đem những đệ tử kia cũng cứu lại, để cho bọn họ gia nhập vào đối kháng huyết linh tộc trong đội ngũ. Còn như các ngươi, hết sức cố gắng đi mở rộng đối kháng huyết linh tộc đội ngũ là được. Diệp Thần tính toán, ngày mai mấy phái trưởng môn, nếu như giết chết, có chút lãng phí, liền ở trong luân hồi mộ cha xem bách kiếm thần quân mộ bia, phát hiện chập chờn cực lớn, rất có thể dẫn động. Hắn đối với bách kiếm thần quân mong đợi đến mức tận cùng. Hắn liền suy tư, bách kiếm thần quân chỗ ở, đang ở phụ cận, ta đi trước lấy hắn công pháp, ngày mai vừa vặn phong ấn cái đừng trưởng môn, nạp cho mình dùng. Diệp Thần, người phải cẩn thận, bách kiếm thần quân công pháp, đối với linh hồn tiêu hao cực lớn. Người bây giờ chỉ muốn phong ấn mấy cái này môn phái trưởng môn, tông chủ không quá có thể. Huyết Thất Dạ nói, không nhất định. Mạc Ngưng Nhi vừa nói, lấy mộ chủ thiên phú, một đêm bây giờ, đủ để đem công pháp kia tu luyện tới nhập môn tầng thứ. Mộ chủ, ta chỉ dẫn người đi, chỉ cần ngươi tìm được công pháp, bách kiếm thần quân tên này mộ bia thì có thể nứt ra, hắn thần niệm là có thể đi ra giúp ngươi. Được. Diệp Thần nhìn về phía Huyết Hồng các người, nói các ngươi đi tìm Hàn Vân, thương nghị đối với hoàng gia kế hoạch. Tuân lệnh, thiếu tổ. Huyết Khế ôm quyền, dẫn mọi người rời đi. Diệp Thần vậy hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng đi tới thành Thiên Tuyệt vùng lân cận trong dãy núi. Nồng đậm dãy núi, gần như vô biên vô tận rừng rậm, cho dù ai thấy đều có chút cau mày đầu. Mộ chủ. Phía đông nam, vòng qua ba tòa nghìn mét cao đỉnh, cái kế tiếp lòng đất hang, ở trong đó đi tới trước chục nghìn mét. Diệp Thần dựa theo Mạc Ngưng Nhi chỉ thị, nhanh chóng tiến vào lòng đất hang bên trong. Làm hắn chạy tới lối ra, nhưng là thấy được vừa ra chim hót hoa thơm, gà chó tương ngửi chòm xóm. Hắn mấy bước vào một viên trên cây lớn, nhưng phát hiện nơi đây là phải đi qua lòng đất hang mới có thể đạt tới địa phương, như từ trên mặt đất đi, có thể cả đời vậy không đến được. Trước mắt chỗ này đào hoa nguyên, lại còn có không ít người. Côn Lôn Hư vẫn còn có cái này cùng bí cảnh. Chỉ là những người này tựa hồ không có tu vi. Giống như là lánh đời người như nhau, không tồn tại chiến loạn và phân tranh, hết thảy đều như vậy vui mừng tự đắc. Chỗ này, rất thần kỳ. Đúng vậy, mộ chủ. Chỗ này, cũng là ban đầu trăm kiếm thần quân vô ý trong phát hiện, nếu không phải Huyết Thất Dạ tiền bối nói cho ta, từ trên mặt đất căn bản không tìm được nơi này. Mạc Ngưng Nhi chỉ thị nói, phía tây bắc, một nơi trên núi cao, có một căn nhà. Đó chính là bách kiếm thần quân đã từng là chỗ ở. Nhưng là ngoài nhà, không biết có hay không cấm chế, người phải chú ý. Diệp Thần gật đầu một cái, rất nhanh đi tới chỗ kia nhà lá trước, nhìn vào người bình thường nhà lá, không có chút nào khác biệt. Có thể làm hắn đi về phía trước lúc, một cổ lực lượng vô hình liền đem hắn đẩy ra, mạnh hơn nữa được đi về trước, thì có răng khắp nơi kiếm khí tấn công tới. Thương thương thương. Tiếng chuông. Diệp Thần nhẹ nhàng huy động tinh thần kiếm, mũi kiếm bắn nhanh ra một đạo sáng bóng, ngay sau đó tán lạc đi nhanh, đem đánh tới kiếm khí chiếm đoạt. Oanh! Trong luân hồi mộ, bách kiếm thần quân mộ bia nhanh chóng chấn động, từng đạo vết nứt hiện lên, tràn ra đạo đạo thuần bạch kiếm quang, ngay sau đó một cổ mắt nhìn xuống thiên hạ khí khái truyền mở. Nhanh, nhanh! Cái này mộ bia phản ứng càng ngày càng kịch liệt. Mộ chủ ngươi chỉ phải lấy được công pháp kia, bách kiếm thần quân thần niệm, là có thể đi ra tương trợ ngươi. Mạc Ngưng Nhi vội vàng vừa nói. Cấm chế này. Rất đặc thù, Diệp Thần xem xét cỏ ngoài phòng vô hình kiếm khí, trước mắt thoáng qua một đạo sáng bóng, sau đó trong hai con ngươi xuất hiện một vòng huyết nguyệt, dò xét nhà lá chung quanh hết thảy,
phát hiện chung quanh cấm chế là dựa theo thiên cương 36, sát 70 thứ hai sắp hàng bố trí. Hơn nữa, hàm chứa đế tôn cảnh tầng 9 ngày đỉnh cấp lực lượng. Cưỡng ép phá vỡ, sợ rằng rất khó. Diệp Thần liền hỏi trước, huyết tiền bối, cấm chế này, như thế nào phá mở? Có thể càng tiết kiệm sức lực một ít. Huyết Thất Dạ yên lặng chốc lát, nói, người điều khiển kiếm quyết, đồng thời công kích thiên cương 36 đạo kiếm vị, không để ý đến sẽ sát 72 kiếm vị, trăm kiếm tên kia cấm chế, vậy cũng là như vậy. Được. Diệp Thần lấy ra Trảm Long Vấn Thiên Kiếm và Tinh Thần Kiếm. Hắn vẫy tay gian huyết khí lăn lộn, nếu như sóng cuồng thủy triều, vô cùng lực lượng thêm ở tinh thần kiếm trên, thân kiếm lóe lên huyết quang, sáng bóng phân bố thân kiếm phù văn cổ xưa, sau đó mũi kiếm bắn nhanh ra mạng nhện vậy kiếm khí, chợt hướng cấm chế xây đi, bộc phát ra từng trận sáng chói sáng bóng. Hắn cầm chặt Trảm Long Vấn Thiên Kiếm, khẽ quát một tiếng, một kiếm chém thương khung. Một kiếm hoa hạ, nếu như một vòng thiên kiếm rơi xuống, phải đem đất đai mổ ra tới vậy. Vô cùng kiếm khi đánh trúng 36 đạo thiên cương kiếm vị. Bót sát, bót sát. Theo từng trận tiếng vỡ vụn, cấm chế sừng sững biến mất. Cuối cùng phá vỡ, nếu như còn không có kết quả, còn muốn phá vỡ sẽ rất khó. Diệp Thần thu hai kiếm, bước vào trong nhà lá, đập vào mắt liền thấy được một bản màu trắng công pháp, đặt ở bàn gỗ trên, hắn cầm lên vừa thấy. Bốn cái giả dặn có lực chữ to hiện lên. Càn khôn kiếm ấn. Xem ra vật này chắc là bách kiếm thần quân pháp quyết. Diệp Thần lẩm bẩm nói. Không nói nhảm nữa, hắn nhanh chóng xem quyển kiếm quyết này. Luân hồi mộ địa trong bách kiếm thần quân mộ bia đã che lấp một tầng ánh sáng, chắc hẳn cùng hắn nắm trong tay kiếm quyết này, thì có thể dẫn động. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Diệp Thần nhìn xong quyển kiếm quyết này. Biết được đây là một loại linh hồn kiếm quyết, cần lợi dụng linh hồn lực phối hợp kiếm pháp, tạo thành một đạo linh hồn kiếm ấn, rơi ở địch linh hồn người bên trong, liền có thể đạt tới điều khiển địch nhân sống chết cảnh. Cũng có thể gọi chi là, đem kẻ địch phong ấn, nạp cho mình dùng. Chỉ cần địch linh hồn người lực, không có vượt qua Diệp Thần 10 lần, liền không thể nào tránh thoát linh hồn kiếm ấn. Chỉ là loại này linh hồn kiếm quyết, không có tu luyện tới đại thành. Thậm chí viên mãn cảnh giới lúc, muốn phong ấn kẻ địch, tiêu hao linh hồn lực, quá khổng lồ. Mộ chủ, lấy mạch máu ngươi và linh hồn lực. Chỉ cần đem cái này càn khôn kiếm ấn, tu luyện tới trình độ cao nhất, là được phong ấn tất cả hoàng gia người. Bất quá phương pháp này chỉ có thể nhằm vào Côn Lôn hư người tu luyện, nếu như đối mặt huyết linh tộc cường giả, cơ hồ không có tác dụng. Giữa lúc Mạc Ngưng Nhi tự thuật lúc, một đạo tiếng nổ truyền ra. Thanh âm này cơ hồ để cho Diệp Thần màng nhĩ đều phải nổ tung. Bất quá hắn rất nhanh kịp phản ứng, khóe miệng phác họa một đạo nụ cười, trong mắt kích động đến mức tận cùng. Bởi vì lần này luân hồi mộ địa biến hóa quá quen thuộc. Có đại năng ra đời. Sau đó, một đạo trấn cổ thước kim thanh âm, quanh quẩn ở luân hồi mộ khắp nơi, ta có trăm kiếm, có thể diệt thiên hạ, ta có trăm kiếm, có thể phong trời hạ, chỉ ta kiếm quân, thiên hạ vô song. Bách kiếm thần quân, lúc này hạ xuống. Nhiếp bách kiếm, ngươi tên này cuối cùng cũng ra. Quá tốt, bách kiếm thần quân, ngươi thần niệm, cuối cùng cũng ra. Mạc Ngưng Nhi và Huyết Thất Dạ đều là một hồi ngạc nhiên mừng rỡ, ngưng mắt nhìn người trước mắt này. Người này, cả người quần áo trắng bạch kiếm, dường như Phan An, vậy sáng trong trong hai con ngươi, như có vô tận tinh thần vô tận biển khơi, cho dù nhìn như gần ngay trước mắt. Nhưng lại cách nhau vô tận không gian, hắn đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, có thể nói thế gian chi nhất. Hắn chính là bách kiếm thần quân Nhiếp Bách Kiếm. Thượng cổ từng có nói, bách kiếm thần quân thần kiếm vừa ra, thiên hạ đều chấn động, cửu u tất cả đáng, còn có trăm vị kiếm phó cùng theo, mỗi một vị đều là tất cả người trong kiệt, đứng đầu kiếm khách, một lần cũng là đế tôn cảnh tầng 9 thiên cảnh, nhưng cũng cam tâm đi theo bách kiếm thần quân. Ngoại giới lấy là kiếm kia người hầu. Chỉ là cam tâm đi theo bách kiếm thần quân. Nào ngờ, những cái kia kiếm phó đều là cực đoan đáng ghét người, tất cả đều là bách kiếm thần quân đối thủ, trước sau bại với bách kiếm thần quân tay, bị càn khôn kiếm ấn nơi phong ấn, cả đời chung đời đi theo bách kiếm thần quân. Chỉ là đáng tiếc, vậy trăm vị kiếm phó, cũng bỏ mạng ở cùng huyết linh tộc đại chiến bên trong. Thần niệm của ta, ở chỗ này thức tỉnh.
Nơi này là luân hồi mộ địa. Nhiếp Bách Kiếm có chút mờ mịt, nhìn về phía Huyết Thất Giả và Mạc Ngưng Nhi, hỏi, chúng ta không phải là bị người nọ phong ấn ở huyết linh tộc luyện ngục hầm giam bên trong à? Chúng ta thân phận thật sự đúng là bị phong ấn ở huyết linh tộc chi địa. Nhưng là, chúng ta có một đạo thần niệm, lại bị luân hồi mộ thu nạp, mà chúng ta vậy cần giúp đỡ luân hồi mộ mộ chủ, đi đối kháng huyết linh tộc. Huyết Thất Giả là Nhiếp Bách Kiếm từ từ giới thiệu tình huống. Hắn rất rõ ràng, luân hồi mộ địa cố nhiên phong ấn trăm vị đại năng, nhưng không phải mỗi vị đại năng đều biết luân hồi mộ địa chuyện. Có một ít người, lại là chàng đại chiến kia bên trong, cưỡng ép tước đoạt thần niệm tại luân hồi mộ địa. Hồi lâu đã qua, Diệp Thần từ tu luyện càn khôn kiếm ấn trong tỉnh lại, khó khăn lắm bước vào ngưỡng cửa, đã có thể phong ấn cái đừng cường địch. Hắn đi tới trong luân hồi mộ, nhìn về phía Bách Kiếm Thần Quân Nhiếp Bách Kiếm, ôm quyền nói, Nhiếp tiền bối, huyết linh tộc muốn tàn sát ta Côn Lôn Hư, bất kể như thế nào, ta sanh ở Hoa Hạ, người thân lại là ở Côn Lôn Hư bên trong, ta sẽ không thỏa hiệp, ta đã dơ lên đối kháng huyết linh tộc cờ lớn, còn hy vọng tiền bối tương trợ ta. Đối kháng huyết linh tộc, ta tự nhiên sẽ giúp. Nhưng không đại biểu, ta sẽ tùy ý thả ra ta cái này thần niệm lực lượng, tới giúp ngươi đây. Nhiếp Bách Kiếm nghiêm túc dò xét Diệp Thần, nói, ngươi có thể chỉ là một may mắn, ngẫu nhiên đạt được ta càn khôn kiếm ấn, nhưng không muốn vọng tưởng, ta sẽ giúp các ngươi, lại càng không sẽ chỉ điểm kiếm pháp của ngươi. Cố nhiên Nhiếp Bách Kiếm từ Huyết Thất Giả trong miệng biết Diệp Thần là luân hồi mộ chủ, nắm trong tay luân hồi mộ địa. Nhưng là hắn là vì sao cùng cao ngạo người, lại làm sao sẽ tùy tùy tiện tiện thu học trò, cũng hoặc là giúp người khác. Diệp Thần đã sớm thói quen luân hồi mộ địa đại năng nóng này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ban đầu Huyết Thất Giả không phải cũng không giúp mình. Cuối cùng còn không phải là thu mình làm đồ đệ. Diệp Thần không có chút nào nổi giận, chắp tay nói. Nhiếp tiền bối, chuyện ở người là, ta tin tưởng không bao lâu nữa, người sẽ thật lòng khâm phục thu ta làm đồ đệ. Tự mình chỉ giáo ta kiếm pháp. Diệp Thần cũng không cùng Nhiếp Bách Kiếm nói nhiều, dù sao thời gian đến, Nhiếp Bách Kiếm vậy sẽ như Huyết Thất Giả vậy, bị mình thiên phú và mị lực nơi chinh phục. Hắn xem hướng bầu trời, đã sáng sớm. Dưới mắt chuyện trọng yếu nhất hẳn là cứu những cái kia Côn Lôn Hư thiên tài. Sáng sớm, chim hót hoa thơm. Thành Thiên Tuyệt bên ngoài, một nơi rộng rãi trong đất trống. Côn Luân Tông, Thành Thiên Môn, Hào Phóng Biển Tông, Huyết Đao Minh cùng 8 phái đệ tử, cộng thêm lên 10 đại thiên tài ở giữa 7 vị, đều bị mỗi người trưởng môn thông báo tới cái địa phương này. Thanh Lệ cho thần sắc quái dị nói, trưởng môn nói, muốn ở chỗ này, nói cho chúng ta chân tướng. Nhược Hàm, người cảm thấy thế nào? Có thể là các sư tôn, muốn đem tình huống chân chính nói cho chúng ta đi. Nhược Hàm đáp trả. Bên cạnh, Thanh Kiếm suy tư chốc lát, nói, huyết linh tộc sự việc, 10 có 8 9 là thật, các sư tôn ngày thường thương ta như vậy cửa, có thể là có biện pháp, để cho chúng ta sợ bị hiến tặng cho huyết linh tộc đi. Chỉ mong như vậy, Bạch Ngọc Tuyền sắc mặt tiều tụy, bên trong lòng thấp thỏm. Hắc Diệu chính là bất an ngồi ở trên đỉnh núi, suy tính cái gì? Thời khắc này hắn, đã hoàn toàn không có cùng Diệp Thần tranh kỳ thư thanh tâm tình, mình tánh mạng, cũng còn không biết đảm bảo khó giữ được. Côn Lôn Hư 10 đại thiên tài ở giữa 7 vị. Theo thứ tự là Hắc Diệu, Thanh Kiếm, Bạch Ngọc Tuyền, Thanh Lệ Cho, cùng với những thứ khác 3 phái Dương Hiên, Nhược Hàm và Độc Cô Kiếm. Bọn họ 7 người, cũng đến từ tất cả đại đứng đầu môn phái. Chính giữa Độc Cô Kiếm lại là đế tôn cảnh tầng 4 trời, là Hào Phóng Biển Tông đạo truyền đại sư huynh. Bọn họ cũng còn như vậy thấp thỏm, huống chi còn lại hơn 100 cái đệ tử. Những đệ tử này, gần như là các phái tinh nhuệ. Sáng sớm lặng yên không tiếng động nhận được trưởng môn các phái truyền lệnh, nói muốn bọn họ chạy tới nơi này, lại đem chân chính tình huống cho biết bọn họ. Bọn họ cũng tới, nhưng là quan sát tình huống chung quanh. Nội tâm nhưng là càng ngày càng thấp thỏm. Rào 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 rào. Rào rào. 16 vị đang phó trưởng môn, cộng thêm 80 vị trưởng lão, toàn bộ đi tới nơi này. Bọn họ là 8 phái tột đỉnh lực lượng, tu vi thấp nhất đều là đế tôn cảnh tầng 2 thiên. Trưởng môn. Ngài nói phải nói cho chúng ta chân tướng, rốt cuộc là cái gì chân tướng?
Bạch Ngọc Tuyền ngưng mắt nhìn nhà mình trưởng môn, thành khẩn hỏi, ngài là muốn đem chúng ta thay cho đi, để cho những người khác thay thế chúng ta đi chết à? Trưởng môn, đổi những người khác thay thế chúng ta. Thanh kiếm thần sắc khó khăn, ngưng mắt nhìn Lương Nguyệt trưởng môn, chân thành nói, nhưng là những người khác cũng sẽ chết à, không bằng chúng ta đi theo Diệp Thần, cùng nhau phản đi. Dù sao, Hàn Vân lão tổ đều đã gia nhập Diệp Thần trận doanh. Trưởng môn, Nhược Hàm nhìn về phía mình trưởng môn, linh động trong mắt hiện lên chân thành sáng bóng, hô trưởng môn, phản đi, đối kháng huyết linh tộc cờ lớn, Diệp Thần đã dựng lên, chúng ta đi theo liền được a. Trưởng môn, ngài muốn cho câu trả lời của chúng ta là cái gì? Trưởng môn, chúng ta cùng nhau phản đi. Trưởng môn, tìm những người đó để thay thế chúng ta à, ta không muốn chết à. Trưởng môn. Tất cả vị đệ tử cũng ngưng mắt nhìn cách đó không xa hai tay chắp sau lưng nhà mình trưởng môn hô to. Chỉ gặp, 16 vị đang phó trưởng môn, lấy Lương Nguyệt trưởng môn cầm đầu, sừng sững gian đáp xuống, đem tất cả đệ tử bao vây ở trung tâm, những thứ khác 80 vị trưởng lão cũng là như vậy. Bọn họ thần sắc lạnh như băng, không có tình cảm chút nào có thể nói, mỗi cái cũng tay cầm vũ khí. Lương Nguyệt trưởng môn xem hướng mình đệ tử Thanh Kiếm và Thanh Lệ cho, thần sắc lạnh như băng, cả người quanh quẩn khí tức lãnh liệt, nói chúng ta là có kế hoạch, mà chúng ta kế hoạch chính là, bắt liền các ngươi, hiến tặng cho huyết linh tộc. Một khắc sau, nàng chợt biến sắc mặt, hét lớn một tiếng, động thủ. Ngay lập tức gian. 16 vị đang phó trưởng môn, người cầm ra một vòng màu vàng dây thừng, tản mát ra hiển hách linh uy, giống nhau đều là cấp 7 linh khí. Bọn họ đồng thời ném ra màu vàng dây thừng rơi vào đối diện người trên tay, lẫn nhau đường chéo, tạo thành một vòng thiên la địa võng đại trận, đem tất cả đệ tử bao vây trung tâm. Chợt, 80 vị trưởng lão huy động trong tay binh khí, hướng chừng bắn ra hai đạo ánh sáng mang. 160 ánh sáng lẫn nhau nối liền, lại tạo thành một cái đại trận, đem tất cả mọi người khốn ở bên trong, bảo đảm một người học trò cũng không chạy ra được. Trưởng môn, ngươi làm sao có thể như vậy? Thanh kiếm mới vừa muốn đi ra ngoài, ngực đụng phải màu vàng dây thừng, ngay tức thì bị chấn động trào máu. Hắn miễn cưỡng dựa vào trường kiếm đứng lên, mắt nhìn xuống trước mắt những thứ này trưởng môn, bỗng nhiên lúc này cảm giác được một cổ cảm giác xa lạ. Đây là mình trưởng môn à? Đây là ngày thường đem mình coi là tự mình trưởng môn, các trưởng lão. Vì mình còn sống, lại muốn bắt chúng ta, hiến tặng cho huyết linh tộc. Trưởng môn, ngươi có ý gì? Trưởng môn sư tôn, ngươi làm cái gì vậy? Trưởng môn, trưởng lão, trưởng môn sư thúc. Trong chốc lát, hơn 100 vị đệ tử tất cả đều thần sắc hoảng sợ. Tuyệt đối không nghĩ tới. Ngày xưa yêu thương mình sư tôn và trưởng lão, lại có thể sẽ bố trí thiên la địa võng trận tới vây khốn mình. Đây là muốn làm gì? Xem ra là bởi vì chúng ta biết huyết linh tộc sự việc. Sợ chúng ta không muốn chết ở huyết linh tộc trên tay. Cho nên mới vừa tới nơi này, liền trực tiếp bố trí trận pháp, muốn bắt cầm chúng ta, hiến tặng cho huyết linh tộc. Thanh Lệ cho hoảng sợ nhìn trước mắt hết thảy các thứ này, trong tay trường kiếm màu xanh. Nhưng là chậm chạp không có dơ lên, ngưng mắt nhìn Lương Nguyệt trưởng môn, hỏi trưởng môn sư tôn, ngươi ngày thường đối với ta con gái ruột vậy, hôm nay ngươi vì mình còn sống, muốn cho ta đi chết. Ha ha ha, Lương Nguyệt trưởng môn cười nhạt mấy tiếng, Lương Bạc nhìn về phía Thanh Lệ cho, thanh âm lạnh như băng nói, đồ nhi à, ta là đem ngươi coi là con gái ruột, nguyên bản ta cũng không muốn đem ngươi hiến tặng cho huyết linh tộc, nhưng là bây giờ các ngươi biết chuyện này. Ta không dám đánh cuộc, ta không dám đánh cuộc các ngươi sẽ ngoan ngoãn bó tay chịu trói, ngoan ngoãn đi chết. Cho nên à, vì vi sư, vì thanh thiên môn, vì tất cả mọi người, chúng ta lựa chọn trực tiếp bắt lại các ngươi. Cũng không cần cảm thấy thương tâm, người chung sẽ chết, chết ở người huyết linh tộc trong tay, cũng tốt hơn liên lụy chúng ta những người khác, một khối đi theo ngươi chết đi. Trưởng môn sư thúc, thanh kiếm gân xanh giận dữ, ôm hận cực kỳ. Khua kiếm chỉ Lương Nguyệt trưởng môn, cả giận nói, nhà ta đối với người có cực lớn ân huệ, người chính là như thế báo ân à. Hắn khàn khàn hầm hừ, người vì mình mệnh, lại muốn chúng ta đi chết. Không sai, người là phải chết, nhưng phải chết quang minh lỗi lạc, chết được đỉnh thiên lập địa. Không thể bực bội chết. Không sai,
Hắc Diệu ngưng mắt nhìn Côn Luân Tông trưởng môn, khí được cả người trực chiến run rẩy, trên răng hạ đánh nhau, trưởng môn sư bá, người đều phải chết, nhưng ta nguyện ý chết tại đối kháng huyết linh tộc tác chiến trong, mà không phải là bị bọn họ giày xéo đến chết. Người phải trả là Côn Luân chúng ta tông tông chủ, lập tức thả chúng ta. Chúng ta muốn cùng huyết linh tộc quyết tử chiến một trận. Đúng, Nhược Hàm hô hấp vô cùng là ngưng trọng, ngưng mắt nhìn hào phóng biển tông tông chủ, nói, sư tôn, chúng ta có thể chết ở trên chiến trường, nhưng các ngươi không thể đối với chúng ta như vậy à, chúng ta là đệ tử của các ngươi làm như vậy, chưa thấy được xấu hổ à. Bảy đại thiên tài chưa động thủ, từng cái leng keng ngưng mắt nhìn mình trưởng môn sư tôn, trưởng môn sư bá. Những thứ khác đệ tử chân truyền và đạo truyền đệ tử, cũng không có cùng trưởng môn có quá tốt tình cảm. Lúc này, một cái đệ tử chân truyền đâm ra một đao, đao kiếm đổi thành một cổ huyết lãng, ở giữa không trung hóa thành một đạo màu máu tam giác tinh, tản mát ra vô cùng thần uy, tựa như muốn phá hủy màu vàng dây thừng, thoát khốn ra. Phịch! Một đạo tiếng nổ truyền ra. Màu vàng dây thừng không tổn thương chút nào, màu máu tam giác tinh vỡ ra. Đệ tử này cũng bị lực phản chấn động được ngã xuống đất trào máu. Rất nhiều đệ tử không tin, cũng chỉ mãnh công màu vàng dây thừng. Chợt, bình bịch bịch, oanh oanh, từng đạo tiếng nổ truyền ra. Liên tiếp, 20 hơn vị các phái đệ tử ngã xuống đất trào máu, căn bản không cách nào phá vỡ thiên la địa võng trận. Côn Luân Tông Tông chủ thần sắc lạnh như băng, tựa như mắt nhìn xuống một bầy kiến hôi, lạnh lùng nói. Đừng làm dãy dụa vô nghĩa, trận pháp này là thượng cổ lưu truyền xuống khốn trận, muốn từ bên trong đánh vỡ. Trừ phi các ngươi có nửa bước nhập thần cảnh chiến lực. Bất quá, các ngươi vậy yên tâm đi. Các ngươi còn có một năm thời gian có thể sống, ta sẽ để cho các ngươi ở cuộc đời còn lại trong, hết khả năng tự do. Chỉ là, các ngươi không chết, chúng ta thì phải chết, cho nên, xin lỗi. Hắn giả nhân giả nghĩa nói hoàn lời nói này. Hướng trong trận chợt đánh ra một trường, một đạo màu máu đám mây xây đè xuống, đạo đạo màu máu linh xà bay ra, nhanh chóng cắn qua từng người đệ tử, mỗi một bị màu máu linh xà phải qua đệ tử, tất cả vô lực sụi lơ trên đất. Rất nhanh, hơn 30 vị đạo nguyên cảnh đệ tử, đã bị hắn bắt lại, sụi lơ không có sức nằm trên đất, mất sức chiến đấu. Bọn họ không giúp ánh mắt, ngắm nhìn các vị trưởng môn, những thứ này đã từng bị bọn họ coi là nhất kính ngưỡng người. Cả đời cũng phải bảo vệ môn phái. Hôm nay, nhưng đối với bọn họ làm ra như vậy chuyện. Thật là làm người ta tức lộn ruột. Các vị, xong hết rồi đi. Vừa động thủ một cái, đem bọn họ bắt lại. Còn như vậy bảy vị thiên tài, ở nơi này khốn trận bên trong, còn có thể ngất trời không được. Côn Luân Tông Tông chủ từ từ vừa nói. Rất nhanh, Lương Nguyệt trưởng môn, Huyết Đao Minh Minh chủ đợi một chút hơn 10 vị trưởng môn. Lòng bàn tay tất cả lóe ra huyết quang, từng cái màu máu linh xà đĩa bay ra, chạy về phía từng vị đệ tử. Không nghĩ tới à, tám phái đang phó trưởng môn, không chỉ có thần phục huyết linh tộc, còn tu luyện huyết linh tộc võ công. Cái này cùng nuốt máu người khí, làm người ta mất chiến lực công pháp, rất là thần kỳ đâu. Một đạo khảng thương có lực thanh âm, từ phía nam truyền tới. Côn Luân Tông Tông chủ thông suốt quay đầu. Nếu như rắn độc vậy hai con ngươi, ngưng mắt nhìn đi tới người, là ngươi, Diệp Thần. Diệp Thần tới. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Muốn đến cứu những đệ tử này, vừa vặn, ngày hôm nay mọi người đều ở đây, nhất định phải đem ngươi bắt hiến tặng cho huyết linh tộc. Diệp Thần nghiêng đầu nhìn một cái thiên la địa võng trong trận hơn 100 vị đệ tử, nói, như thế nào, ngày hôm qua ta lời nói, không sai đi. Không sai, Thanh Kiếm cười khổ một tiếng, mấy cái lắc mình né tránh màu máu linh xà công kích, lại đi hướng Lương Nguyệt trưởng môn lúc, trong mắt tràn đầy oán độc, trước đây hắn cùng Lương Nguyệt trưởng môn thầy trò tình cảm, đến bây giờ, một đao hai đoạn. Trong tương lai, như còn sống, chỉ có cửu hận, không có ân tình, khốn trận trong, vậy chỉ còn lại bảy đại thiên tài còn đang kiên trì, không có bị màu máu linh rắn cắn chúng mất chiến lực. Những đệ tử còn lại hai con người lạnh như băng ngắm nhìn từng cái trưởng môn, từng cái trưởng lão, ngày xưa dạy dỗ ân, giờ phút này toàn bộ tiêu hao hầu như không còn, nếu như còn sống, sau này chỉ có cửu oán, không có ân tình. Các ngươi trưởng môn,
phải dùng các ngươi mệnh. Đi đổi bọn họ mệnh, như vậy môn phái, không cần phải đi theo. Dứt khoát ta cứu các ngươi đi ra, các ngươi đi theo ta đối kháng huyết linh tộc, ngay cả là chết, ta cũng sẽ để cho các ngươi chết trận tại đối kháng huyết linh tộc trên đường, mà không phải là không có chút nào tôn nghiêm, để cho các ngươi bị huyết linh tộc giày xéo chết. Diệp thần từ từ vừa nói. Được. Diệp huynh, như cứu ta đi ra, ta nguyện ý đi theo vậy huynh, đối kháng huyết linh tộc. Diệp thần, không cần ngươi cứu ta, ta cũng sẽ đối với vác huyết linh tộc. Diệp huynh, bảy đại thiên tài rối rít tỏ thái độ, nguyện ý đi theo Diệp thần, hoặc chống đỡ huyết linh tộc. Đối với sư môn và sư tôn và huyết linh tộc, bọn họ đã hận đến trong xương. Tốt lắm. Diệp thần, ngươi không cần nói nhảm nữa. Côn Luân Tông Tông chủ trước mắt thoáng qua một đạo sát ý, lúc này hạ lệnh, tám phái trưởng lão nghe lệnh, phế bỏ Diệp thần kinh mạch tu vi, đem hắn chộp tới, do ta giao cho huyết linh tộc những người lớn, tự mình xử trí. Tuân lệnh. Được, Tông chủ. Không thành vấn đề, Tông chủ, chúng ta rất nhanh là có thể đánh chết thằng nhóc này. Lúc này, tốt mấy vị trưởng lão thần sắc chợt biến đổi, giống như là hung ác mãnh hổ vậy, ngưng mắt nhìn Diệp thần. Bọn họ mặc dù đều là đế tôn cảnh tầng 4 trời, hoặc là tầng 5 trời, nhưng hơn năm qua kinh nghiệm tác chiến, có thể so với Diệp thần hơn được quá nhiều. Huống chi, loại này thiên tuế trở lên lão quái vật, hoàn toàn có thể dựa vào nhiều năm kinh nghiệm và nội tình, ổn áp cùng cảnh giới các phái chân truyền và đạo truyền đệ tử, không thể cùng đế tôn cảnh chân truyền, đạo truyền đệ tử, thống nhất mà nói. Cho dù Diệp thần có thể trắng trợn tàn sát đế tôn tầng 1 tầng 2 ngày đệ tử, chẳng lẽ, Diệp thần còn có thể chống đỡ, bốn vị đế tôn cảnh tầng 4 trời, bốn vị tầng 5 thiên trưởng lão tấn công? Buồn cười. Nếu tám phái ngày hôm nay bố trí đội hình như vậy, liền cho tới bây giờ không có nghĩ muốn cho một thiên tài chạy khỏi. Hàn Vân tới cũng không được. Trừ phi nhóm lớn đế tôn cảnh đồng thời chạy tới, lấy trận pháp đối với trận pháp, mới có đánh bại bọn họ có thể. Thương thương thương. Tiếng chuông. Từng trận khảng thương tiếng truyền ra, hơn 10 vị trưởng lão, hai tay tạo ra từng đạo sáng bóng từ bọn họ lòng bàn tay tràn ra, lẫn nhau nối liền, thế chỗ liền vậy 8 vị xuất chiến Diệp thần trưởng lão trông chỗ. Chỗ tòa này thiên la địa võng trận pháp, phân là thiên la và địa võng hai tầng. Thiên la chính là 8 phái chánh phó trưởng lão tạo thành, địa võng chính là hơn 10 vị đế tôn cảnh trung kỳ trưởng lão tạo thành. Như vậy trận pháp liền đem Hàn Vân vây khốn, Hàn Vân là bước vào nửa bước nhập thần cảnh, cũng đừng nghĩ chạy khỏi đi ra ngoài, cho nên Côn Luân Tông Tông chủ mới sẽ như vậy có sức, cho dù Hàn Vân tới, cũng không sợ. 8 vị đế tôn cảnh trưởng lão, chậm rãi đi ra, quanh thân quanh quẩn huyết khí, cuồng bạo cực kỳ, giống như vậy biển khơi uông dương vậy, chạy dài vô tận. Bọn họ mới thiên tuế ra mặt, đối với đế tôn cảnh mà nói, chính gặp thời kỳ tột cùng. Trong đó, một vị sóng mũi cao trưởng lão đứng ra, thần sắc lạnh như băng, nói, Diệp thần, bổn trưởng lão cho ngươi khuyến cáo. Đầu hàng đi, ngươi loại thiên tài này ở trong cùng thế hệ là không tệ. Nhưng ngươi mặt đúng là ta cửa lão bối nhân vật, không muốn bị chúng ta lột ra vọt bẻ nói, liền ngoan ngoãn đầu hàng. Nếu không, ta đem ngươi y thần môn từ trên xuống dưới, người người lột ra rút gân. Ta Dương Hiên nói, ai cũng không thay đổi được. Lão già kia, Diệp thần cầm tinh thần kiếm, quanh thân quanh quẩn đạo đạo khủng bố huyết khí, đầu dựa vào huyết linh tộc, tiếp tay cho giặc, người hẳn phải chết. Côn Lôn Hư trưởng lão, lại có thể giúp huyết linh tộc bắt Côn Lôn Hư đệ tử, sau đó đưa cho huyết linh tộc. Cái này cùng phản bội hạng người, hẳn phải chết. Một khắc sau, Diệp thần chủ động đánh ra, vút lên trời cao đâm ra một kiếm, bảy đêm phá quyền kiếm ý nở rộ ra. Thọc sâu giao thoa kiếm ý hóa thành một chuôi cự kiếm tựa như lại là quyền ảnh, chém ngang đi, dọc đường chém chết mấy chục cây cây lớn, thậm chí mặt đều bị kiếm khí chấn động được giãn nứt. Nhóc rác rưởi, ngươi tự tìm cái chết. 8 vị đế tôn cảnh trưởng lão, đồng thời sử dụng riêng mình linh khí. Bọn họ quanh thân huyết khí tràn ngập, cường thịnh đến mức tận cùng. Giờ khắc này, bọn họ chính là chỗ này nắm giữ. Hai thanh trường kiếm, ba chuôi trường đao, ba tôn đỉnh lớn, các loại lưu chuyển phong cách cổ xưa đạo uẩn, phát ra sáng chói sáng bóng, cùng cự kiếm đụng chung một chỗ,
tóe ra đủ mọi màu sắc sáng bóng, dư âm chấn nhiếp chạy đi, đem nơi đây chu vi mấy trăm thước cây cối, toàn bộ nhổ tận gốc. Ầm. Một hồi kịch liệt tiếng nổ truyền ra, mặt đất trực tiếp bị chấn động ra kẽ hở. Phịch. Sau đó, một đạo thanh thúy tiếng xương cốt gãy truyền ra. Diệp Thần thân hình như bay vút quang, lướt không tia chớp, ngay lập tức gian đi tới một cái đế tôn cảnh tầng 4 thiên trưởng lão trước người, một cái vạn Phật kim cương quyền đánh ra, cổ tay hai bên bay ra hai cái chùm ánh sáng, nội hàm từng cái cổ uẩn Phật văn, đường chéo lộn xộn sau rơi vào trên người, chấn động ăn gian trăm đạo rung động. Một khắc sau, Diệp Thần lại đánh ra một quyền, quyền diện bùng nổ chói mắt kim quang, sau lưng mơ hồ có một ông Phật bằng vàng hiện ra. Vô cùng cường đại lực lượng kẹp cầm dưới, một quyền này có chừng mấy trăm ngàn cân lực lượng, thẳng đem người trước mắt này xương sống cắt đứt. À! Tiểu súc sinh, ngươi! Người này còn chưa tới đạt tới nói xong, trước mắt tóe ra một phiến phiến kim quang, vô số điều do màu vàng Phật văn tạo thành sáng bóng, đem hắn bao phủ. Một hồi tiếng nổ sau này, kim quang tản đi, chỉ còn lại đầy đất máu thịt. Diệp Thần thu hồi quả đấm. Né tránh chừng bay tới hai chuôi linh kiếm, lại bị một tôn màu xanh đỉnh lớn đập trúng. Phốc! Diệp Thần thần giác chấm máu tươi, cái này một đỉnh lực không nhẹ, để cho mình bị thương nhẹ. Đổi thành những thứ khác đế tôn cảnh ba tầng thiên ở thiên tài trẻ tuổi, sợ rằng tại chỗ đã chết. Diệp Thần! Trải qua nhiều lần sấm sét luyện thể. Tầm thường công kích, muốn làm bị thương hắn chút nào, cũng vô cùng là khó khăn. Vậy chỉ có loại này thế hệ trước đế tôn cảnh cường giả, điều khiển linh khí cưỡng ép công kích, mới có thể làm cho hắn nhận lấy cái chết. Đáng chết, tiểu súc sinh này, thân xác là làm cái gì? Vương Minh chết, mọi người một khối ra tay, trực tiếp phế bỏ hắn tứ chi. Thanh bào trưởng lão vung tay lên, bên cạnh màu xanh đỉnh lớn phòng rộng rãi bay ra, vẻn vẹn là đỉnh lớn liền có mấy triệu cân bên trong, chỉ riêng đi về trước đụng nhau lực lượng, bộc phát ra. Liền đem hư không biến dạng, thân đỉnh lại là lóe ra huyết quang, một đóa màu máu nhụy hoa hiện lên. Ngay lập tức gian, màu xanh đỉnh lớn biến thành trăm mét lớn, giống như là một viên vẫn thạch rơi xuống, làm người ta kinh hãi. Hừ, một đám lão thất phu, Diệp Thần mắng liền một câu, lau sạch thần giác máu tươi, bước ra một bước, thân hình bay vút ra, tay phải đâm ra một kiếm, thân kiếm bộc phát ra không có gì sánh kịp khí cơ. Giống như là một đoàn đoàn pháo bông tách thả ra, đẹp lóa mắt. Một kiếm này, lực thấu hư không, mũi kiếm sáng chói, huyết khí lực phun trào cực nhanh, tựa hồ đạt tới kiếm đạo đỉnh cấp. Có thể phai mờ hết thảy, phá hủy vạn vật, vô hình trung phân hóa ăn gian trăm đạo kiếm khí, ngăn trở ở những thứ khác đế tôn cảnh trưởng lão. Giờ phút này, Diệp Thần còn không định dùng càn khôn kiếm ấn. Miễn được trưởng môn các phái có phòng bị. Muốn xuất kỳ bất ý, đột nhiên khống chế một cái trưởng môn, như vậy sử dụng mới là tốt nhất. Hiện đang dùng, đỉnh hơn phong ấn một cái đế tôn cảnh tầng 4 ngày trưởng lão, sợ rằng xông lên sẽ để cho tám phái trưởng lão phân thây. Oanh ùng ùng, màu xanh đỉnh lớn và tinh thần kiếm va chạm, giống như vẫn thạch đụng hỏa tiễn vậy, vô số kinh khủng kiếm khí tràn ra ra. Một khắc sau, màu máu nhụy hoa bị tinh thần kiếm mũi kiếm đâm rách. Một đạo nghiêm túc tuyệt thanh âm truyền ra. Tựa như, màu máu nhụy hoa là có sinh mệnh vậy, kêu thảm một tiếng liền nhanh chóng suy yếu, thẳng đến khô héo, đi theo màu xanh đỉnh lớn xuất hiện kẽ hở càng ngày càng nhiều, hắn trên đỉnh thanh quang, cũng bị kiếm khí nhanh chóng phai mờ. Lại một đạo tiếng nổ truyền ra. Màu xanh đỉnh lớn bị tinh thần kiếm đâm rách, hóa thành mảnh vỡ phân bay ra. Không thiếu vài mét lớn nhỏ mảnh vỡ. Bay về phía thiên la địa võng trận, ở tiếp xúc một khắc kia, nhanh chóng bị đánh bay đến bên kia. Tinh thần kiếm không có chút nào ngăn trở, một kiếm xuyên qua vị trưởng lão này ngực, phai mờ thần hồn. Lão già kia, còn lấy là ngươi mạnh bao nhiêu đâu. Diệp Thần điều khiển tinh thần kiếm lại có thể đi về trước, thân kiếm toát ra kiếm khí, giống như Thái Sơn áp đỉnh vậy, rơi vào còn lại 6 vị đế tôn cảnh trên người trưởng lão. Đồng thời. Hắn tay trái một quyền oanh thiên, quát lên một câu, lôi phá 9 tầng trời. Nháy mắt tức thì, Diệp Thần một đạo dấu quyền thi triển ra, bộc phát ra vô cùng tia chớp, dẫn được bát phương mây sấm hội tụ, thất luyện bắn ra 4 phía sấm sét lóe lên không ngừng. Ầm, sấm sét tiếng bên tai không dứt,
một đạo hơn trượng to sấm sét rơi vào Diệp Thần trên mình. Diệp Thần không có chút nào thương thế, ngược lại huyết khí lăn lộn mạnh hơn, hắn ngưng mắt nhìn bị mình chế trụ sáu vị đế tôn cảnh trưởng lão, chợt đánh ra một trường, lòng bàn tay bay ra thành phiến lôi quang, bất ngờ rơi vào mỗi vị trên người trưởng lão. Từ Hoa Hạ đến Côn Lôn Hư, hắn lần lượt trải qua lôi kiếp. Lại là nắm trong tay thần lôi. Hắn thân xác và mỗi một quyền đều mang sâm ý. Nhiều như vậy lịch luyện tựa như vào thời khắc này hội tụ thành một quyền. Sáu vị đế tôn cảnh trưởng lão, thân xác hoảng sợ, chợt từng cổ một cuồng bạo huyết khí bộc phát ra, sáu chuôi linh khí ngự không mà quay về. Tuyệt đối không nghĩ tới. Diệp Thần, lại có thể như vậy lợi hại. Không chỉ có thể đè đồng bối giết, càng có thể nghiêm trọng uy hiếp được chúng ta. Giờ phút này, chớ nói chi cắt đứt Diệp Thần tứ chi, sống lại bắt. Chúng ta phải chăng có thể chiến thắng? Không. Chúng ta phải chăng có thể còn sống, đều là vấn đề. Bót sát. Oanh. Linh khí cùng kiếm khí, lôi quang va chạm, bùng nổ sáng chói nhất sáng bóng, giống như là một ngọn núi lửa bùng nổ vậy, kinh được trong trận pháp chư thiên mới hoảng sợ. Bạch Ngọc Tuyền sụi lơ trên đất, ngưng mắt nhìn Diệp Thần, ánh mắt lóe lên không ngừng. Hắn dài hô một hơi, nói nhỏ, cái này tám vị trưởng lão, ta tới hơn có thể vượt hai cảnh chiến bình một cái. Diệp Thần nhưng là có thể đồng thời đè bọn họ tám cái đánh, còn đánh giết hai người. Thực lực bực này, đã vượt qua trẻ tuổi đồng lứa. Hắn đang suy nghĩ Diệp Thần, có thể cứu mình các người đi ra, nhưng lại vừa thấy tám phái trưởng môn và các trưởng lão khác. Loại ý niệm này, lại phai nhạt đi xuống. Được, không tệ à. Diệp Thần, ta chưa bao giờ phục qua một cái người, nhưng là hôm nay, ta phục ngươi. Thanh kiếm nằm trên đất cười to, trong ánh mắt đều là tán dương vẻ. Hắn đã sớm bị tám phái trưởng môn bắt lại, mất chiến lực, nhưng nhìn Diệp Thần độc chiến tám vị trưởng lão, cũng không khỏi được bội phục. Giống như là Côn Lôn Hư mười đại thiên tài. Mặc dù cao hơn đại phái đạo truyền đệ tử không thiếu. Nhưng là, bọn họ cảnh giới không hề cao. Đối mặt vậy tám vị đế tôn cảnh tầng 4 trời, tầng 5 ngày trưởng lão, đỉnh làm nhiều đến chiến bình. Phải giống như là Diệp Thần như vậy, đè tám vị trưởng lão đánh, cho dù xếp đệ nhất độc cô kiếm, vậy không làm được. Một đạo tiếng nổ truyền ra. Cấp 6 linh đao nổ lên. Một vị hào phóng biển tông đế tôn cảnh tầng 5 ngày trưởng lão, lúc này liền bị lôi quang nổ thành mảnh vỡ. Oanh! Oanh oanh! Ba đạo thanh âm truyền ra, kèm theo dư âm chấn động. Ba kiện cấp 6 linh khí không đỡ được lôi quang và kiếm khí, vỡ ra xuống. Không có linh khí che chở, sau đó ba vị trưởng lão, vậy tiếp liền thân xác nổ tung, chết thảm ở Diệp Thần thủ hạ. Nguyên lấy là, các người bán mạng cho huyết linh tộc. Sẽ rất lợi hại. Nhưng là ta lại không nghĩ rằng cũng chỉ tu luyện một chút không lành lặn huyết linh tộc công pháp. Đã như vậy, các ngươi những thứ này Côn Lôn Hư phản đồ, có thể đi chết. Diệp Thần hấp thu toàn bộ mây sấm, cầm ra cửu u thí thiên thương, chợt ra tay, giống như là một tôn ma vương vậy, một nhát thương đâm ra, trăm ngàn đạo thương cương phơi bày, đâm rách một vị trưởng lão, chợt, trăm đạo cương khí từ trưởng lão trong cơ thể lao ra. Phơi bày ra hơn trăm đạo lỗ máu. Một khắc sau, vị trưởng lão này ngã xuống đất, thần hồn đều bị phai mờ. Diệp Thần mắt nhìn cuối cùng một vị đế tôn cảnh trưởng lão, nhìn hờ hững, nói, phản đồ, muốn chết như thế nào? Đế tôn cảnh tầng 4 trời, tầng 5 thiên. Thì như thế nào? Còn chưa đột phá trước. Ta cũng có thể nhanh chóng đánh chết. Cho dù các ngươi nội tình thâm hậu một ít. Vậy chỉ bất quá hơn ngăn cản chốc lát thôi. Không. Diệp Thần, chúng ta nơi này nhiều người như vậy. Ngày hôm nay, người đầu hàng, có lẽ còn có một con đường sống. Cuối cùng vị này Côn Luân Tông trưởng lão, hốt hoảng hết sức, tay chân luống cuống đánh ra các loại võ, ngăn cản bay tới thương cương. Rõ ràng mới vừa rồi còn là 8 người. Thoáng qua gian. Đã chỉ còn lại mình một người. Cái này còn đánh như vậy à? Chạy đi. Lúc này, vị trưởng lão này đem bên người màu đỏ đỉnh lớn sử dụng, lại chợt đánh mấy chục tấm, trăm ngàn đạo trưởng ấn vô căn cứ xuất hiện, chợt hắn xoay người vừa chạy. Tông chủ! Cứu ta à! Vị trưởng lão này theo bản năng phun ra một ngụm máu tươi,
cúi đầu vừa thấy ngực lộ ra một cái đầu thương, lại quay đầu vừa thấy, Diệp Thần đã ở bên cạnh mình. Diệp Thần rút ra cửu u thí thiên thương, một cái vạn Phật kim cương quyền, đem đánh bể, lạnh lùng nói, nếu làm phản đồ, làm cả tộc người phản đồ, vậy phải có chết chuẩn bị, xem ngươi loại người này gian, giết 10 lần cũng không đủ chuộc tội. Hắn run một cái thân súng thịt vụn, huy động cửu u thí thiên, chỉ Côn Luân Tông tông chủ, nói, ngươi cũng không cần từng cái phái. Để cho ngươi vòng ngoài những người này, lên một lượt đi. Nếu không, ngươi không có ngăn trở ta cơ hội. Hoặc là, đem những người này toàn bộ cho ta thả ra. Diệp Thần liếc mắt một cái, Thiên La Địa Võng trong trận toàn bộ đệ tử, đều bị bỏ vào, bọn họ là ta Côn Lôn Hư người, cho dù phải chết, cũng là ta do ta người Côn Lôn Hư tới quyết bàn về, mà không phải là để cho các ngươi đưa cho huyết linh tộc giày xéo. Côn Lôn Hư thiên tài. Có thể chết tại nội bộ mâu thuẫn. Nhưng tuyệt không thể nào là bị người mình bắt, hiến tặng cho ngoại tộc, lấy này lấy được đan dược gì linh khí. Ha ha! Diệp Thần, người sẽ không cảm thấy, giết 8 trưởng lão, người liền có năng lực và chúng ta đàm phán chứ. Minh Bày nói cho ngươi, hôm nay chính là Hàn Vân mang Hàn ra đến, cũng không dùng. Côn Luân Tông Tông chủ trước mắt thoáng qua một đạo vẻ tàn nhẫn, trong lòng ngầm nói, Diệp Thần người này, chiến lực lại tăng lên một ít. Bây giờ không thúc dục mật pháp, hẳn sánh bằng đế tôn cảnh 5-6 tầng thiên. Hàn Vân, nhất định ở bên cạnh trông nom. Chúng ta 16 cái trưởng môn, tông chủ không thể ra tay cầm hạ Diệp Thần, nếu không trận pháp có sơ hở, để cho Hàn Vân phá, đem vậy hơn 100 người mang, coi như cái mất nhiều hơn cái được. Dứt khoát, còn có rất nhiều đế tôn cảnh trưởng lão. Toàn bộ đều là đế tôn cảnh 3 tầng thiên trở lên trưởng lão. Còn không tin phế không được một cái Diệp Thần. Lúc này, Côn Luân Tông Tông chủ thanh sắc câu lệ, nói, vòng ngoài khốn trận trưởng lão, toàn bộ lên, 10 phút bên trong, bắt lại cho ta Diệp Thần. Chúng ta tuân lệnh, tuân lệnh. Một hồi thanh âm sau này, vòng ngoài trận pháp sáng bóng tán loạn. Thiên La Địa Võng trong trận, Địa Võng trận, giải tán, khốn trận uy lực hạ xuống hơn nửa, nhưng cũng không phải là trong trận thiên tài trẻ tuổi có thể phá ra. Huống chi bọn họ đều đã không chiến lực. Vậy vì vậy, hơn 10 vị 8 phái trưởng lão, ánh mắt cũng hội tụ đến Diệp Thần trên mình. Mấy chục người, trong đó đế tôn cảnh 3 tầng thiên không thiếu, đế tôn cảnh tầng 4 thiên cũng không thiếu, đế tôn cảnh tầng 5 thiên cũng có, thậm chí đế tôn cảnh tầng 6 trời, cũng có. Như vậy đội hình, có thể nói khủng bố. Chính giữa, hào phóng biển tông đạo truyền đại trưởng lão, chậm rãi đi ra. Nói, Diệp Thần, chúng ta cho ngươi cái cơ hội. Quỳ xuống dập đầu nhận sai, tự phế kinh mạch toàn thân. Ngoan ngoãn bỏ qua tới. Chúng ta có thể không động thủ, miễn người bị càng nhiều hơn đau khổ ra thịt, như thế nào à? Hơn 10 vị đế tôn cảnh trung kỳ ra tay. Còn không tin. Không bắt được ngươi Diệp Thần. Phế ta, buồn cười. Ta sẽ đích thân đem các ngươi những thứ này phản bội lão ra, từng cái bắn chết. Lấy cảnh cáo những cái kia bị các ngươi hiến tặng cho huyết linh tộc trà đạp các đệ tử. Các ngươi như vậy đồ, không xứng dòng nước chảy Côn Lôn Hư máu tươi. Diệp Thần tay cầm tinh thần kiếm, không sợ hãi chút nào. Đem mình tự tay dạy nên đệ tử, đưa cho huyết linh tộc giày xéo, liền vì chính các ngươi còn sống. Nói các ngươi là xúc sinh, cũng vũ nhục xúc sinh. Diệp Thần khua kiếm vút lên trời cao, một cổ ngạo nghễ chiến ý ra trì. Vì còn sống, liền đệ tử mình cũng có thể bán đứng. Loại người này, sử tử lăng trì đều là tiện nghi bọn họ. Chính là bởi vì bọn họ như vậy, Côn Lôn Hư mới mấy ngàn năm cũng không có quật khởi dấu vết, thậm chí dần dần suy yếu. Những người này chưa trừ diệt, cũng thật xin lỗi triều đại bị bọn họ đưa cho huyết linh tộc trà đạp những thiên tài. Diệp Thần khua kiếm chỉ tất cả trưởng lão, nói, hôm nay, các ngươi hãm hại các phái thiên tài đệ tử. Coi như là đoạn tuyệt chính các ngươi hy vọng. Mà ta, thành tựu chỉ còn lại thiên tài. Ta dùng kiếm trong tay súng, thay triều đại đời trước diệt trừ các ngươi những thứ này phản đồ. Tiếng nói vừa dứt, Diệp Thần chủ động hướng hơn 10 vị đế tôn cảnh trưởng lão tấn công. Hắn thân thể bay vút đi ra ngoài, vẫy tay một kiếm, kiếm quang sáng chói chói mắt, tựa hồ là một đạo con sông rơi xuống vậy,
ánh đao còn chưa rơi xuống, máu tươi đã phun vẩy ra, chợt một đạo người bay rớt ra ngoài. Thanh Thiên Môn, một vị đế tôn cảnh ba tầng ngày trưởng lão, trực tiếp bị một kiếm bổ, thần hồn diệt tuyệt, thân xác bị cắt thành hai nửa. Giết! Diệp Thần, ngươi dám can đảm trong mắt không người. Diệp Thần, bây giờ trời muốn ngươi chết không toàn thây. Diệp Thần! Diệp Thần! Bỗng nhiên gian, hơn 10 vị đế tôn cảnh cường giả, đồng thời ra tay. Nháy mắt tức thì, các loại ánh sáng rực rỡ kiếm khí bắn ra, có hơn mấy chục tôn đỉnh lớn, 20 bao lớn kích bay tới, các loại binh khí từ tất cả phương hướng đạp chết tới, mỗi một chuôi linh khí đều mang một cổ mất đi hơi thở, chung nhau hội tụ một khối, tựa như trời long đất lỡ vậy. Chỉ riêng dư âm và uy áp chấn động ra, liền đem trong vòng phương viên trăm dặm từng ngọn đỉnh núi chấn vỡ. Vô số đá vụn, hỗn hợp ở công phạt bên trong. Hống hống hống. Hống hống. Các loại tiên linh hư ảnh gào thét, đằng bay ở giữa thiên địa, mang theo vô cùng lực lượng bay tới. Bạch hổ khiếu thiên, thanh long gào thét, phượng hoàng loạn vũ, huyền vũ thác biển, còn có ứng long và chim sơn ca là phụ, tất cả toát ra từng đạo hủy diệt sáng bóng. Là chính giữa, mấy vị đế tôn cảnh tầng 6 thiên đạo truyền trưởng lão ra tay. Tất cả công kích hội họp chung một chỗ, giống như biển khơi thủy triều lên xuống vậy, che khuất bầu trời, cho dù là đế tôn cảnh bát tầng thiên, vậy tuyệt khó ngăn cản. Đế tôn cảnh, đích xác là một tầng cảnh giới một tầng trời. Nhưng có thể đế tôn cảnh số lượng đạt tới một cái cao cấp, liền đủ để phát huy ra chất biến hiệu quả, như vậy đội hình đánh chết huyết linh tộc lão đại, cũng không nói ở đây. Đáng tiếc, nhưng là dùng để đối phó Côn Lôn hư nhà mình thiên tài. Diệp Thần ngẩng đầu, ngừng mắt nhìn trước mắt che khuất bầu trời, cuồng bạo vô cùng công kích, quyết không thể chống cự. Hắn nhanh chóng lắc mình, quanh thân quanh quẩn sấm sét cùng luân hồi ánh sáng, thân hình như điện chớp, nhanh chóng vọt đến nơi khác. Đối mặt như vậy công kích, Diệp Thần áp lực quá lớn. Dẫu sao hắn chỉ có một người. Mới vừa rồi, hắn chủ động tấn công. Muốn hết sức cố gắng hơn chém chết địch thủ, là phía sau giảm bớt áp lực. Nhưng không nghĩ tới mới vừa ra tay, liền bị bọn họ tập thể công kích. Như vậy thế công, chỉ ít 50 vị đế tôn cảnh cường giả động dùng toàn lực, Hàn Vân đối mặt cũng phải bị thương nặng. Rào 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 rào. Rào 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 rào. Đếm không hết kiếm khí, ánh đao, thương cương và đỉnh lớn bay tới. Giống như là ngân hà bên trong tinh thần rơi xuống vậy, uy thế vô cùng. Diệp Thần nhanh chóng tản ra. Tránh thoát tuyệt đại đa số công kích, nhưng cũng bị trăm ngàn đạo kiếm khí, đao khí bao vây, thật may mặc trên người có kim cọng y, nếu không trên mình máu thịt sợ rằng đã chém hết bị hơn nửa. Thương thương thương, thương thương thương, vô số ánh đao rơi xuống, kiếm khí phân bay, đập ở kim cọng y trên, băng hiện ra sáng chói chói mắt sáng bóng. Mặc dù kim cọng y ngăn trở tuyệt đại đa số công kích, nhưng cũng có bên trong kính xuyên thấu qua kim cọng y đánh trúng Diệp Thần thân thể, rất nhanh, Diệp Thần ngũ tạng lục phủ đều bị chấn động lệch vị trí, liên tục miệng to trào máu, sắc mặt ảm đạm. Trên mặt đất, Diệp Thần nhanh chóng né tránh, cũng rất sắp bị mấy tôn đỉnh lớn đánh trúng. Mỗi một tôn đỉnh lớn đều giống như núi nhỏ vậy đập tới, đem Diệp Thần đập được trào máu đổ bay. Không được, số người so với hơn, nếu như một đối một. Mỗi một cái ta đều có thể ở trong vòng 3 chiêu đánh chết. Cho dù đối với 10, ta cũng tuyệt đối có thể chiến thắng. Diệp Thần ngược lại có chút coi thường những người này, cho dù tránh được bay ra mau, nhưng là chung quanh toàn bộ đều là kiếm khí đao khí, thậm chí còn linh khí công kích, căn bản không có địa phương né tránh, có được công kích chỉ có thể chống cự. Hắn che ngực, kim cọng y đã hoàn toàn bể tan tành, trên mình máu tươi đầm đìa, tránh ra còn lại công kích. Lập tức cầm ra linh đan khôi phục. Bên cạnh, truyền tới từng trận tiếng nổ, gần như núi lở đất mòn vậy, vô số bụi đất tung bay. Chỉ gặp, Diệp Thần nguyên lai đứng địa phương lên, đã bị tất cả trưởng lão cửa đánh thành thâm cốc. Vốn là đất trống mang, giờ phút này đã xuất hiện một đạo to lớn vết rách, dài rộng đều có 100 mét lớn, lại là hiểu rõ 10 tôn đỉnh đập xuống, miễn cưỡng đập ra hơn 100 thước trong cái hố sâu, như vậy kinh khủng. Nếu như Diệp Thần còn tại chỗ mà nói, giờ phút này liền thịt vụn sợ rằng cũng không tìm được. Ha ha ha! Diệp Thần, người tiểu súc sinh này, thư không thoải mái à?
Lần này là ngươi tránh nhanh hơn, ngươi nếu là không tránh, ngươi liền mau hoàn chỉnh xương cũng không tìm được. Thanh Thiên Môn đạo truyền đại trưởng lão lạnh giọng nhìn hờ hững, như vậy công kích, chúng ta mỗi người cũng có thể phát ra mấy chục hơn trăm lần, nói cách khác, ngươi ngày hôm nay không chết vậy được chết. Hắn cười lạnh hai tiếng, nói, không quá ta xem ra, ngươi thật nhiều con có thể chống đỡ thêm một lần. Lần thứ hai liên hiệp công kích, ngươi là hẳn phải chết. Không chừng, ngươi bây giờ đầu hàng, còn có một năm thời gian có thể còn sống. Diệp Thần, hào phóng biển tông đạo truyền đại trưởng lão đi về trước một bước, nhìn cả người thương thế Diệp Thần, thần sắc lạnh như băng nói, mới vừa rồi một kích kia, nếu như là tầm thường đế tôn cảnh tầng 6 trời, giờ phút này đã tử trận. Ngươi nhưng tránh được mở. Ngươi như vậy thiên phú và chiến lực, trừ đi thời kỳ thượng cổ ra, không người có thể làm được. Nếu như ngươi nguyện ý đầu dựa vào huyết linh tộc, lão phu có thể cho ngươi làm đảm bảo. Vị này đại trưởng lão, ngưng mắt nhìn Diệp Thần, trong lòng tuy có khinh thường, nhưng vẫn tương đối coi trọng. Diệp Thần cái này thằng nhóc con, sức chiến đấu là thật mạnh, nhưng không thể đánh chết. Phải giao cho huyết linh tộc đại nhân cửa. Nếu như Diệp Thần nguyện ý đầu dựa vào huyết linh tộc, ta cũng là công lao một kiện. Nếu như Diệp Thần không muốn, không muốn, tại chỗ phế bỏ tứ chi, kinh mạch. Một cái đạo nguyên cảnh tầng 4 ngày nhãi con, ở chúng ta 71 vị đế tôn cảnh trung kỳ cường giả trước mặt, chạy đều không đường chạy. Huống chi, một cái Diệp Thần coi là cái gì? Ngày hôm nay, nếu là Hàn Vân đến, Hàn Vân dám ra tay. Một đạo bắn chết, đầu dựa vào huyết linh tộc. Diệp Thần nhìn hờ hững, thậm chí trong ánh mắt mang tức giận, chỉ hào phóng biển tông đại trưởng lão nói, lão tử chính là chiến chết ở chỗ này, vậy tuyệt không thể nào đầu dựa vào huyết linh tộc, các ngươi những người này làm chó, còn làm ra cảm giác ưu việt tới. Diệp Thần không khỏi cảm thấy buồn cười. Tám phái, hoàng gia, những thứ này khốn kiếp, làm chó lại còn làm cảm giác ưu việt tới. Còn tiến cử hắn gia nhập huyết linh tộc. Người tốt nhất là cân nhắc một chút, làm chó. Hào phóng biển tông đại trưởng lão ánh mắt phẩy một cái khốn trận ở giữa hơn 100 vị đệ tử, sâu thẳm nói, làm chó, ít nhất có thể còn sống, có thể cao nhân một các loại, mà bọn họ, liền làm chó tư cách cũng không có. Nói cách khác, Diệp Thần, để cho ngươi làm chó, là để mắt ngươi. Khốn trận bên trong. Bạch Ngọc Tuyền, Thanh Kiếm. Hắc Diệu các người nghe những lời này, trong lòng ngũ vị tạp trần. Lời nói này, xác định mình các người, căn bản không như Diệp Thần. Thậm chí, liền làm chó tư cách cũng không có. Buồn cười à? Thật đáng buồn. Diệp Thần, người đi nhanh đi. Diệp Thần, người đi thôi. Bạch Ngọc Tuyền và Thanh Kiếm, rối rít kêu, chân thực không đành lòng thấy được Diệp Thần rơi vào những trưởng lão này trong tay. Bọn họ biết, những trưởng lão này một lần tập thể công kích, liền có thể đem Diệp Thần bị thương nặng. Lần thứ hai tập thể, tất nhiên có thể đem Diệp Thần bắt lại. Đến bây giờ, cũng không có một cái trưởng lão tiến lên bắt lại Diệp Thần, bởi vì không dám. Sợ bị Diệp Thần một kiếm dây. Diệp Thần mặc dù bị thương nặng, nhưng chiến lực cực cao. Một cái không phải là đối thủ, nhưng một đám, coi như không tồn tại cái vấn đề này. Làm chó đều không tư cách. Ha ha ha, Hắc Diệu ngửa mặt lên trời thét dài, hô, Diệp Thần, ta biết ngươi thiên phú rất mạnh, ta cũng thừa nhận ngươi thiên phú rất mạnh. Ngươi đi nhanh đi, đừng cứu chúng ta, chạy mau, ngày sau đi đến vực ngoại lên cấp nhập thần cảnh, trở về lại cho chúng ta trả thù. Trước, ta đánh lén ngươi, coi rẻ ngươi. Ta hướng nói xin lỗi, ta xác thực không bằng ngươi. Mời ngươi nhanh lên rời đi. Ngày sau là chúng ta trả thù, đây coi như là ta cầu ngươi. Diệp Thần, duy nhất một lại nữa khốn trận bên trong thiên tài. Duy nhất một, có thể ngăn cản hơn 10 vị đế tôn cảnh trung kỳ trưởng lão công kích người. Chỉ có Diệp Thần có thể chạy thoát. Dưới tình huống như vậy, Diệp Thần cũng chỉ có thể trốn. Có đầu hàng hay không? Hào phóng biển tông trưởng lão thần sắc bình thản, nói, không đầu, vậy ngươi chuẩn bị xong bị lột da rút gân. Cuối cùng bị ngược giết đi. Diệp Thần căm tức nhìn những trưởng lão này, nói, người, sinh không hổ tại phụ mẫu, chết không hổ tại thiên địa. Ta chết, vậy tất nhiên là chết trận,
để cho ta khom lưng khuỵu gối đi đầu dựa vào tàn sát ta Côn Lôn hư huyết linh tộc, tuyệt không thể nào. Ngược lại là, các ngươi những thứ này khốn kiếp người gian. Ta nói, các ngươi nhất định sẽ chết, hơn nữa chết không toàn thây. Còn nữa, các ngươi thật lấy là sau lưng ta không có cường giả. Hôm nay, ta liền nói cho ngươi, ta đứng sau lưng, là các ngươi cả đời không cách nào ngưỡng vọng tồn tại. Ta là luân hồi mộ chủ, Diệp Thần. Giờ khắc này Diệp Thần quanh thân che lấp từng tầng quang, hắn vậy mi tâm ma khí cũng không ngừng tràn ra, tựa như hóa là một đạo khôi giáp bảo vệ Diệp Thần. Không chỉ như vậy, Diệp Thần túi màu đen thạch đầu, vậy dẫn động tới luân hồi mộ địa. Thời khắc này Diệp Thần, uyển như thiên thần hạ phàm. Diệp Thần rất rõ ràng, hắn cố nhiên có vượt biên giới giết địch lực lượng. Nhưng là nhiều cường giả như vậy, hắn căn bản không cách nào chống lại. Mấu chốt đều là đế tôn cảnh à. Hắn bây giờ còn chưa bước vào đế tôn cảnh, làm sao ngăn cản. Duy nhất dựa vào, chính là luân hồi mộ địa. Giờ phút này luân hồi mộ địa trong có ba vị đại năng. Huyết Thất Dạ, Niếp Bách Kiếm và Mạc Ngưng Nhi. Hắn tin tưởng. Cái này đủ để cho hắn đứng ở chỗ bất bại. Nhìn trước mặt khốn cảnh, Diệp Thần không nói nhảm nữa, ý thức trực tiếp tiến vào luân hồi mộ địa, ngưng mắt nhìn Huyết Thất Dạ, Niếp Bách Kiếm và Mạc Ngưng Nhi, nói, ba vị tiền bối, tình huống hôm nay các ngươi cũng nhìn thấy, Côn Lôn hư lòng người không còn, ta đem hết toàn lực cứu các phái thiên tài. Xin ba vị, mượn ta một ít lực lượng, giết những cái kia phản bội Côn Lôn hư rác rưởi. Mạc Ngưng Nhi hừ lạnh một tiếng, bộc phát ra cực mạnh chiến ý, nói, những xúc sinh này, cho huyết linh tộc làm chó, còn làm được bán như vậy lực. Sớm biết, ban đầu ta một kiếm diệt bọn họ phụ mẫu, vậy miễn được bọn họ như vậy người phản bội tộc gian ra đời. Nàng đưa ra mảnh khảnh cánh tay, lòng bàn tay tràn ra một cổ huyền sắc sáng bóng, sừng sững gian đánh vào Diệp Thần trong cơ thể. Nàng giới thiệu, đây là ngàn băng bạo, bộc phát ra công kích. Tương đương với đế tôn cảnh thất tầng thiên một kích toàn lực. Đây cũng là ta bây giờ duy nhất có thể cho ngươi lực lượng. Ngươi thật tốt lợi dụng. Cảm ơn. Diệp Thần vừa nhìn về phía Huyết Thất Dạ. Huyết Thất Dạ vậy đánh ra một đoàn huyết khí, tụ vào Diệp Thần trong cơ thể, nói cái này đạo huyết khí, đủ để cho cảnh giới của ngươi ngắn ngủi đặt chân tại đế tôn cảnh tầng 5 thiên. Hơn nữa ngươi lá bài tẩy, cũng có thể đối kháng. Hắn xuyên thấu qua luân hồi mộ, ngưng mắt nhìn tám đại phái người, nói, những thứ này phản bội Côn Lôn hư xúc sinh, một cái cũng đừng thả qua. Hoặc giết hoặc phong, hoặc là giết tất cả, hoặc là liền chọn cái đừng cường đại phong ấn. Hôm nay Côn Lôn hư, ai? Niếp Bách Kiếm thở dài một tiếng, không khỏi lắc đầu một cái, nói, muốn đã từng, ta Côn Lôn hư nào có cái này cùng hàng rác rưởi sắc, làm chó cũng làm ra cảm giác ưu việt tới. Cũng được, tiểu tử ngươi nếu giơ lên cờ lớn, phản kháng huyết linh tộc. Ta liền cho ngươi một đạo lực lượng. Niếp Bách Kiếm ngón tay bắt pháp quyết, vô cùng kiếm khí tụ đến, một chuôi băng kiếm nhỏ màu xanh ra trời, trôi lơ lửng tại lòng bàn tay trên. Một khắc sau, hắn chợt đem băng kiếm nhỏ màu xanh ra trời, đánh vào Diệp Thần trong cơ thể, ta cho linh hồn ngươi lực lượng, đủ để cho đem ngươi càn khôn kiếm ấn trực tiếp tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, có thể phong ấn một nhóm người. Bất luận tu vi cao thấp. Điều kiện tiên quyết là, người linh hồn lực lượng, được so người phong ấn người cao. Nhưng ta xem ra, bên ngoài những con kiến hôi kia, không có một người linh hồn lực lượng so người cao. Đi đi. Diệp Thần cảm giác được một cổ khổng lồ linh hồn lực lượng tụ vào thức hải bên trong, đem hắn xông lên được có chút choáng váng đầu. Rất nhanh, hắn quen thuộc cái này cổ linh hồn lực lượng, có thể ngay tức thì ngưng kết càn khôn kiếm ấn. Phong ấn người khác, cũng biết càn khôn dấu vết phong ấn phạm vi. Càn khôn kiếm ấn, chút thành tựu cảnh, có thể phong ấn 20 người, vô luận tu vi cao thấp, chỉ cần lực lượng tinh thần so hắn mạnh là được. Đại thành cảnh, có thể phong ấn 80 người. Viên mãn cảnh, có thể phong ấn 200 người. Đại viên mãn cảnh, chỉ cần linh hồn lực lượng đủ, không có lên mạng. Bộ công pháp kia, chính là xứng đáng không thẹn thần công. Bị hắn phong ấn người, trừ phi so chủ linh hồn người lực mạnh mẽ 10 lần, nếu không cả đời chung đời cũng không thể thoát khỏi, giống như là có thể cực lớn khống chế rất nhiều cao thủ, hơn nữa người làm phép có thể tùy thời giải trừ càn khôn kiếm ấn, không bị khống chế.
Bách kiếm thần quân. Lấy công pháp này, lập được hiển hách thần uy, khó trách bị Huyết Thất Giả và Mạc Ngưng Nhi như vậy sùng bái. Tạ tam vị tiền bối. Những thứ này phản đồ, ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Diệp Thần tràn đầy lòng tin ra luân hồi mộ địa, thương thế vậy khôi phục gần nửa. Hôm nay, mình có thể phong ấn 20 người, trước mắt mấy chục người, dứt khoát trực tiếp phong ấn vậy 8 cái đế tôn cảnh tầng 6 trời, để cho bọn họ đi công kích mình môn phái trưởng lão. Các ngươi những ông già này, đã không có thuốc nào cứu nổi. Thôi, ta Diệp Thần tự mình đưa các ngươi lên Tây Thiên. Diệp Thần ánh mắt sau đó rời đến khốn trận trên, nói 8 phái 16 vị đang phó trưởng môn, tông chủ đều ở đây. Đợi hồi, ta sẽ cùng với các ngươi thật tốt đối chiến 1-2, không bắn chết các ngươi những người này, cũng uổng phí các ngươi một phen khổ tâm. Chợt, hắn quanh thân khí huyết đột nhiên chấn động một cái, nếu như núi biển sóng lớn, liên miên không dứt. Nơi ngực, một cái máu long phi vũ ra, thân hình ở giữa không trung không ngừng phóng đại, rồng khổng lồ thân nếu như sắt thép trường thành vậy, màu máu vảy rồng lóe ra ánh sáng chói mắt chạch, đi theo một tiếng long khiếu, chấn nhiếp chu vi nghìn mét. Tiểu Hoàng, đi ra. Diệp Thần từ trong ngực cầm ra Tiểu Hoàng, mèo con bộ dáng Tiểu Hoàng sau khi hạ xuống, cả người huyết khí bạo tăng, ngay chớp mắt biến thành một trượng tới cao màu đỏ ma sư, tản mát ra huyết khí, tựa như đến từ u minh địa ngục vậy, khủng bố vô cùng. Ngươi lại bị vây đánh à? Ngươi lại không thể để cho người tiết kiệm một chút lòng. Hay, không đúng, Tiểu Hoàng chợt phát hiện những người trước mắt này khí huyết không đúng, chớp mắt vừa thấy, nhiều như vậy đế tôn cảnh trung kỳ, thậm chí còn có đế tôn cảnh hậu kỳ. Nó ngạc nhiên xoay đầu lại, nhìn về phía Diệp Thần, bất đắc dĩ nói, người cái này phiền toái là vượt chọc càng lớn. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, nhàn nhạt nói, luôn có như thế một ngày. Bất quá bây giờ, là ta một người, chủ động vây khốn bọn họ. Diệp Thần đánh giá Tiểu Hoàng và Huyết Long, hoặc giả là ở luân hồi mộ địa hấp thu huyết khí nguyên nhân, cái này hai tên hơi thở khủng bố đến mức tận cùng. Thậm chí có thể nói, chỉ riêng khí thế, không thua tại chỗ người bất kỳ. Hắn liền nói, các ngươi hai cái, trước mỗi người đối kháng một số đế tôn cảnh cường giả như thế nào. Còn dư lại tất cả mọi người giao cho ta. Diệp Thần thanh âm vang khắp trời cao. Nhưng lại ngay tức thì làm cho cả chiến trường nổ tung nồi. Tốt tiểu tử cuồng vọng. Thật lấy là ngươi có cơ hội rời đi. Buồn cười. Thấy được một màn này. Hơn 10 vị trưởng lão nhưng nhìn hờ hững, thằng hề lại nhảy, có thể nhảy bao cao. Không phải là sắp chết vùng vẫy thôi. Đạo tông đại trưởng lão nói, cùng cầm Diệp Thần đánh phế, vậy cái huyết long làm thịt, ta muốn máu rồng. Ta muốn vảy rồng. Luyện chế một chuôi bát phẩm linh khí. Huyết Đao Minh đại trưởng lão vừa nói. Ta muốn thịt rồng, còn không có hưởng qua thịt rồng là mùi vị gì đâu. Thanh Thiên Môn đại trưởng lão từ từ vừa nói. Ta muốn xúc sinh kia đầu lâu, ăn hẳn có thể tăng lên nữa một ít. Ta muốn xúc sinh kia máu tươi. Ta muốn huyết long gân rồng. Ta muốn huyết long đầu rồng, quả nhãn. Tám phái đạo truyền đại trưởng lão. Tám vị đế tôn cảnh trung kỳ trên khủng bố tồn tại. Chút nào không đem Diệp Thần để ở trong mắt, đều đang nghị luận Huyết Long và Tiểu Hoàng thuộc về. Tựa như, ở trong mắt bọn họ, đây đã là dễ như trở bàn tay chiến lợi phẩm, vậy không quan tâm nguy không nguy hiểm đâu. Hơn nữa, Diệp Thần đã bị thương nặng, nơi nào còn có chiến lực có thể nói. Có thể hay không động, đều là vấn đề đâu. Diệp Thần tự nhiên nghe được đám người này lời nói, tức giận trong lòng cháy. Lão thất phu các ngươi thật là cuồng à. Được, nếu các ngươi muốn, lão tử đưa các ngươi lên Tây Thiên. Diệp Thần tách thả ra toàn thân huyết khí, cuồng bạo huyết khí do như tinh thần vậy mãnh liệt, thật giống như một tôn huyết khí thần tướng vậy, lên sông lên 9 tầng trời, hạ chấn động u minh, một cổ tuyệt đối mạnh mẽ uy áp, càn quét ra, đè được hơn 10 vị đế tôn thần sắc đại biến. Cái người khác thậm chí khó mà hô hấp. Huyết Thất Giả cho huyết khí lực lượng. Đã dùng tới. Không đúng. Thằng nhóc này dùng mật pháp. Thật khó chịu, ta hô hấp cũng khó khăn, uy áp thật là mạnh à. Đây là đế tôn cảnh tầng 9 ngày huyết khí uy áp, làm sao có thể lập tức thương thế khôi phục, hơi thở vậy đến loại trình độ này. Hơn 10 vị đế tôn cảnh trưởng lão,
vẫn còn ở mơ hồ lúc. Chỉ nghe gặp Diệp Thần hét lớn một tiếng, ngàn băng bảo. Một khắc sau, hắn tay trái ngưng tụ ra một đoàn huyền băng sắc sáng bóng, chợt hướng bốn phía chừng lan truyền ra, một đạo cao mấy trăm mét, chiều rộng 10 mét to lớn băng mạc, thông suốt xuất hiện, lạnh lẽo thần hàn cốt, u lãnh lạnh lẽo tuyệt khí lạnh tràn ra ra, đem đất mặt đông lại. Thậm chí không khí, đều bị ngưng kết ra từng đạo giọt băng, thấp xuống. A thiếu! Lão đại, người cái này đồ chơi gì, lạnh quá à? Tiểu hoàng đông được cả người run rẩy, tỏ ý huyết long một mắt, chúng trên mình huyết khí đều bị băng mộ đống kết không thiếu, lúc này liền chạy qua một bên, nếu không còn không có động thủ, trực tiếp trước bị lão đại mình băng mạc cho làm được không sức chiến đấu. Ngàn! Băng! Bảo! Diệp Thần thanh âm, nếu như pháp chỉ vậy. Theo thanh âm rơi xuống, to lớn băng mạc nhanh chóng nứt ra, rồi sau đó từng đạo nhũ băng bắn ra. Nháy mắt tức thì, trăm ngàn nhũ băng bắn ra, gần như đem giữa không trung che đậy, mỗi một đạo nhũ băng đều có mấy gạo lớn nhỏ, mang lạnh lẽo thần hàn cốt khí lạnh cùng sát ý, thể phải đem tám phái trưởng lão tiêu diệt. Không tốt! Vận dụng linh khí phòng ngự, cái này nhãi con có đòn sát thủ. Đuổi mau ngăn cản, cái này nhũ băng thật lợi hại. Lực lượng này cơ hồ sánh bằng đế tôn cảnh hậu kỳ. Làm sao có thể? Các loại tiếng gào âm không ngừng, theo từng đạo linh quang lóe lên, huyết khí lăn lộn. Bọn họ trên mình mới vừa đông băng sương mù, vậy ngay tức thì tan ra. Hống! Một đạo chân long hư ảnh xuất hiện, long tiếng khóc, song long chi móng ngăn cản nhũ băng tập kích. Minh! Minh! Một đạo phượng hoàng hư ảnh, nghịch thiên đánh giết ra. Một đạo chim sơn ca hư ảnh hiển hóa ra, mở ra vây cánh che chở ở bản thể, rồi sau đó chấn động suốt đạo đạo dư âm, tạo thành bảo vệ che chở. Chợt! Huyền vũ hư ảnh, bạch hổ hư ảnh, ứng long hư ảnh đợi một chút rối rít hiển hóa ra. Mấy phái đạo truyền trưởng lão ra tay, biết trước mắt trăm ngàn nhũ băng lực lượng, hội tụ lực lượng trước phải ngăn trở một kích này. Bọn họ còn không tin, như vậy công kích. Diệp Thần có thể bùng nổ một lần. Còn có thể bùng nổ lần thứ hai mà. Thương thương thương. Ken két ca. Từng chuôi trường kiếm, từng chuôi trường đao phá không mà ra, bắn nhanh ra vô số đao khí cùng kiếm khí, lẫn nhau tạo thành bảo vệ che chở. Còn lại hơn 10 vị đế tôn cảnh trưởng lão vậy trước sau thúc dục linh khí, kích thích biển máu, mỗi người bảo vệ mình, cũng không có thống nhất tạo thành phụ thể đại trận. Dẫu sao, đến từ 8 cái môn phái. Lẫn nhau bây giờ. Không có phối hợp luyện tập qua. Thời khắc mấu chốt, cũng nghĩ che chở mình là được, muốn chết thì chết đạo hữu. Giờ phút này, Diệp Thần một người, mãnh công 8 phái hơn 10 vị đế tôn cảnh trung kỳ trưởng lão. Như vậy dũng mãnh, không hổ là Côn Lôn hư đệ nhất thiên tài. Cho dù lão bối nhân vật, cũng không cản được hắn trói lọi. Oanh oanh oanh, từng trận tiếng nổ truyền ra, vô số bảo vệ che chở bể ra. Còn có rất nhiều linh khí bể tan tành, so sánh với bọn họ công kích Diệp Thần, lần này bọn họ bị Diệp Thần công kích, muốn thảm được hơn được hơn. Khốn trận bên trong, chư đa thiên tài, hoảng sợ nhìn hết thảy các thứ này. Mấy cái đế tôn cảnh trưởng lão, lại có thể bị nhũ băng xuyên thủng đan điền, thần hồn đều bị phai mờ. Còn có hơn 30 vị trưởng lão, mình bị liền người mang binh khí đánh đạt được chỗ loạn bay, hiển nhiên bị thương nặng, mất sức chiến đấu. Tám đại đạo truyền trưởng lão, lại có thể cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại. Đây là Diệp Thần. Trời ạ! Đây hoàn toàn chính là một cái thế chiến tướng à! Một cái đạo nguyên cảnh mới mấy tầng ngày người, rất miễn cưỡng là vây quanh mấy chục đế tôn cảnh trưởng lão đánh. Đây nếu là thả ở bên ngoài, tuyệt đối không có người dám tin tưởng. Đây chính là Diệp Thần thực lực. Bạch Ngọc Tuyền trong lòng chợt lạnh, nói nhỏ, nguyên lấy là, hắn bùng nổ mật pháp, vậy thì tương đương với đế tôn cảnh sơ kỳ. Hắn lắc đầu một cái, thở dài nói, không nghĩ tới, hắn lại có thể bộc phát ra đế tôn cảnh hậu kỳ chiến lực. Cái này căn bản và chúng ta không phải một tầng thứ à. Bạch Ngọc Tuyền nghiêng đầu vừa thấy Hắc Diệu. Ban đầu, Hắc Diệu còn muốn cho Diệp Thần hạ mã uy. Bây giờ, Hắc Diệu sắc mặt thật là theo ăn khổ qua tựa như, trực câu câu nhìn một màn trước mắt này, lời nói ta còn lấy là, ta là hắn đối thủ, có lẽ hắn không địch lại ta,
nhưng là cái này. Cái này căn bản không là có chống cự nổi hay không sự việc. Mình phải lấy khỏe hẳn trạng thái đối với bây giờ Diệp Thần. Chống đỡ chết cũng là bị dây. Căn bản không ở một cái cấp bậc à. Thằng nhóc này, rốt cuộc tu luyện cái gì mật pháp? Lương Nguyệt trưởng môn ngưng mắt nhìn đầy trời nhũ băng, cũng không có ra tay, sợ Hàn Vân đi ra cứu đi chư đa thiên tài, nhưng là càng xem Diệp Thần biểu hiện, càng kinh hãi. Tiểu tử, người đây là cái gì mật pháp, làm sao hơi thở như thế mạnh? Không đúng, hơi thở này, đế tôn tầng 9 thiên đỉnh cấp. Làm sao có thể, Lương Nguyệt trưởng môn trợn to hai mắt, ngưng mắt nhìn trước mắt đại phát thần uy Diệp Thần, lại là lắc đầu hô, không thể nào. Tuyệt đối không thể nào, người làm sao có thể bộc phát ra đế tôn cảnh hậu kỳ hơi thở. Đế tôn cảnh hậu kỳ. Ý nghĩa Diệp Thần lực lượng bây giờ chỉ ít vượt qua đế tôn cảnh tầng 5 thiên. Mà có thể bùng nổ cái này lực lượng tồn tại, tuyệt đối là Côn Lôn hư cường giả đứng đầu. Nói ít mấy ngàn tuổi, thậm chí hơn 10.000 tuổi. Diệp Thần mới bây lớn. 30 tuổi có hay không? Cái này căn bản không có thể à. Côn Luân tông tông chủ nhưng là thần sắc che lấp, ngưng mắt nhìn Diệp Thần, suy tư hồi lâu, liền nói, chúng ta phía sau có huyết linh tộc giúp đỡ. Có lẽ, Diệp Thần phía sau có những vực khác bên ngoài đại năng giúp đỡ. Hắn còn có chưa nói xong. Những thứ khác đại năng, tại sao phải giúp đỡ Diệp Thần? Là muốn cùng huyết linh tộc khai chiến. Nghĩ tới đây, Côn Luân tông tông chủ thậm chí không dám nghĩ tiếp nữa, như đổi lại là trước kia Côn Lôn hư, nhập thần cảnh không thiếu, thậm chí có thần vương cảnh và hỗn nguyên cảnh đứng đầu đại năng chấn giữ, nhưng bây giờ. Lớn như vậy Côn Lôn hư, chính là nửa nhập thần cảnh cũng không có. Ta nhớ ra rồi, từng nghe huyết linh tộc 6 người kia đề cập tới. Huyết linh tộc bên trong, một ít ngày mới mười mấy 20 tuổi, đế tôn cảnh rất nhiều. Thậm chí có nhập thần cảnh thiên tài. Huyết Đao Minh Minh Chủ từ từ vừa nói. Hắn ngưng mắt nhìn Diệp Thần đại phát thần uy, một người đối kháng hơn 10 vị đế tôn cảnh, tâm thần chấn động một cái, nhưng nghĩ tới huyết linh tộc, lại bình hòa một ít. Cái này Diệp Thần sẽ không cũng tới tự hòa huyết linh tộc vậy địa phương đi. Huyết linh tộc, theo lý, cao bọn họ một tầng thứ. Huyết linh tộc trong, mười mấy 20 tuổi đế tôn cảnh, nhập thần cảnh. Hoàn toàn hợp lý. Như thế tới một cái, Diệp Thần 20 hơn tuổi, bộc phát ra đế tôn cảnh hậu kỳ hơi thở. Tựa hồ, cũng có thể hiểu. Vạn núi đao môn chủ ngưng mắt nhìn phóng thích nhũ băng, cầm cái kế tiếp cái đế tôn cảnh trưởng lão Diệp Thần, ánh mắt ngưng trọng, nói chúng ta trước không muốn rút lui mở, trong trận người chúng ta tổn thất không dậy nổi, bên ngoài những trưởng lão kia. Ta không tin. Coi như hắn Diệp Thần bộc phát ra đế tôn cảnh đỉnh cấp tu vi, hắn chẳng lẽ còn có thể đem bọn họ tàn sát sạch sẽ? Chẳng qua, phía chúng ta đề phòng Hàn Vân, một bên mang những thiên tài này đi. Vô luận như thế nào? Những thiên tài này, phải mang đi. Những thiên tài này, đều là mình môn phái chú tâm bồi dưỡng ra, huống chi còn cũng là muốn hiến tặng cho huyết linh tộc những người lớn, tuyệt không thể chỉ như vậy bị Diệp Thần và Hàn Vân mang đi. Nếu không trước chết trận ở Diệp Thần thủ hạ đế tôn cảnh trưởng lão, coi như uống phí. Lúc này, tám phái, Thanh Thiên Môn, Côn Luân Tông, Huyết Đao Minh, Vạn Núi Đao, Thiên Đao Cửa, chăm súng cửa đợi một chút tám phái. 16 vị chánh phó môn chủ, bắt đầu từng bước dịch chuyển thiên la địa võng trận, hơn nữa thông báo mình môn phái lão tổ chạy tới. Bọn họ tuyệt đại đa số đều là đế tôn cảnh 5-6 tầng trời. Một cái bát tầng thiên cũng không có, một khi rút lui đi khốn trận, Hàn Vân đánh tới, bọn họ làm sao đều là không ngăn nổi. Trên mặt đất, cuồn cuộn bụi đất vạn trượng. Vô số máu thịt phân bay, temeri đầy trời, từng cái đế tôn cảnh giống như là domino thẻ xương vậy, liên tiếp ngã xuống. Hơn 10 vị đế tôn cảnh trưởng lão, đã chết trận 16 vị. Còn lại 50 vị, toàn bộ bị thương ngã xuống đất, bình yên vô sự không có nhiều ít. Diệp Thần chỉ như vậy lạnh lùng đứng ở trung tâm, tóc đen phiêu phất, trong mắt như vô tận tinh thần, hào hùng huyết khí tựa như hội tụ thành một cái chảy con sông, huyết khí và sát khí từ sau lưng hắn rủ xuống xuống, hóa thành sát khí cùng kiếm khí, liều chết xung phong bốn phương, chấn nhiếp bát hoang. Hắn tay trái cầm tinh thần kiếm, tay phải cầm chặt cửu u phá thiên súng, một kiếm một súng, mạnh mẽ đến trình độ cao nhất.
đế tôn cảnh trưởng lão, thì như thế nào? Một kiếm bại một cái. Một súng bại một cái. Đã từng mạnh mẽ vô cùng, nội tình thâm hậu đế tôn cảnh các trưởng lão, ở thủ hạ hắn căn bản không nhịn được mấy chiêu, liền bị thương nặng rốt cuộc. Những thứ này đế tôn cảnh cường giả, không thể so với một ít trẻ tuổi đệ tử chân truyền và đạo truyền đệ tử, bọn họ thành là đế tôn cảnh mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm, nội tình cùng với đối với, đạo, hoàn thiện, cùng với kinh nghiệm tác chiến phản ứng vậy vô cùng là phong phú, chiến lực cường đại hơn được hơn. Cho dù là như vậy, bọn họ ở Diệp Thần thủ hạ, vậy như những cái kia đạo truyền đệ tử vậy. Không còn sức đánh trả chút nào. Diệp Thần, Côn Lôn hư thanh niên thiên tài thứ nhất. Sợ rằng, không bao lâu, hắn liền là chân chánh Côn Lôn hư người thứ nhất. Tiểu Hoàng, Huyết Long, trực tiếp đánh cho bị thương bọn họ, không cần phải toàn bộ đánh chết. Diệp Thần thân hình lướt qua, quanh thân quanh quẩn tia chớp cùng luân hồi ánh sáng, nhanh chóng đánh trúng hai cái đế tôn cảnh tầng 4 ngày huyết đao minh trưởng lão. Bịch bịch, hai đạo tiếng nổ truyền ra, tia chớp kẹp sát khí, xuyên thủng đối thủ tứ chi. Hai vị đế tôn cảnh trưởng lão tê liệt đổ xuống đất, tứ chi bị xuyên thủng, cho dù có thể khôi phục, cũng cần thật dài thời gian, tạm thời, bọn họ là không có chút nào sức chiến đấu. Được, không thành vấn đề. Bất quá, ngươi làm sao đổi phương hướng, trước kia ngươi đều là lấy giết làm chủ. Tiểu Hoàng vung ra móng to, một phiến liệt diễm hỏa hải đĩa bay ra, uy áp chấn nhiếp cửu trọng thiên, bay qua giữa không trung, đáp xuống, giống như vẫn thạch rơi xuống đất ngay tức thì đem hai cái đế tôn cảnh tầng 5 thiên trưởng lão đánh tan, làm hắn không có chút nào chiến đấu lực. Nó nhìn về phía Diệp Thần, nói, bây giờ, ngươi làm sao đổi thành thu phục là chủ. Ta dĩ nhiên là muốn giết sạch những người này. Nhưng là chúng ta địch nhân chân chính là huyết linh tộc, những ông già này kinh nghiệm chiến đấu phong phú, có thể thu phục hãy thu phục, tương lai đối kháng huyết linh tộc, có tác dụng. Diệp Thần lắc người một cái, né tránh một kiếm, sau đó vút lên trời cao nhảy một cái, né tránh bay tới Bạch Hổ hư ảnh, tiện tay một cái vạn Phật kim cương quyền đánh ra, một ông Phật bằng vàng hư ảnh hiển hóa, vạn an Phật văn tạo thành từng đạo dấu quyền bay ra. Chạy thẳng tới huyết đao minh vị kia đế tôn cảnh tầng 5 ngày đạo truyền đại trưởng lão. Hắn một bên né tránh, vừa nói, những trưởng lão này, cho dù là cùng cảnh giới, cũng có thể đánh bại trừ đi 10 đại thiên tài và ta ra tất cả cùng cảnh thiên mới. Người như vậy, phải thu nhiều phục. Tương lai đối kháng huyết linh tộc, bọn họ là ở giữa lực lượng. Diệp Thần thu phục bọn họ, ý tưởng rất bình thường. Cho dù hắn có thể nhanh chóng luyện chế đan dược, thúc sanh một nhóm đế tôn cảnh 2-3 tầng trời, thậm chí tầng 4 tầng 5 ngày cường giả, nhưng là như vậy cường giả, cảnh giới là đến, huyết khí là đủ rồi, đạo cũng đủ rồi, nhưng kinh nghiệm tác chiến và đối với lực lượng nắm trong tay, căn bản không biện pháp cùng những trưởng lão này so sánh. Tám đại môn phái chân truyền trưởng lão, đạo truyền trưởng lão. Cái nào không phải từ núi thây biển máu trong giết đi ra ngoài, kinh nghiệm tác chiến vô cùng là phong phú. Xa không phải dựa vào uống thuốc gặm đi ra ngoài đế tôn cảnh thiên mới có thể so sánh được. Cũng tỉ như, 10 đế tôn cảnh 3 tầng thiên tài trẻ tuổi, đối chiến 10 đế tôn cảnh 3 tầng ngày thế hệ trước trưởng lão. Trừ phi 10 cái thiên tài trong, có một cái thiên phú cực mạnh, hơn nữa vũ khí cực mạnh, có thể xem Diệp Thần như vậy, huyết khí cuồng bạo, coi thường kẻ địch rất nhiều công kích người. Nếu không, 10 cái thiên tài, thất bại không thể nghi ngờ. Thậm chí có thể sẽ bị tiêu diệt hết. Đối với như vậy thế hệ trước, Diệp Thần có thực lực sau đó, nói gì đều phải được hết sức cố gắng được bắt lại. Diệp Thần, người muốn giết cứ giết, tù binh chúng ta làm gì? Chúng ta chỉ sẽ thần phục huyết linh tộc đại nhân, người không có tư cách. Một cái đế tôn cảnh tầng 5 ngày chân truyền đại trưởng lão, cứng cổ, kết quả để cho Diệp Thần một cái tát bay, qua một bên nằm đi. Bây giờ, vị trưởng lão này mặt còn co quắp đây. Diệp Thần, hai cái thanh thiên môn trưởng lão, há miệng, còn chưa kịp nói chuyện, Diệp Thần vô tận huyết khí liền đem bọn họ chấn động bay. Máu này khí có thể rất lớn một số đến từ huyết thất giả. Vì sao cùng cường thế? Diệp Thần, người tên tiểu xúc sinh này, người rốt cuộc là ý gì, người thật muốn cùng huyết linh tộc khai chiến. Côn Luân chúng ta hư. Đã không có cái này lực lượng à?
những năm này chúng ta, tiêu hao quá lớn. Huyết đao minh đạo truyền đại trưởng lão, liều mạng ngăn cản Diệp Thần trường kiếm, nhưng tinh thần kiếm nhưng giống như là du long vậy, hoạt động tự nhiên, khi thì công kích hắn bả vai, khi thì trên đầu vỗ một cái, cho hắn chỉ có phòng ngự, không có phản công tư cách. Diệp Thần một người độc chiếm tám đại đạo truyền trưởng lão, hơi thở cũng ở đây dần dần yếu bớt. Dẫu sao, không phải chính hắn lực lượng, sẽ theo thời gian và công kích mà tiêu hao, yếu bớt. Tám vị đạo truyền trưởng lão, đồng thời mãnh công Diệp Thần, nhưng không có một lần đánh chúng, Diệp Thần tốc độ quá nhanh. Đạo nguyên cảnh là thai nghén đạo của mình, có thể là thai nghén một loại nói, từ tầng trời một tu luyện tới tầng chín trời, hoàn thiện sau, đạo, diễn hóa hơi lớn đạo hình thức ban đầu, liền bước vào đế tôn cảnh. Cũng có thể là cùng lúc thai nghén mấy loại nói, ví dụ như Diệp Thần loại này, đồng thời có sát lục chi đạo và bất diệt kiếm đạo người. Diệp Thần lấy mỗi ba tầng thiên là một cái giới hạn, thai nghén một loại nói. Đạo càng nhiều, chiến lực càng mạnh. Cùng hắn đồng bối thiên tài trẻ tuổi, tới hơn dựng dục một loại nói, sinh ra đại đạo hình thức ban đầu, bởi vì, đạo, đồ chơi này quá cần thiên phú, cũng quá cần tài nguyên và thời gian, cho dù tám đại đứng đầu môn phái, cũng chỉ có thể để cho thiên tài đệ tử, thai nghén một loại nói. Nhưng là những trưởng lão này có thể lại bất đồng. Quá nhiều đều là mấy loại nói, đều là bọn họ bước vào đế tôn cảnh sau đó, thời gian rất nhiều, tiêu phí mấy trăm năm thời gian và rất nhiều tài nguyên, lại thai nghén mới nói, khiến cho sinh ra hơi lớn đạo hình thức ban đầu, vậy chính vì vậy, bọn họ so trẻ tuổi đế tôn cảnh, mạnh hơn được hơn. Dĩ nhiên, một ít môn phái đế tôn cảnh trưởng lão, còn không làm được, tài nguyên không đủ. Diệp Thần, đủ rồi. Chúng ta cũng không muốn đánh nữa. Côn Luân Tông đạo truyền đại trưởng lão nghiêng đầu vừa thấy, mình bên này tất cả đế tôn cảnh trưởng lão, gần như đều bị Huyết Long và Tiểu Hoàng giải quyết. Chỉ còn lại cũng chính là bọn họ tám vị đạo truyền đại trưởng lão, cùng với hai vị đế tôn cảnh tầng 5 ngày chân truyền đại trưởng lão, đang bị Huyết Long và Tiểu Hoàng vây công, xem mạc dạng, vậy không nhịn được bao lâu. Đánh tiếp nữa. Ngày hôm nay, liền thật oan nơi này. Hơn 10 vị đế tôn cảnh. Không. 80 vị đế tôn cảnh trưởng lão à? Vây công một người một rồng một thú, không chỉ có không bắt được, còn bị giết ngược, phản bắt mảng lớn. Đây nếu là ngày thường, tin tức truyền ra ngoài, toàn bộ Côn Lôn hư đều phải chấn động. Diệp Thần, căn bản không phải ban đầu cái đó thiên tài trẻ tuổi, có thể tùy ý đánh giết người. Bây giờ, Diệp Thần hoàn toàn chính là đủ để chấn giữ một phe cự kình. Hết lần này tới lần khác. Cái này cự kình, còn đối mặt bọn họ. Cái này làm cho bọn họ có chút luống cuống. Côn Luân Tông đạo truyền đại trưởng lão, tên là Côn Thiên. Côn Thiên lập tức không chú ý, rất miễn cưỡng là để cho Diệp Thần tát bay ra ngoài, nằm trên đất nhúc nhích không được. Diệp Thần nhanh chóng thoát khỏi vòng chiến, thu hồi tinh thần kiếm, tay trái nặn động kiếm ấn, hào hùng kiếm khí tự thân thể lan tràn qua cánh tay, rồi đến bàn tay. Ở vào nơi lòng bàn tay toát ra từng cổ một lam quang, từng đạo vô cùng là huyền diệu kiếm ấn và kiếm đạo đang nhanh chóng ngưng kết. Cái này kiếm ấn, lớn nhỏ bất quá một tấc, trung tâm chính là một chuôi kiếm nhỏ màu xanh da trời, quanh thân quanh quẩn hào hùng lam quang, cùng với vô số xanh viên. Nhìn thật kỹ, giống như là hành tinh quanh quẩn hàng tinh vờn quanh vậy. Vô số màu xanh da trời hạt, quanh quẩn kiếm nhỏ màu xanh da trời. Sừng sững gian bộc phát ra vô cùng là khí tức mạnh mẽ, rung động côn ngày linh hồn. Càn khôn kiếm ấn. Phong, Diệp Thần khẽ quát một tiếng, liền đem màu xanh ra trời kiếm ấn đánh vào côn ngày tăng kiến thức, chạy thẳng tới linh hồn chỗ sâu đi. Hắn xoay người cầm cửu u thí thiên thương, một nhát thương đâm ra phá vỡ, giống như là hỏa lưu tinh vạch qua bầu trời đêm vậy, sáng chói chói mắt, vô số thương cương hóa thành vẫn thạch bắn ra. Đồng thời tập trung ba vị đạo truyền đại trưởng lão. Bịch bịch, phịch, ba vị đạo truyền đại trưởng lão đồng thời bị đánh xuyên phòng ngự, bị chặt chẽ ấn trên đất, nhúc nhích không được. Diệp Thần không có xuất toàn lực, dẫu sao phía sau còn có 16 vị đang phó trưởng môn phải xử lý, nếu không hắn một kiếm sử dụng, liền đủ để quét ngang cái này 8 vị đạo truyền trưởng lão. Diệp Thần, ngươi đối với Côn Thiên làm cái gì? Bốn vị khác đạo truyền đại trưởng lão, đồng thời cầm linh khí, ngưng mắt nhìn Diệp Thần, không tấn công nữa. Bọn họ cũng biết, không phải Diệp Thần đối thủ.
trong lòng đã sớm không có khiếp sợ. Còn dư lại, chỉ là sợ hãi. Diệp Thần tấn thăng tốc độ, quá nhanh. Các ngươi thân là Côn Lôn Hư tám phái trưởng lão, không là Côn Lôn Hư dâng hiến một phần lực lượng, ngược lại là ra tay muốn bắt Côn Lôn Hư người, hiến tặng cho huyết linh tộc. Các ngươi, không phụ lòng mình thân phận, đối với được từ mình phụ mẫu huynh đệ, người thân bạn tốt à. Nói các ngươi là xúc sinh, cũng coi như là khách khí. Diệp Thần cầm kiếm bốn vị trưởng lão, đã cảm thấy càn khôn kiếm ấn, xâm nhập côn ngày trong linh hồn, rất nhanh liền có thể phong ấn lại côn ngày. Hắn ngưng mắt nhìn trước mắt mấy người, nói các ngươi phải trả là người, theo ta, cùng chung đối kháng huyết linh tộc. Ngươi nói được ngược lại là nhẹ nhàng. Ngươi biết huyết linh tộc đại năng có kinh khủng dường nào. Đế tôn cảnh ở bọn họ nơi đó đều là yếu nhất, chúng ta làm sao phản kháng. Trong đó ba vị đạo truyền đại trưởng lão rối rít phản bác. Một người khác, nhưng là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói, Diệp Thần, ngươi lấy là chúng ta thích làm như vậy. Không sai, chúng ta chính giữa là có muốn mình còn sống, tự mình hy sinh người. Nhưng chúng ta không phải toàn bộ đều là như vậy người, ngươi có biết không cống hiến cường giả huyết linh tộc, sẽ có cái gì giá phải trả à? Hắn tâm trạng hơi mất khống chế, thanh âm to cuồng nói, như vậy giá phải trả, ta biết, 2700 năm trước. Chúng ta gia phái không muốn một mực cống hiến đế tôn cảnh cho huyết linh tộc, nhưng giá phải trả chính là huyết linh tộc bốn vị nhập thần cảnh, ba vị nửa bước nhập thần cảnh, tiến vào Côn Lôn Hư trong. Ba đại đứng đầu môn phái tiêu diệt, toàn bộ bị tàn sát. Những thứ khác các phái, mỗi phái ra bốn vị đế tôn cảnh, đến bọn họ trước mặt tự sát tạ tội. Người biết đây là cảm giác gì à? Vị này là Thanh Thiên Môn đạo truyền đại trưởng lão, Xanh Lơ Vô Ngân. Hiển nhiên năm đó cũng là nhận hết làm nhục, giờ phút này tâm trạng vô cùng là không yên. Toàn bộ tàn sát à. Đế tôn cảnh tầng 9 thiên 7 vị, còn lại đế tôn cảnh 178 vị, đạo nguyên cảnh hơn ngàn. Ngoài ra đều là hư vương cảnh dưới, bao gồm người già yếu bệnh hoạn, cùng với phụ nữ và trẻ con, toàn bộ chết trận. Không, thậm chí không thể nói là chết trận, bọn họ là bị tàn sát đến chết. Xanh Lơ Vô Ngân vừa nói, hốc mắt cũng ươn ướt, nói, vợ ta, huynh đệ ta, thậm chí ta đứa nhỏ, năm đó đều ở đây cái này ba phái trong tu luyện. Nhưng mà, bọn họ toàn bộ đều chết. Ngươi thấy được qua loại tràng cảnh đó à? Núi thây biển máu, máu tươi hội tụ thành một con sông. Ba đại môn phái thậm chí liền với núi đầu bị mòn hết, hoàn toàn biến mất ở Côn Lôn Hư trong lịch sử, ngươi biết đây là cảm giác gì sao? Xanh Lơ Vô Ngân tức giận tự thuật nói, ngươi lấy làm cho này là lần đầu tiên. Chúng ta biết, ngươi có thể thu nạp huyết dạ môn. Hắn dài hô một hơi, nói, ngàn năm trước, khi chúng ta biết huyết dạ môn muốn không cống hiến đế tôn cảnh cường giả cho huyết linh tộc, chúng ta tình nguyện để cho hoàng gia lão tổ, dành trước đánh chết huyết dạ môn thứ năm đảm nhiệm chánh phó môn chủ, cũng không nguyện ý trợ giúp huyết dạ môn. Chúng ta không phải ở hại huyết dạ môn. Chúng ta là ở cứu huyết dạ môn, chết hai cái cửa chủ, tốt hơn toàn phái trên dưới đều chết sạch sẽ đi. Cái gọi là chính nghĩa, cái này mẹ hắn chính là chính nghĩa, có thể cứu thêm mấy cái liền cứu thêm mấy cái. Hắn là từ thời kỳ thượng cổ còn sống sót người, gặp được loại chuyện này. Nói thật, từ lập trường trung lập tới xem, hắn là đúng, đây là một loại không có biện pháp. Diệp Thần cũng không trách được hắn. Nếu không phải hoàng gia lão tổ đánh chết huyết dạ môn thứ năm đảm nhiệm chánh phó môn chủ, huyết dạ môn đang thật làm xảy ra chuyện, huyết linh tộc nhập thần cảnh hạ xuống, cho dù Hàn Vân vậy mấy cái đế tôn cảnh tầng 9 ngày người, cũng không cản được, chỉ có thể tránh. Huyết dạ môn, tất nhiên là toàn phái tiêu diệt. Ai, không nghĩ tới, Côn Lôn Hư đã khó khăn làm đến nước này. Nguyên lấy là, bọn họ chỉ là cam tâm làm chó, không nghĩ tới là cái này. Trong luân hồi mộ, huyết thất dạ trăm cảm đồng thời xuất hiện, đổi lại là hắn được làm như vậy, một hai người một bầu nhiệt huyết có thể, phản kháng có thể, nhưng không thể kéo theo cả môn phái bị tàn sát. Một khắc sau, hắn nói, Diệp Thần, hết sức cố gắng, thuyết phục bọn họ. Đối với cường giả mà nói, cho dù linh hồn phong ấn mạnh hơn nữa, cũng không thể để cho bọn họ cam tâm tình nguyện. Chỉ có bọn họ cam tâm tình nguyện đi theo ngươi. Chúng ta và mục đích mới có thể tối đại hóa. Nói xong,
Huyết Thất Dạ nhìn về phía Niếp Bách Kiếm, nhẹ như vậy cười nói, ban đầu, người vậy là như vậy đi. Lấy người là bản, thu tâm làm chủ, chân áp, phong ấn là vĩnh hằng, nhưng quyết khó thu phục bọn họ lòng, chỉ có thu phục bọn họ lòng, mới có thể làm cho bọn họ cam tâm đi theo, thậm chí là ngươi đi chết, đi chịu chết, đây mới là chân chân chính chính vĩnh hằng thu phục. Niếp Bách Kiếm từ từ vừa nói, hắn phong ấn hơn trăm vị cường giả, cho dù là nhập thần cảnh và thần vương cảnh đều có không thiếu. Hắn cũng biết, lợi ích và cưỡng ép chân áp, thu phục là nhất đơn sơ, nhưng không phải vĩnh hằng, chỉ có thu tâm, mới là vĩnh hằng, nhưng vậy là khó khăn nhất, phải hao phí thời gian và cố gắng cũng không thiếu. Trước mắt Khôn Luân Hư, chỉ có thể vừa đấm vừa xoa. Thu phục cái này 8 người, mới có thể thu phục những cái kia môn chủ, thậm chí thu phục cả môn phái. Huyết Thất Dạ một mắt liền nhìn thấu vấn đề trước mắt. Hắn nhìn về phía Diệp Thần, nói, Diệp Thần, cái này 8 phái trong đó 4 phái, có 4 vị đế tôn cảnh tầng 9 ngày lão gia đã chạy đến. Dĩ nhiên, Hàn Vân cũng tới, đợi hồi, nếu như ngươi có thể thuyết phục bọn họ, đối với chúng ta tiến triển sẽ mau hơn một chút. Diệp Thần, có thực lực mạnh được chấn áp, cưỡng ép thu phục? Có. Nhưng là cưỡng ép thu phục sau đó, không chỉ có sẽ đưa tới bọn họ oán hận, thậm chí sẽ kích thích bọn họ phản ý, thậm chí sẽ xuất hiện không muốn sống, cũng phải ở linh hồn phong ấn chấn vỡ bọn họ linh hồn trước, đánh ngược Diệp Thần một cào. Tu sĩ, cường giả, đều có tôn nghiêm. Bị phong ấn, đã là làm nhục, vì còn sống, sẽ giúp Diệp Thần, nhưng để cho bọn họ tận tâm tận lực, tuyệt không thể nào, ra 5 phân lực cũng coi là đỉnh thiên. Chỉ có thu tâm, mới có thể làm cho bọn họ đem hết toàn lực, đi tương trợ Diệp Thần thống lĩnh Côn Lôn Hư, đối kháng Huyết Linh tộc. Bởi vì Côn Lôn Hư thực lực quá yếu, không thể ra không may. Nếu không, Diệp Thần có lẽ không có chuyện gì, nhưng Côn Lôn Hư từ trên xuống dưới đều phải gặp gỡ tai họa ngập đầu. Xanh Lơ Vô Ngân. Chắc hẳn, người biết Côn Lôn Hư nội tình, càng ngày càng yếu. Trước 2000 năm, muốn thành là đế tôn cảnh rất dễ dàng, bởi vì linh thảo, linh dược rất nhiều, đều có thể luyện chế đan dược, thúc dục tu luyện. Nhưng kéo dài nữa đâu. Bây giờ linh dược và đan dược, đã chưa đủ năm đó 10%. Như lại qua ngàn năm, Côn Lôn Hư chính là một vị đế tôn cảnh, cũng đào tạo không ra ngoài. Đến lúc đó, người nghĩ như thế nào chứ? Diệp Thần nhìn bên cạnh tỉnh hồn lại Côn Trời, tiếp tục nói, đến lúc đó, cho dù muốn phản kháng, cũng không có cái này lực lượng. Hắn tính toán một phen, Huyết Linh tộc, đối đãi một cái liền đế tôn cảnh cũng đào tạo không ra được vị diện. Ngươi cảm thấy, sẽ là cái gì thủ đoạn? Diệp Thần nhìn một cái bên cạnh Lương Nguyệt trưởng môn và Côn Luân tông tông chủ, nói, ngươi cảm thấy, bọn họ sẽ tha các ngươi. Cảm thấy các ngươi không có chỗ hữu dụng, cũng không có uy hiếp, cho nên đi. Nếu là có loại ý nghĩ này, bọn họ đã sớm đi. Căn cứ Huyết Linh bí cảnh ở giữa 6 cái người Huyết Linh tộc, các ngươi đều biết, Huyết Linh tộc hiếu chiến, dễ giết. Sở thích hành hạ người, lăng nhục người. Một khi Côn Lôn Hư liền áp chế cần thiết cũng không có, kết quả kia chính là bị bắt đi Huyết Linh tộc, tu vi cao được cho người lăng nhục vui đùa, dù sao thì là một ít cảnh giới thấp hèn hèn mọn người, có thể treo ở trong thành, phàm là tâm tình khó chịu người, đều có thể giày xéo, roi đánh một phen. Còn như cảnh giới thấp, Diệp Thần cười nhạt hai tiếng, nói các ngươi thấy qua Hoa Hạ cổ đại lúc tù binh à. Xanh Lơ Vô Ngân bỗng nhiên gian thần sắc biến đổi, chợt ngưng mắt nhìn Diệp Thần. Mấy vị khác đạo truyền đại trưởng lão, vậy ngưng mắt nhìn Diệp Thần, ánh mắt đều thay đổi. Xanh Lơ Vô Ngân hỏi, ý ngươi là, chúng ta cuối cùng còn muốn chết? Chưa chắc, bởi vì đối với những máu kia linh tộc mà nói, các ngươi cảnh giới quá thấp. Mặc dù bọn họ có thể không giết ngươi, nhưng là các ngươi phải chịu đựng mọi thứ thống khổ. Thậm chí lâm vào là vật thí nghiệm. Các ngươi bây giờ xác định còn phải đứng ở Huyết Linh tộc một bên. Diệp Thần thanh âm không nhỏ, cho dù Thiên La trong trận chư đa thiên tài và các trưởng môn, cũng có thể nghe được rõ ràng. Hắn ánh mắt lạnh như băng nhìn lướt qua mọi người, tiếp tục nói. Các ngươi hỏi một chút mình, nếu là các ngươi là Huyết Linh tộc tốt như vậy chiến, thí sát, thì huyết người, có như thế một tòa không có cường giả vị diện, các ngươi sẽ để mặc cho người ở bên trong tự sanh tự diệt. Muốn thật là như vậy, Huyết Linh tộc đã sớm đi.
Diệp Thần những thứ này lời vừa nói ra, vô luận là tám đại đạo truyền trưởng lão, vẫn là trên đất nằm, mất đi sức chiến đấu đế tôn cảnh trưởng lão, giờ phút này lòng đều có chút dao động. Diệp Thần nói không sai à. Bây giờ, chỉ ít còn có đế tôn cảnh, huyết linh tộc nhất hơn chỉ là cần cung phụng, cần phụng hắn làm chủ. Như kéo dài nữa, Côn Lôn hư đến liền đế tôn cảnh đều không cách nào sinh ra thời điểm, huyết linh tộc chỉ sợ cũng sẽ không như vậy. Một cái khổng lồ vị diện, huyết linh tộc trong cho dù cường giả, nhập thần cảnh và thần vương cảnh không đến. Chẳng lẽ, những cái kia đế tôn cảnh tộc nhân sẽ không tới à? Bọn họ ở huyết linh tộc trong là nhỏ yếu nhất tồn tại, nhưng là ở tương lai Côn Lôn hư đó chính là giống như thần tồn tại. Muốn giết ai, muốn làm nhục ai, muốn đùa chết ai, căn bản không có người có thể chế ước. Như vậy Côn Lôn hư, hoàn toàn chính là địa ngục à? Giờ phút này, Xanh Lơ Vô Ngân, cũng không thể nói gì, hắn biết, Diệp Thần nói được tuyệt đối có thể. Lúc này, Côn Thiên trưởng lão chậm rãi đứng lên, ánh mắt che lấp, nhìn về phía Diệp Thần, nói, người phong ấn ta linh hồn. Đúng, Càn Khôn kiếm ấn, Diệp Thần thần sắc bình thản, ánh mắt quét qua tất cả mọi người, nói, chắc hẳn, các ngươi đều biết ta phía sau cũng có người giúp đỡ đúng không? Nếu không, ta cảnh giới và thực lực không thể nào tăng lên nhanh như vậy. Mà giúp đỡ người ta, cũng không phải là Hàn Vân, hắn còn chưa đủ tư cách. Hô! Mọi người nín thở, ngưng mắt nhìn Diệp Thần. Diệp Thần lai lịch, bối cảnh tựa hồ thật rất lớn à, Hàn Vân ở hắn trước mắt lại có thể cũng không có tư cách. Chẳng lẽ, Diệp Thần thật sự là vực ngoại đại năng giúp đỡ? Nếu không, Diệp Thần căn bản không có thể ở đây sao nhiều thời gian, tăng lên tới tình cảnh này à? Những cái kia theo hắn cùng lứa người, bây giờ nhất hơn cũng mới đế tôn cảnh tầng trời một, hơn nữa, cái này tầng trời một làm sao tới? Là từ nhỏ bắt đầu tu luyện, 3 tuổi ngâm thân thể cảnh, 5 tuổi ly hợp cảnh, 7 tuổi chân nguyên cảnh, 10 tuổi thần du cảnh, 12 tuổi siêu phàm cảnh, 16 tuổi thánh vương cảnh, 18 tuổi hư vương cảnh, chừng 20 đạo nguyên cảnh, đến gần 30 mới là đế tôn cảnh. Những cái kia tông phái, gia tộc tuyệt thế thiên tài. Là từ nhỏ như vậy bắt đầu, một năm đột phá một cảnh giới, mới có 20 hơn tuổi đế tôn cảnh tầng trời một. Nhưng là Diệp Thần, căn cứ Hoa Hạ và Côn Lôn hư tin tức mà nói, 20 tuổi lúc cũng chưa tới ngâm thân thể cảnh, nhưng là mấy năm thời gian, bây giờ đã có thể chiến đế tôn cảnh tầng 6 trời, cái này phải không vực ngoại đại năng giúp đỡ, muốn phá thiên cũng không thể. Hơn nữa, cái đó vực ngoại đại năng, phải là cùng huyết linh tộc một cấp bậc, mới có thể. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều ngưng mắt nhìn Diệp Thần. Bọn họ đều đang đợi một cái đáp án. Diệp Thần sau lưng rốt cuộc đứng dạng gì tồn tại. Diệp Thần con người đông lại một cái, quét nhìn tất cả mọi người tại chỗ. Hắn biết đám người này muốn biết cái gì. Những thứ này đế tôn cảnh cường giả có thể nói là toàn bộ Côn Lôn hư trừ cao cấp cường giả trở ra, đáng sợ nhất một loại người. Nếu muốn để cho đám người này buông tha huyết linh tộc hết thảy, chỉ có một cái khả năng. Để cho bọn họ sinh ra sợ hãi. Mà đây cái căn nguyên của sợ hãi tất nhiên muốn so với huyết linh tộc còn đáng sợ hơn. Nghĩ rõ ràng hết thảy, Diệp Thần một bước ra, thanh âm lạnh như băng tựa như thẳng xông lên 9 tầng trời. Nếu các ngươi cũng muốn biết, vậy ta liền cho các ngươi câu trả lời, ta đứng sau lưng tồn tại, hoàn toàn áp đảo huyết linh tộc trên. Như nếu không phải bọn họ khinh thường động thủ, vẫy tay bây giờ liền có thể trấn áp một khối huyết linh tộc cường giả. Diệp Thần không dự định bại lộ huyết thất giả và niếp bách kiếm bọn họ, càng không thể nào bại lộ luân hồi mộ địa. Dù sao cao nhất cảnh giới trên cường giả giúp đỡ ta, đó là nhất định là có. Còn như là ai, theo bọn họ không nhiều lắm liên quan. Ta biết hết thảy công pháp. Vạn Phật Kim Cương Quyền, Bất Diệt Kiếm Đạo, Sát Lục Chi Đạo, cũng đến từ các ngươi ngưỡng vọng tồn tại. Diệp Thần nói tiếp, về phần thân phận, các ngươi không có tư cách biết, nếu như muốn gọi, đó chính là ta sư tôn. Ta sư tôn nói, Côn Lôn hư đã từng cũng là ra khỏi hợp đạo cảnh cường giả vị diện. Có vài người có thể không biết cái gì là hợp đạo cảnh. Ta không ngại nói cho các ngươi, đã từng là thời đại thượng cổ, đế tôn cảnh cường giả hơn như Lông Châu, mà đế tôn cảnh sau đó, cũng chính là các ngươi cái gọi là cao nhất cảnh, chính là nhập thần cảnh, thần vương cảnh.
hỗn nguyên cảnh, hợp đạo cảnh, tạo hóa cảnh. Sư tôn chính là từ Côn Lôn hư đi ra, hắn há có thể để cho ta bị huyết linh tộc chèn ép, vì vậy hắn liền để cho ta khơi mào đối kháng huyết linh tộc cờ lớn, trên người ta thượng cổ linh đan, đều là sư tôn dạy ta luyện chế, ta có thể như vậy nói cho các vị. Một trong năm, huyết linh tộc người tới, ta sẽ dẫn đầu bắn chết bọn họ. Cho dù ta bắn chết không được, sư tôn vậy sẽ xuất thủ bắn chết bọn họ. Thêm nữa, không gian truyền tống trận cần nhất định thời gian mới có thể dùng, khoảng thời gian này sự việc, đủ ta thành là hợp đạo cảnh. Đây chính là ta lá bài tẩy. Diệp Thần cũng biết, muốn thu phục những cường giả này, không cho điểm lá bài tẩy, không biểu diễn điểm nhà mình thực lực, căn bản không được. Mỗi một người đều là sống mấy trăm tuổi, hơn ngàn tuổi lão quái vật. Tinh rất, am hiểu nhất cân nhắc thiệt hơn, nếu là cảm thấy Diệp Thần có thể, liền sẽ lập tức buông tha huyết linh tộc, đầu dựa vào Diệp Thần. Dĩ nhiên, cũng có thể lập tức lộn lại đầu dựa vào huyết linh tộc. Lúc này, càn khôn kiếm ấn liền hữu dụng. Nghe xong ngươi nói, lão phu cảm thấy, có lý. Côn Thiên thở dài một hơi, xem hướng mình tông chủ, nói, tông chủ, ta không muốn đem ta con cái, người thân bạn tốt sinh mạng, giao cho huyết linh tộc, để cho bọn họ cao hứng, lại tới thả qua chúng ta. Chúng ta muốn tranh, cho dù là phải chết. Dù sao, tranh là phải chết, không tranh cũng sẽ bị huyết linh tộc hành hạ sau giết chết, ta lựa chọn tranh. Lúc này, Côn Thiên dọn dẹp áo khoác, hướng Diệp Thần ôm quyền nửa quỳ, nói, Côn Luân Tông đạo truyền đại trưởng lão Côn Trời, nguyện là Diệp Thần làm thủ lãnh, nhưng có phân phó, tất làm toàn lực mà đi. Diệp Thần tấn thăng tốc độ, hắn nhìn ở trong mắt. Không có một người đại phái giúp đỡ, còn có thể để cho Hàn Vân lão tổ, như vậy nghe lệnh người, không có vực ngoại cường giả giúp đỡ, căn bản không có thể. Trọng yếu nhất chính là, hắn bị Diệp Thần phong ấn, vậy do không được hắn. Thuận dưới sườn núi lừa. Ta cũng muốn tranh. CMN, khẩu khí này nuốt mấy ngàn năm, lão tử không đành lòng. Đúng, huyết linh tộc những xúc sinh này, giết sạch lão tử con cái Kazuko cháu, lão tử cho dù là chết, cũng phải đường đường tránh tránh chết. Đúng, dù sao cuối cùng đều là chết, lão tử cũng không để ý hắn có phải hay không huyết linh tộc, liền hắn. Làm, làm. Không thiếu nằm dưới đất đế tôn cảnh trưởng lão, cái này sẽ cũng toát ra chân hỏa. Mọi người tỉ mỉ đẩy một cái coi là, dựa theo huyết linh tộc lòng này tính và hành vi, hoàn toàn trấn áp thức quản lý, hơi có chút đối kháng đầu mối, chính là diệt phái tàn sát thành, một khi Côn Lôn hư bồi dưỡng không ra huyết linh tộc muốn đế tôn cảnh cường giả, vậy ý nghĩa mất đi vui đùa chỗ dùng. Tu vi cao người huyết linh tộc, có thể sẽ không tới tàn sát. Nhưng tu vi thấp người huyết linh tộc, khẳng định sẽ xem huyết linh bí cảnh 6 người kia như nhau, trực tiếp tới tàn sát trẻ tuổi đồng lứa, hoặc là những võ giả khác, hấp thu huyết khí tăng lên tu vi. Đến lúc đó, vẫn là được chết, thà chờ chết, còn không bằng chủ động tấn công, hơn nữa là đi theo Diệp Thần đứng phía sau vực ngoại cường giả. Có lẽ có thể thắng đâu. Trước sống tạm mà phản bội, hoàn toàn là không có lựa chọn. Mà bây giờ Diệp Thần xuất hiện, chính là bọn họ lớn nhất lựa chọn. Các vị tám phái trưởng lão, trước đây tác chiến ta Diệp Thần không có biện pháp, cho nên mới đánh chết một số người. Nhưng là chư vị, nếu đều có đối kháng huyết linh tộc tâm. Ta Diệp Thần sáng lập Quang Minh Điện, huyết dạ môn và thánh thảo điện đã đúng phái gia nhập chúng ta Quang Minh Điện. Diệp Thần để cho Tiểu Hoàng và Huyết Long trở về, ánh mắt quét qua những cái kia ông già. Nói, cho nên xin các vị hóa nhiều người là một, cũng gia nhập ta Quang Minh Điện. Ta Quang Minh Điện là đặc biệt vì chống cự huyết linh tộc mà thiết lập. Chỉ cần gia nhập chính giữa, tương lai cùng huyết linh tộc khai chiến, ta sẽ tận lực đem các vị tu vi, tăng lên tới nhập thần cảnh. Đồng thời, ta cũng sẽ sáng lập đan đạo nhất mạch, luyện khí nhất mạch, luyện chế hàng loạt đế cấp đan dược và tiên khí. Để cho chư vị bước vào nhập thần cảnh, thậm chí còn thần vương cảnh. Chân tránh cùng huyết linh tộc đánh một trận. Hô hô hô. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều ngừng thở. Nhìn về phía Diệp Thần, trong mắt vẻ khiếp sợ, đã không lời chống đỡ, đối với Diệp Thần đứng phía sau vực ngoại cường giả tình huống, hơn nữa rất tin không thể nghi ngờ. Tiên khí, đế cấp đan dược, thậm chí tương lai tiên phẩm đan dược, hoặc là thần phẩm đan dược.
khả kỳ. Tương lai, có lẽ thật có thể đối kháng huyết linh tộc, khôi phục lại thời kỳ thượng cổ huy hoàng. Đột nhiên bây giờ, một giọng nói phá vỡ yên tĩnh. Ta gia nhập. Thanh Thiên Môn một vị đế tôn cảnh trưởng lão, trực tiếp giơ tay muốn gia nhập. Xanh Lơ Triều Rộng Vũ, người có ý gì? Lương Nguyệt trưởng môn nhìn trước mắt tình huống này, vừa là vùng vẫy, muốn đi ngăn cản, vừa sợ ra trận trực tiếp bị Hàn Vân bắn chết. Nàng căm tức nhìn một đám Thanh Thiên Môn nhiều người, hô các ngươi dám can đảm gia nhập, huyết linh tộc những người lớn tới, cái đầu tiên tiêu diệt các ngươi. Ta gia nhập, Xanh Lơ Vô Ngân hờ hững nhìn Lương Nguyệt trưởng môn một mắt, thanh âm lạnh như băng nói, đừng lấy là, ta không biết ngươi và huyết linh tộc nhập thần cảnh cường giả có quan hệ thế nào, ngươi cởi quần áo hiến thân ngày đó, ta liền ở ngoài cửa. Vô sỉ của ngươi, mặc dù cho ngươi mang tới một chút thực lực. Ngươi lấy này làm vinh, thậm chí đem Thanh Thiên Môn cũng mang nhập vực sâu bên trong. Chúng ta tuyệt sẽ không cho phép, cho dù Diệp Thần không ra tay, ta cũng sẽ xuất thủ bắn chết ngươi. Hô hô hô, hô hô, nháy mắt tức thì. Tất cả mọi người ánh mắt, cũng hội tụ ở Lương Nguyệt trưởng môn trên mình. Cởi quần áo hiến thân. Không nghĩ tới, cái này nữ trưởng môn. Lại có thể, còn có hương diễm như vậy và vô sỉ một màn. Vô sỉ đồ đê tiện, Côn Luân Tông Tông chủ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt rơi vào Huyết Đao Minh Minh chủ và Vạn Núi Đao Sơn chủ trên mình, nói, người nữ nhân hạ tiện này, thật là cho ta Côn Luân hư bị xấu hổ, đợi biết trận pháp rút lui, trước đập chết nàng. Mọi người cũng đang duy trì trận pháp, không có biện pháp ra tay. Nhưng một khi ra trận, phải đánh chết Lương Nguyệt người nữ nhân hạ tiện này. Lại có thể chủ động hướng huyết linh tộc cởi quần áo hiến thân. Thật là làm Côn Lôn hư bị xấu hổ. Cho dù cúi đầu, cũng không thể thấp đến trình độ này. Xanh Lơ Vô Ngân. Ngươi dám bêu xấu ta, ta nhất định phải để cho ngươi chết. Lương Nguyệt trưởng môn lớn tiếng kêu hai tiếng, sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng, nhưng cũng không dám ra tay. Chỉ là không nghĩ tới, mình hiến thân cho huyết linh tộc cường giả sự việc, lại có thể để cho tên này biết. Đợi hồi lão tổ đến. Rút lui trận sau phải hơn thời gian đầu tiên rời đi. 16 lớn đang phó trưởng môn, bây giờ khốn cảnh có thể nói không lên nổi, vậy không xuống được. Giải trừ trận pháp, sợ bị Hàn Vân và Diệp Thần tập sát, căn bản chạy không thoát. Không rõ ràng trừ trận pháp, trơ mắt nhìn người mình bị Diệp Thần thu nạp và tổ chức, đau lòng giọt máu, còn được luôn luôn phát động huyết linh tộc bí thuật, công kích những cái kia đã khôi phục như cũ đệ tử. Kết quả đệ tử càng hận chính mình. Còn như chạy. Mọi người mở trận pháp đâu, chạy đàng nào. Cái tình huống này coi như chạy một ngày, Diệp Thần trong nháy mắt là có thể đuổi kịp. Xanh Lơ Vô Ngân không để ý tới Sẽ Lương Nguyệt, đi tới Diệp Thần trước người, ôm quyền nói, lão hủ nguyện ý gia nhập Quang Minh Điện. Diệp Thần gật đầu một cái, lạnh lùng nói, ta không thể nào bỗng dưng vô cớ tin tưởng ngươi. Ta phải đối với ngươi thi triển linh hồn phong ấn thuật pháp. Xanh Lơ Vô Ngân không có cậu oán hận nào, ngươi làm không sai, ta sẽ không kháng cự. Diệp Thần tiếp tục nói, có một chút có thể yên tâm, ta sẽ không lấy nảy uy hiếp ngươi làm ngươi không muốn sự việc, chỉ cần ngươi chống cự huyết linh tộc. Diệp Thần sắc mặt không thay đổi, ánh mắt rơi vào còn lại 6 vị đạo truyền đại trưởng lão trên người, nói các ngươi cũng là như vậy. Hai bên cũng tin tưởng. Mới có thể được việc. Cái này cũng là vì để ngừa vạn nhất, một đoạn thời gian sau này, Diệp Thần thật cảm thấy bọn họ là hết lòng xuất lực, cũng có thể cho bọn họ giải trừ. Dẫu sao, bây giờ Diệp Thần chỉ có thể phong ấn 20 người. Được. Không thành vấn đề, lão thân đáp ứng, dù sao chỉ cần đứt đoạn tiếp theo làm phản đồ, điện chủ cũng sẽ không giết chúng ta. Không sai, chúng ta nếu cam nguyện đi theo điện chủ, vậy mời điện chủ tới đi. Ta nguyện ý. Còn lại 6 vị đạo truyền đại trưởng lão, rối rít đồng ý. Diệp Thần huy động tay trái, trưởng chỉ nhõn lưu truyền một phiến phiến màu xanh ra trời ánh sáng rực rỡ, 6 chuôi kiếm nhỏ màu xanh ra trời trong nháy mắt bay ra ngoài, tiến vào mỗi một người đầu óc bên trong, hoàn thành linh hồn phong ấn sau đó, kiếm nhỏ màu xanh ra trời liền dừng lại ở những trưởng lão này đầu óc trong linh hồn. Chỉ cần bọn họ làm ra phản loạn chuyện. Diệp Thần một niệm dưới, kiếm nhỏ màu xanh ra trời sẽ ngay tức thì khởi động, phai mở linh hồn của bọn họ. Linh hồn bỏ mình, là được là tử thi một cái.
Rất nhanh. Phong ấn 6 vị đạo truyền đại trưởng lão, Diệp Thần rõ ràng cảm giác được mình thức hải, có chút chỗ đau. Hiển nhiên, ngày thứ nhất, lần đầu tiên sử dụng, liền phong ấn 8 người, linh hồn có chút không chịu nổi. Bất quá ngày sau thời gian một dài, cũng có thể thích ứng. Điện chủ, chúng ta đây. Điện chủ, xin cho chúng ta bày linh hồn phong ấn đi. Điện chủ, Thanh Thiên Môn chân truyền đại trưởng lão đi tới, ôm quyền nói, chúng ta trước công kích ngài, để tỏ lòng áy náy, cùng với sự trung thành của chúng ta, mời ngươi cho chúng ta bày linh hồn phong ấn. Mới vừa rồi còn công kích Diệp Thần. Vì biểu trung thành, cũng tình nguyện bị phong ấn. Không có biện pháp, không thể làm gì dưới phản bội Côn Lôn hư, nhưng bây giờ có Diệp Thần, ai muốn tiếp tục phản bội đi xuống à? Các vị, ta linh hồn lực có hạn. Huống chi, các vị trung thành rất nhanh là có thể biểu hiện ra. Diệp Thần xem hướng Tây Nam phương vị, nói, rất nhanh, ta liền muốn đi đối phó hoàng gia người. Cái đừng hoàng gia đầu óc, ta sẽ phong ấn. Nhưng là hoàng gia trung tầng, một ít đế tôn cảnh 5-6 tầng trưởng lão, hộ vệ cấp bậc phần tử trung thành. Còn cần các vị đi bắn chết, đến lúc đó phải chăng trung thành, ta trong lòng tự nhiên sáng tỏ. Đồng thời, Diệp Thần ở luân hồi mộ địa trong hỏi, Niếp tiền bối, Càn Khôn kiếm ấn muốn tu luyện tới đại viên mãn, cần phải bao lâu à? Cái này ngươi tạm thời không cần suy nghĩ. Phải thần vương cảnh, nếu không ngươi không có tu luyện tới đại viên mãn cảnh cơ sở. Niếp bách kiếm suy tư nói, có lẽ, chờ ngươi kết thúc dưới mắt hết thảy, cũng nên hắn đi đâu, ở nơi đó, ngươi có thể được rất lớn tăng lên. Huyết Thất Dạ nghe được Niếp Bách Kiếm nói tiếng nói con ngươi co giúp một cái, kinh ngạc nói, ngươi muốn cho thằng nhóc này đi nơi đó. Không được, hắn bây giờ còn chưa bước vào đế tôn cảnh, coi như bước vào đế tôn cảnh, đi nơi đó hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Rất hiển nhiên, Huyết Thất Dạ đối với Niếp Bách Kiếm trong miệng chỗ đó cực kỳ phản đối. Các ngươi rốt cuộc là nói cái gì địa phương? Có huyết linh tộc à? Diệp Thần hỏi thăm. Không có người huyết linh tộc. Huyết Thất Dạ thở dài một tiếng, mở miệng nói, hiện nay, Côn Lôn hư còn dư lại hai cái đối với người hữu dụng địa phương, những gia tộc khác và tông phái không biết. Nhưng là cực kỳ nguy hiểm, coi như là ta tiến vào, vậy không nhất định có tư cách còn sống đi ra. Chỗ đó so huyết linh bí cảnh còn đáng sợ hơn, ta khuyên ngươi vẫn là bỏ ý niệm này đi, muốn tăng lên cảnh giới, còn có biện pháp khác. Diệp Thần nhìn một cái Niếp Bách Kiếm. Vừa liếc nhìn Huyết Thất Dạ, biết rõ trong miệng hai người địa phương, thật cực kỳ nguy hiểm. Nhưng là dưới mắt, khoảng cách huyết linh tộc cường giả hạ xuống, không có quá nhiều thời gian. Hắn Diệp Thần không có lựa chọn. Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp chắp tay nói, ta nếu như bây giờ không mạnh được tăng lên mình, đến lúc huyết linh tộc cường giả hạ xuống, ta cũng có thể chết. Thà chết ở hắn trong tay người, còn không bằng đem mạng của mình vẫn nắm trong tay ở trong tay. Trong miệng các ngươi hai cái địa phương, ta cũng phải đi. Huyết Thất Dạ biết Diệp Thần cố chấp, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Một cái là tu linh hồn lực, đem linh hồn cởi đổi là thần hồn địa phương. Một cái là luyện thể bí cảnh. Huyết Thất Dạ khẽ thở dài, người thân xác, cố nhiên bước vào luyện thể, nhưng vẫn là quá kém. Không có cường hãn thân xác, người muốn đột phá đế tôn cảnh, cũng hoặc là nhập thần cảnh, cũng không có tư cách. Diệp Thần, người thân xác là ngưng cốt kỳ, cũng chính là xương mới vừa ngưng tụ cởi đổi. Mặc vào người kim cộng y, vậy đỉnh hơn tương đương với đế tôn cảnh sơ kỳ thân xác. Bây giờ Côn Lôn hư, rất ít có người luyện thể, cho nên giai đoạn trước người thân xác chiếm rất lớn tiện nghi. Nhưng đến phía sau, thì không được, người xem hơn 10 vị đế tôn cảnh liên thủ, người thiếu chút nữa bị đánh phế. Đến phía sau, lấy Diệp Thần thân xác. Căn bản không cách nào kiên quyết đương đầu huyết linh tộc nhập thần cảnh. Cho dù mật pháp, đại đạo hình thức ban đầu lại hơn, người ta chỉ bằng vào thân xác đụng Diệp Thần một chút, Diệp Thần cũng được chia 5 x 7. Huyết Thất Dạ thật tốt cho Diệp Thần giải thích một phen thân thể tầm quan trọng, đối mặt huyết linh tộc giá cao cùng tu võ chi địa, không có cường đại thân xác, đó chính là tự tìm cái chết. Vậy xem ra giao phó xong chuyện bên này, ta thử đi trước vậy hai cái chỗ tu luyện một chút. Cố nhiên nguy hiểm đi nữa, ta đã không có lựa chọn cơ hội. Không biết huyết linh tộc cường giả, thân xác ở trình độ gì. Ta luôn cảm giác không đúng chỗ nào,
huyết linh tộc sợ rằng không quá sẽ đúng giờ đến, rất có thể trước thời hạn, dẫu sao chém chết 6 cái người huyết linh tộc, bên kia sẽ có đại năng trước thời hạn cảm ứng. Mấy ngày nay, Diệp Thần có loại cảm giác không nói ra được, tiềm thức nói cho hắn gặp nguy hiểm. Nhưng mà nguy hiểm, Côn Lôn hư ai có thể uy hiếp được hắn? Rất ít, trừ phi Hàn Vân đầu quất, tập trung tất cả đế tôn cảnh võ giả vây giết hắn, có lẽ cũng coi là nguy hiểm. Nhưng không nghi ngờ chút nào, Hàn Vân sẽ không làm như vậy. Như vậy nguy hiểm, vậy là cái gì? Diệp Thần nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có huyết linh tộc. Chẳng lẽ huyết linh tộc cường giả lập tức muốn hạ xuống? Mà không phải là một năm sau đó. Trong luân hồi mộ, Diệp Thần đem trong lòng suy nghĩ nói cho trước mặt ba người. Huyết Thất Dạ và Mạc Ngưng Nhi, Niếp Bách Kiếm ba người đối mặt, trong ánh mắt nhiều một cổ kiểu khác ý. Mộ chủ huyết mạch, tựa hồ thức tỉnh được càng lúc càng nhanh. Dẫu sao luân hồi huyết mạch nắm trong tay luân hồi. Câu thông cửu u và thời không chi môn. Dĩ nhiên, đây không phải là luân hồi huyết mạch đáng sợ nhất. Chân chính đáng sợ là Diệp Thần thân thể huyết mạch, có thể cảm giác được sắp đến uy hiếp. Huyết linh tộc nhập thần cảnh, thân xác phổ biến đều ở đây phách thể kỳ, thậm chí là hóa cương kỳ. Phá thể kỳ, ngừng cốt kỳ, phách thể kỳ, hóa cương kỳ, hư thể kỳ, thần thể kỳ, thần thông kỳ, bể hồn kỳ, bất diệt kỳ. Lấy bọn họ phách thể kỳ thân xác, Huyết Thất Dạ cười một tiếng, nói không dùng tới thuật pháp và vũ khí, chỉ dựa vào thân xác đều có thể đụng chết ngươi, cho nên, ngươi đế tôn cảnh tầng trời 1, có thể chiến nhập thần cảnh tầng trời 1, nhưng thân xác phải đạt tới phách thể kỳ, nếu như có thể, tốt nhất là hóa cương kỳ. Như vậy, chỉ cần ngươi không tìm chết, thần vương cảnh tu sĩ cũng không cách nào trực tiếp giết chết ngươi. Rõ ràng, Diệp Thần lại nói một câu, nhất hơn 10 ngày, giải quyết xong chuyện nơi đây, đi ngay trong miệng các ngươi chỗ đó. Đúng rồi, nơi đó tên gì? Không tên chữ, Huyết Thất Dạ nói. Ta và Mạc Ngưng Nhi thần niệm, mau phải biến mất. Diệp Thần gật đầu một cái, hỏi một câu nữa, luân hồi mộ, có hay không luyện khí nhất mạch tiền bối? Ngược lại là có một vị, Huyết Thất Dạ nhìn về phía một khối mộ bia, lần trước Diệp Thần dẫn động hắn mộ bia, đưa đến những thứ khác hai khối vậy thức tỉnh, chỉ là thần niệm còn chưa đi ra, tên là chế tạo thần quân. Hợp đạo cảnh, thời đại thượng cổ, đặc biệt là Côn Lôn hư chế tạo tiên khí tồn tại. Tiên khí, vẫn là hợp đạo cảnh. Diệp Thần thần sắc biến đổi, không nghĩ tới, lần trước bổ sung thêm đưa tới tiền bối, lại có thể như thế lợi hại. Có lợi hại gì, một cái lão gia thôi. Huyết Thất Dạ vừa nói. Diệp Thần, huyết tiền bối cũng là hợp đạo cảnh. Mạc Ngưng Nhi từ từ nói, Niếp tiền bối cũng vậy. Luân hồi mộ địa ở giữa cường giả, phàm là tên chữ trong mang, thần quân, hai chữ, đều là hợp đạo cảnh cao thủ. Danh hiệu trong, mang, thần, hoặc, đạo, ngàn chữ, ít nhất là hỗn nguyên cảnh cao thủ. Không có mang những chữ này mắt, ít nhất là thần vương cảnh đỉnh cấp cao thủ. Dù sao ngươi nhớ, danh hiệu càng mạnh, chiến lực càng mạnh. Mạc Ngưng Nhi nhắc nhở, sau này ngươi ở những địa phương khác trong, gặp phải danh hiệu mạnh, không đánh lại chạy mau. Danh hiệu vật này, mọi người đều rất coi trọng, sẽ không tùy tiện loạn lấy, nếu không là một con đường chết. Không nghe Mạc Ngưng Nhi chủ động nói, Diệp Thần còn không biết bọn họ thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu, nhưng không nghĩ đến xác thực mạnh nhất, nếu không cũng sẽ không bị giam ở huyết linh tộc hầm giam bên trong. Diệp Thần tỉ mỉ tính toán một chút, mình trước dẫn động 11 tọa mộ bia, chỉ ít hợp đạo cảnh thì có 2 vị. Huyết Thất Dạ, 7 đêm thần quân. Niếp Bách Kiếm. Bách Kiếm thần quân. Tiếp theo. Còn có chế tạo thần quân. Mau 3 cái. Những thứ khác 8 vị sư tôn, tu vi thấp nhất đều là thần vương cảnh đỉnh cấp, có thể sống mấy trăm ngàn trở, có thể đến khi mình công phá huyết linh tộc, cứu bọn họ đi ra ngoài. Danh hiệu loại này, có hay không cái loại đó giả mạo lợi hại danh hiệu, nghe rất lợi hại, đánh rất hiếu. Diệp Thần hiếu kỳ nói. Mình nếu là lấy cái thí thiên thần quân, tựa hồ so Huyết Thất Dạ và Niếp Bách Kiếm nghe đều phải như bức. Có à? Bất quá đều chết hết. Mạc Ngưng Nhi từ từ nói, không có đầy đủ thực lực chống đỡ, thì phải học biết thu liễm. Diệp Thần ra luân hồi mộ địa, nhìn về phía trước mắt 8 phái trưởng lão, đều đã đầu dựa vào mình. 8 phái nguyên bản hơn 10 vị trưởng lão,
để cho mình tế điệu 25 vị, còn dư lại một số. Diệp thần nghĩ đến Hàn Vân cho mình màu xanh da trời quang hộp, bên trong còn phong ấn một số hoàng gia cường giả. Cùng trở về, để cho Hoàng Chiến Thiên và Hoàng Ngũ Thương thử khuyên phục, mình linh hồn lực có hạn, không thể nào toàn bộ cho phong ấn. 16 vị trưởng môn, tông chủ. Cũng trình độ này, còn không chịu dừng tay. Ta biết nhà các ngươi lão tổ cũng ở trên đường, phỏng đoán còn có 1-2 tiếng đã đến. Diệp thần hơi thở lộ ra mở, cuồng bạo huyết khí hóa thành một con thần long cùng một cái phượng hoàng, thần long đĩa bay bầu trời, bay lượn vạn dặm, màu máu vảy rồng lóe lên sáng bóng, chấn nhiếp bầu trời, phượng hoàng nghịch thiên uyên bay, phượng hót vừa ra, chấn nhiếp bát hoang. Một rồng một con phượng, chấn nhiếp thiên địa. Giống nhau vẫn là đế tôn cảnh hơi thở, nhưng chỉ có thể giữ nửa giờ. Những môn phái này lão tổ đến, nếu là nói không phục không được, chẳng qua dẫn ra, lại để cho thần quân đi ra diệt. Hàn Vân ta cũng thông báo cho. Các ngươi tám phái, lực lượng nòng cốt cũng đầu dựa vào chúng ta. Đầu hàng đi, đừng nữa làm chuyện như vậy, nếu không ta từng cái đem các ngươi đánh bể. Diệp thần nhìn về phía khốn trận, trong lòng bắt đầu suy tư. Thiên La Địa Võng trận. Từ ngoại giới đánh vỡ, cần đế tôn cảnh đỉnh cấp tu vi, cho dù Hàn Vân đến, vậy không phá nổi. Nhưng là, hiện nay là Thiên La trận, bố trí địa võng trận rất nhiều đế tôn cảnh trưởng lão, đã quy thuận mình. Hợp lực, Diệp thần cũng có thể đánh vỡ trận pháp, cưỡng ép tiêu diệt, hoặc là thu phục bọn họ. Nhưng Diệp thần vẫn là muốn hết sức cố gắng thu phục một số người, thu tâm so thu người tốt. Diệp thần, người cái này nhóc xác rưởi, nhà ta lão tổ lập tức tới ngay. Hắn thông báo cho hoàng gia lão tổ, hoàng gia thậm chí có mật pháp, liên lạc với huyết linh tộc. Người hẳn phải chết, Lương Nguyệt trưởng môn như cũ kiên trì. Oanh! Diệp thần quả quyết ra tay, một kiếm sử dụng, bốn phương vân động, vô cùng uy áp xây tuyệt thiên. Một chuôi trăm trượng lớn nhỏ màu vàng cự kiếm, đột nhiên đánh Thiên La trận, chấn động ra vạn đạo rung động, dẫn được trận pháp chấn động không dứt. Nếu đối phương liền nói cũng không muốn nói. Vậy Diệp thần cưỡng ép công trận, dẫn đầu đánh chết Lương Nguyệt. Xem những thứ khác trưởng môn. Hay không còn nếu kêu lên ồn ào. Oanh oanh oanh. Màu vàng cự kiếm liên tục đụng vào Thiên La trận, giống như chùy lớn đánh vậy. Rõ ràng có thể gặp. Sụp đổ trước chén hình Thiên La trận, đã xuất hiện kẽ hở, chống đỡ không tới bao lâu. Từng đạo kẽ hở thậm chí giống như mạng nhện vậy nứt ra. Diệp thần, ngươi thật muốn làm như vậy, cho dù cầm ngươi toàn bộ người phụ nữ, hiến tặng cho huyết linh tộc đại nhân, vậy để không được các ngươi bị diệt tộc kết quả. Lương Nguyệt trưởng môn cuồng loạn gầm to, thật là giống như một bà điên tựa như, tóc tai bù xù. Lấy nàng nhìn như hơn 30 tuổi mạc dạng. Đừng đề ra thật là có không cùng thú vị. Con đê tiện. Xanh Lơ Vô Ngân và Côn Thiên ói một đem nước miếng, căn bản xem thường như vậy trưởng môn. Xanh Lơ Vô Ngân nói, ban đầu, nguyên vốn cho là ngươi chỉ là ái mộ cường giả, cho nên mới hèn mọn chút, chủ động đối với người huyết linh tộc dâng lên thân thể, không nghĩ tới ngươi lại có thể làm tiện nhân còn làm ra cảm giác tự hào tới, liền người hoàng gia cũng không bằng. Diệp thần. Còn không dừng tay. Lương Nguyệt trưởng môn thấy được Diệp thần công được càng ngày càng điên cuồng, vội vàng gào thét nói, ngươi nếu là dám giết ta, huyết linh tộc đại nhân biết chơi chết tất cả và ngươi có quan hệ người phụ nữ, ta bảo đảm. Oanh! Thiên La trận bể tan tành, 16 vị đang phó trưởng môn gặp phải cắn trả, ngay tức thì trào máu ngã về phía các phe. Diệp thần còn chưa ra tay, trong luân hồi mộ niếp bách kiếm nhưng là đột nhiên ra tay, có vài người hồ đồ ngu xuẩn. Không cần thiết giữ lại. Hô hô hô. Giữa không trung bên trong. Một vòng thuần bạch kiếm khí sừng sững ra, tựa hồ là muốn đi theo trôi qua trăm ngàn năm thời gian vậy, xuyên phá thời gian và không gian. Nháy mắt bây giờ, đem Lương Nguyệt chém eo, dư âm miễn cưỡng là đem chấn thành huyết vụ đầy trời. Giết người như vậy. Niếp bách kiếm cũng cảm thấy chán ghét. Hắn vốn không muốn ra tay. Nhưng là luân hồi mộ địa liên tục truyền tới cái này phụ nữ đanh đá thanh âm, để cho hắn không cách nào tu thân dưỡng tính. Diệp thần từ niếp bách kiếm ra tay trong tỉnh ngộ lại, con người có giúp một cái, bắt bọn hắn lại. Đi đôi với Diệp thần ra lệnh một tiếng, những cái kia nơi quy tụ Diệp thần đế tôn cảnh trưởng lão, như mãnh hổ sổng chuồng,
rất nhanh bắt lại 15 vị đang phó trưởng môn. Đang phó trưởng môn vốn là bị thương, bây giờ đối mặt Diệp Thần và nhiều như vậy đế tôn cảnh cường giả, hiển nhiên không có trả tay chỗ trống. Diệp Thần trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống mọi người trước mặt. Côn Luân Tông Tông Chủ, Huyết Đao Minh Minh Chủ, Đạo Tông Tông Chủ. Diệp Thần nhìn về phía ba cái lão đầu tóc trắng, thần sắc lạnh như băng nói, ngày hôm qua phòng họp, các ngươi và Lương Nguyệt, diệt ta tâm rất mạnh à. Hừ, tiểu súc sinh, ngươi. Đạo Tông Tông Chủ lời còn chưa nói ra, liền bị một kiếm tiêu diệt. Diệp Thần ánh mắt tiếp tục nhìn về phía còn lại hai người, nói, hoàng gia tình huống, các ngươi rõ ràng, nói đi, có lẽ có thể sống. Côn Luân Tông Tông Chủ và Huyết Đao Minh Minh Chủ, liếc mắt nhìn nhau. Hai người đều là đế tôn cảnh tầng 5 thiên trên, nhưng bây giờ căn bản không thể nào là Diệp Thần đối thủ, xem Diệp Thần hơi thở, tuyệt đối không kém bọn họ. Cũng không biết bí pháp gì có thể để cho một cái đạo nguyên cảnh tiểu tử vượt qua đến tình cảnh này. Liền liền huyết linh tộc cường giả cũng không có. Thật chẳng lẽ như Diệp Thần theo như lời, sau lưng hắn đại năng áp đảo huyết linh tộc trên. Nhưng là, liên quan tới hoàng gia sự việc. Nói sao, vạn nhất tương lai Diệp Thần đánh bại. Mình các người cũng sẽ bị hoàng gia lão tổ tìm tới cửa, sống chết không chừng. Không nói đâu, sợ rằng một khắc sau thì phải chết. Huyết Đao Minh Minh Chủ, ngắm nhìn Diệp Thần, cùng với đầu hàng Diệp Thần Huyết Đao Minh tất cả trưởng lão, than nhẹ một tiếng nói, 3.000 năm qua, hoàng gia lão tổ từ người huyết linh tộc trong tay, lấy được một ít huyết linh tộc mật pháp. Cùng với tu luyện công pháp. Chúng ta đã từng cũng đi cùng hoàng gia lão tổ, đi đón gặp qua phủ xuống huyết linh tộc nhập thần cảnh cường giả. Nguyên bản, năm 2000 trước đến 3000 năm trước nột ngàn năm này gian, 10 lần tiếp đãi huyết linh tộc cường giả, đều là do hoàng gia lão tổ phụ trách đi nghênh đón. Côn Lôn hư những môn phái khác, căn bản không có tư cách đi. Hắn dừng lại chốc lát, nhìn xem Diệp Thần, nói sau nói, nhưng là... Hoàng gia lão tổ chủ động yêu cầu chúng ta, cùng chung cùng hắn đi nghênh đón huyết linh tộc, hơn nữa nói cho chúng ta huyết linh tộc mạnh mẽ. Sau chuyện này, truyền cho chúng ta huyết linh tộc công pháp. Nhìn dáng dấp, hoàng gia lão tổ là muốn đồng hóa chúng ta, cùng chung là huyết linh tộc dốc sức. Nghe được cái này chút, Diệp Thần nhìn hờ hững, cười nói, uy hiếp dụ dỗ. Như thế xem, hắn hoàng gia lão tổ làm phản đồ, còn làm xảy ra chút đạo hạnh. Muốn thu nạp các ngươi, làm một cùng hoàn toàn thần phục huyết linh tộc lực lượng. Uy hiếp, diệt phái nguy hiểm. Dụ dỗ, truyền thụ huyết linh tộc công pháp cho bọn họ. Hơn nữa, dường như truyền không chỉ một loại công pháp, nhưng trên căn bản đều là lấy hấp thu sinh mạng tiềm lực thành tựu tăng lên công lực công pháp. Loại công pháp này, không muốn cũng được, tu luyện tới cuối cùng, liền là sinh mệnh lực hao hết mà chết. Diệp Thần ánh mắt quét qua 15 vị đang phó trưởng môn, nói ta cho các ngươi một lần cơ hội, là hàng, vẫn là chết. Hắn ôm tay ngưng mắt nhìn những người này cơ hồ đều ở đế tôn cảnh tầng 5 trên, vậy tính là một khoản không nhỏ chiến lực. Nếu như hàng, muốn đầu danh trạng, cùng cấp bậc hoàng gia người đầu lâu, hoặc là đem bọn họ bắt sống tới đây. Nếu như chết, đứng ra, ta đập chết ngươi. Tiếng nói vừa dứt. Bốn phía không tiếng động, trước kia cao cao tại thượng đế tôn cảnh các cường giả. Giờ phút này liền nói hơn một câu, cũng dáng vẻ run rẩy, rất sợ Diệp Thần thật ra tay. Ta đầu hàng, Thanh Thiên Môn phó trưởng môn trực tiếp đứng ra, nói, hoàng gia gần đây đang toàn lực tìm kiếm Diệp Thí Thiên tung tích, có cái người khác ở phụ cận đây 10 ngoài vạn dặm, cũng là đế tôn cảnh tầng 6 trời, ta đi đem đầu của hắn đưa cho ngươi. Cái này đã muốn đi. Diệp Thần vô căn cứ đưa tay trái ra, hợp ra một cổ thiên địa lực, trực tiếp đem vị này phó trưởng môn bắt trở lại một cái. Đế tôn cảnh tồn tại, hãy cùng bắt gà con tựa như bắt trở lại. Như thế tùy tiện để cho ngươi đi, nếu là ngươi trở về lại làm phản ta ư. Ngươi lấy là ta ngu à? Diệp Thần tay trái lòng bàn tay đổi thành một cổ trắng phao sáng bóng, một chuôi thuần bạch tiểu kiếm hiển hóa ra, một tấc lớn nhỏ nhưng tản mát ra một cổ mất đi lực lượng. Ẩn chứa một loại đại đạo hình thức ban đầu, tựa như có thể phai mở không gian vậy. Đây là linh hồn kiếm. Sẽ không phong ấn ngươi, nhưng sẽ để dành ở ngươi trong linh hồn, để cho ta tùy thời biết ngươi tung tích. Một khi ngươi làm ra có làm trái chuyện,
ta sẽ thúc giục thuần bạch tiểu kiếm, diệt ngươi linh hồn. Mặc dù, diệt linh hồn của bọn họ, thật ra thì không nhất định. Nhưng chí ít để cho bọn họ bị thương nặng, ngàn trong năm đừng nghĩ xuống giường. Đây là càn khôn kiếm ấn ở giữa một loại thủ đoạn đặc biệt, bởi vì kiếm ấn không tu luyện tới đại viên mãn cảnh, có thể phong ấn người không nhiều, cho nên bách kiếm thần quân Niếp Bách Kiếm, liền suy nghĩ ra một loại công kích linh hồn phương thức. Chỉ cần đem thuần bạch tiểu kiếm, đánh vào người khác linh hồn bên trong, một khi nổ. Tên yếu trực tiếp mất mạng, cường giả vậy được bị thương nặng, lại tuyệt khó lấy ra. Ngươi cái này, ngươi nếu là ngày nào mất hứng, giết ta, làm thế nào? Thanh Thiên Môn phó trưởng môn, một bộ trung niên mặc dạng thân mặc đạo bào, khá có đạo trưởng phong độ, nhưng giờ phút này nhưng là đầu bù xù mặt dơ bẩn, trên mình xuất hiện nhiều chỗ lỗ máu, đổi lại là hư vương cảnh, hoặc là đạo nguyên cảnh, sợ rằng đã chết. Vậy thì trách ngươi xui xẻo. Như thế nào, Diệp Thần thần sắc bình thản, tựa hồ chưa bao giờ đem hắn để ở trong mắt. Ngươi không chấp nhận, chết ngay bây giờ. Ta, vị này phó trưởng môn rơi vào vô cùng là quấn quýt trong trạng thái. Cuối cùng, hắn thở dài một tiếng, nói, được rồi. Hô, một khắc sau, thuần bạch tiểu kiếm đâm vào hắn ấn đường, chạy thẳng tới linh hồn chỗ sâu đi, ở vào vị trí nòng cốt treo ngừng. Một khi thuần bạch tiểu kiếm nổ, hắn không chết vậy được tàn phế, trong vòng ngàn năm là đừng muốn động thủ. Người đâu? Côn Luân Tông tông chủ, có cái gì không tin tức à? Đúng rồi, các ngươi môn phái lão tổ, phải đến đi. Diệp Thần nhìn về phía những thứ khác trưởng môn, tông chủ, cũng không có xem tìm chết trạng thái, liền một vừa đưa ra thuần bạch tiểu kiếm, đem đặt vào linh hồn chỗ sâu. Hắn mơ hồ có thể cảm giác được những người này thân ở vị trí, tư tưởng, cùng với động tác. Cứ như vậy, cho dù không phong ấn, cũng có thể có uy hiếp. Ta bây giờ linh hồn lực không đủ, phải mau sớm chạy tới chỗ đó. Diệp Thần âm thầm nghĩ, mình linh hồn lực, đúng là không đủ hơn, nếu không những thứ này trưởng môn trực tiếp phong ấn, vậy Côn Lôn hư tầng chót lực lượng vậy chỉ còn lại tất cả đại gia tộc. Hoàng gia chiến lực rất mạnh. Đế tôn cảnh, thậm chí là chúng ta gia phái gấp mấy lần chi hơn. Mặc dù không có cường giả đứng đầu, nhưng hoàng gia người trong cơ hồ để tu luyện huyết linh tộc công pháp, nói bọn họ là người huyết linh tộc, trên thực tế đều có thể thành lập. Côn Luân Tông tông chủ, dừng lại chốc lát, suy nghĩ một chút, nói, Diệp tiên sinh, nếu như ngươi muốn tiêu diệt hoàng gia, lấy ngươi chiến lực, đặc biệt dễ dàng. Nhưng là, nếu như thu phục bọn họ, tương lai ngươi sẽ đối vác huyết linh tộc, cũng là một khoản lực lượng. Côn Luân Tông tông chủ lòng cũng là rối bời. Năm đó bị huyết linh tộc trấn áp, không thể không khom lưng khuỵu gối. Ngày hôm nay bị Diệp Thần trấn áp, vậy được khom lưng khuỵu gối đem biết tin tức nói ra. Dầu gì mình cũng là nhất phái trưởng môn à. Ở Diệp Thần trước mặt, cảm giác ngay cả một đạo nguyên cảnh, cũng không bằng. Những năm gần đây, chắc hẳn các ngươi cũng cùng hoàng gia người trong, có thân mật liên lạc. Chờ đợi một năm sau, ta tru diệt huyết linh tộc người. Các ngươi lập tức thu phục hoàng gia trung tầng, ta sẽ là các ngươi tháo ra trong linh hồn cấm chế. Diệp Thần nhìn xem những người này, tiếp tục nói cũng đi sang một bên đi, bây giờ không có môn phái ly biệt, tất cả mọi người đều là ta Quang Minh Điện người, như làm ra không có chút nào lý do giết lẫn nhau chuyện, bổn điện chủ sẽ đích thân bắn chết các ngươi. Diệp Thần tỉ mỉ suy nghĩ một chút, Côn Lôn hư những tông phái này, dung nhập vào Quang Minh Điện sau đó. Ngược lại là có thể phân làm mấy đại chiến đoàn. Sau này, đối kháng huyết linh tộc không có ở đây là gia phái chuyện, mà là gia phái cũng nhập Quang Minh Điện đi đối kháng huyết linh tộc. Nhưng ở này trước, một ít có dụng ý khác hạng người, còn được mau sớm chấn động giết, ví dụ như Lương Nguyệt trưởng môn cái loại đó, hoàn toàn phản bội. Sau đó, Diệp Thần đi tới hơn 100 vị thiên tài trước mặt, nói các vị, sự việc, các ngươi hẳn đều biết đi. Các phái trưởng môn, là hình dáng gì, các ngươi vậy đều biết. Nhưng ta nói cho các vị, ta Diệp Thần sẽ cùng huyết linh tộc chiến đấu hăng hái rốt cuộc, chiến tới người cuối cùng. Nếu có không muốn gia nhập ta Quang Minh Điện người, có thể rời đi trước, đợi mở tiền chiến tìm một chỗ, đào tốt mình mộ phần, trước thời hạn chết, tốt hơn bị huyết linh tộc làm nhục. Lá điện chủ, Bạch Ngọc Tuyền ôm quyền tỏ ý nói, trước đây ta có nhiều đắc tội.
ta nguyện ý tương trợ lá điện chủ. Hắn trực tiếp nửa quỳ xuống, ánh mắt thành khẩn, đồng thời gian, thanh kiếm, thanh lệ cho, độc cô kiếm, hắc diệu đợi một chút, đồng nói, chúng ta 10 đại thiên tài, cũng không trời xanh hạng người sợ chết, nếu biết huyết linh tộc sự việc, tất nhiên sẽ đem hết toàn lực, chống lại huyết linh tộc. Dù sao, không vác là chết. Vác cũng chết, thà đầu dựa vào huyết linh tộc, đầu dựa vào hoàng gia, đem hy vọng ký thác vào bọn họ trên mình. Còn không bằng đem hy vọng và tương lai, chộp vào trên tay mình, đi theo Diệp Thần, đối kháng huyết linh tộc. Chúng ta nguyện ý gia nhập Quang Minh Điện. Chúng ta nguyện ý đi theo lá điện chủ. Chúng ta, ngay lập tức gian. Vô số cao cấp thiên tài, đồng thời gian nửa quỳ ôm quyền, ánh mắt thành khẩn ngắm nhìn Diệp Thần. Đối với bọn họ mà nói, Diệp Thần chính là hy vọng. Không tệ không tệ. Diệp Thần, ngươi làm tốt vô cùng. Một đạo lam quang lóe lên, Hàn Vân từ hư không bên trong đi ra, đồng hành phải chả có năm tóc trắng cụ già, xem hơi thở gần như cường hãn đến mức tận cùng. Hàn Vân ôm quyền tỏ ý nói, Diệp tiên sinh, cái này năm người là Thanh Thiên Cửa, Côn Luân Tông, Huyết Đao Minh, Đạo Tông và Loạn Thương Môn Lão Tổ. Lần trước, tập sát Hoàng gia Lão Tổ, chính là chúng ta cùng Huyết Dạ Môn Lão Tổ ra tay. Đáng tiếc, hay là để cho súc sinh kia chạy. Diệp Tiểu Hữu, năm vị Lão Tổ đồng thời ôm quyền. Năm người ngưng mắt nhìn Diệp Thần, trong lòng khá là chấn động một cái. Diệp Thần, như vậy trẻ tuổi, lại có thể khí thế mạnh đến tình cảnh này. Mặc dù là mật pháp, nhưng nếu cùng bọn họ cuộc chiến nảy lên tới, thật còn không biết ai thắng ai bại. Thật may, nửa đường, Hàn Vân cản lại bọn họ, cho biết tình huống. Còn như những thứ khác ba phái lão tổ, biết được dưới tình huống liền trốn chạy, bọn họ là hoàn toàn đầu dựa vào huyết linh tộc, nếu như lại theo tới đây, sợ rằng cần phải lưu lại mệnh tới. Hàn Vân cùng Diệp Thần kể tình huống, Diệp Thần ôm quyền nói, các vị, Huyết Dạ Môn và Quang Minh Điện người, đều ở đây thành thiên tuyệt trong, các vị dẫn đầu riêng mình môn phái, nhập ta Quang Minh Điện cho giỏi. Ta còn cần đi một nơi, tăng lên thực lực, không cùng các người trở về. Bởi vì thời gian kế tiếp, không có bao nhiêu. Xử lý các loại sự việc, bao gồm ngăn trở, tru diệt hoàng gia người, tạm thời giao cho Hàn Vân tới chủ đạo. Quang Minh Điện công việc, giao cho Hàn Vân. Cũng bình thường, Diệp Thần Tổng không thể mỗi ngày tới xử lý các loại tài nguyên phân phối, hắn còn được tu luyện. Nếu không, một năm sau những cái kia người huyết linh tộc tới, đều là nhập thần cảnh, hắn như thế nào ngăn cản? Được, Diệp tiên sinh dễ đi. Thanh Thiên Môn Lão Tổ ôm quyền tỏ ý nói, Lương Nguyệt giết thật tốt, không biết liêm sỉ. Diệp tiên sinh chú ý. Huyết Đao Minh Lão Tổ vậy từ từ nói, chúng ta những ông già này, sẽ xử lý tốt khóa chuyện, hơn nữa dựa theo Diệp tiên sinh kế hoạch làm, mời Diệp tiên sinh yên tâm đi tu luyện đi. Mời Diệp tiên sinh yên tâm. Những thứ khác ba vị Lão Tổ, cũng là như vậy. Diệp Thần liền gật đầu một cái, hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở cuối, thời gian không nhiều, vậy được chạy tới Huyết Thất Dạ trong miệng một cái trong đó địa phương, trước đem thân xác chui luyện đến phách thể kỳ, nếu không đến lúc đó đối chiến huyết linh tộc nhập thần cảnh, cho dù có tiến vào thần cảnh chiến lực, kết quả để cho người ta thân xác đụng bể, vậy thì buồn cười. Trong luân hồi mộ, Huyết Thất Dạ cho Diệp Thần chỉ dẫn phương hướng, hướng Tây Nam vị. Phải xuyên qua Hoàng gia, Hàn gia địa phương, hướng Bắc 8.000 gạo. Diệp Thần con người đông lại một cái, được. Hắn tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhưng là mấy giây sau đó, Diệp Thần nhưng là đột nhiên ngừng lại. Thế nào? Huyết Thất Dạ nhíu mày một cái nói. Hắn thần thức phóng thích mở, chú ý tới ngoại giới Diệp Thần giờ phút này thân thể cứng ngắc, con người lại là lộ ra một tia dùng mình. Vô cùng hàn ý lạnh như băng. Giống như là căm giận ngút trời đang cháy. Thời khắc này Diệp Thần quả đấm cầm chặt, cuồng bạo đợt khí cơ hồ vỡ ra. Mặt đất vỡ vụn. Hắn tức giận bởi vì là một cái nguyên nhân. Hoa Hạ, kinh thành Diệp gia, xảy ra chuyện. Không chỉ như vậy, Hạ Nhược Tuyết, vậy gặp nguy hiểm. Từ bước vào Côn Lôn hư sau đó, Diệp Thần thường xuyên sẽ hoài niệm ở Hoa Hạ cuộc sống. Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, kinh thành. Những ký ức này thường xuyên thoáng qua. Nếu như phải nói chân chính hoài niệm, có lẽ chính là Hạ Nhược Tuyết.
Ban đầu bởi vì một ít nguyên nhân, Hạ Nhược Tuyết cũng không có và Diệp Thần cùng nhau bước vào Côn Lôn Hư. Diệp Thần vô số lần muốn đi tiếp Hạ Nhược Tuyết, nhưng là cũng bởi vì một ít chuyện tình gác lại. Dưới mắt, hắn có thể cảm giác được rõ rệt trong cơ thể một giọt máu tươi sao động bất an. Đây là ban đầu Diệp Thần từ Hạ Nhược Tuyết trên mình lấy được. Cũng là hai người bây giờ duy nhất liên lạc. Ít nhất có thể thời gian đầu tiên cảm giác được Hạ Nhược Tuyết an nguy. Giọt máu tươi này, hồi lâu yên lặng, nhưng ở hôm nay cực kỳ dị thường. Đây là một loại nguy hiểm đến gần cảm giác. Bây giờ Hoa Hạ, có ám điện bảo vệ, ám điện thực lực đủ để dòm ngó ngôi báu hết thảy. Những người tu luyện kia theo lý mà nói mới có thể bảo vệ được Hoa Hạ Diệp gia, cũng hoặc là Hạ Nhược Tuyết. Nhưng là bây giờ xảy ra vấn đề, tất nhiên ý nghĩa có cao cấp cường giả hạ xuống. Huyết linh tộc. Đây là Diệp Thần trong lòng ý nghĩ đầu tiên. Côn Lôn Hư những cái kia ẩn người núp trong bóng tối nếu như vào huyết linh tộc liên lạc, mình ở Hoa Hạ hết thảy cũng sẽ bị moi ra tới. Cố nhiên hắn còn có một cái thân phận Diệp Thí Thiên. Nhưng nếu như có người tỉ mỉ đi thăm dò một ít thứ, vẫn có thể phát hiện Diệp Thí Thiên và Diệp Thần là cùng một người. Huyết thất giả tự nhiên cảm thấy Diệp Thần thời khắc này sát ý, hắn nghiêm túc nói, thế nào? Diệp Thần tỉnh ngộ lại, con người đông lại một cái, huyết tiền bối, ta cảm giác được một vị đối với ta rất trọng yếu người xảy ra chuyện, ta phải hồi một chuyến Hoa Hạ. Hồi Hoa Hạ, huyết thất giả ánh mắt càng thêm ngưng trọng, hắn mới vừa rồi ở luân hồi mộ địa tính toán đo lường qua, bây giờ Diệp Thần bước vào luyện thể chi địa, là thời cơ tốt nhất. Nếu như lại bởi vì sự việc trì hoãn, lần kế chỗ đó mở, Diệp Thần tiến vào tất nhiên nguy hiểm. Huyết thất giả do dự mấy giây vẫn là nói, Hoa Hạ sự việc, người có thể giao cho những người khác, bây giờ bên người ngươi vậy coi là nắm trong tay một ít đế tôn cảnh cường giả, bọn họ ra tay, tất nhiên có thể giải quyết, dĩ nhiên, người muốn chọn ngươi tin qua. Hoa Hạ linh khí mỏng manh, cho dù có cường giả, cũng không khả năng vượt qua đế tôn cảnh. Một điểm này ngươi có thể yên tâm. Ta đề nghị ngươi, bây giờ lập tức lên đường đi chỗ đó luyện thể chi địa. Chỗ đó hung hiểm dị thường, nếu như ngươi bây giờ bước vào, trình độ nguy hiểm sẽ xuống đến thấp nhất. Huyết thất giả vốn cho là Diệp Thần sẽ đáp ứng, lại không nghĩ rằng, Diệp Thần thái độ cực kỳ kiên định, không được, ta bỏ mặc vậy luyện thể chi địa bỏ lỡ sẽ như thế nào, Hoa Hạ Diệp gia cùng với Hạ Nhược Tuyết tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Huyết tiền bối, cùng xử lý xong Hoa Hạ sự việc, luyện thể chi địa ta nhất định đi. Huyết thất giả bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hắn không biết nên nói cái gì. Vốn cho là Diệp Thần bước chân vào sát lục chi đạo, đối với cho người khác tình cảm sẽ không quan tâm, bây giờ nhìn lại, căn bản không có thể. Cái này kêu Hạ Nhược Tuyết cô gái, có lẽ chính là kẻ gây họa, lần này trì hoãn, Diệp Thần lại tiến vào luyện thể chi địa, sợ rằng đi ra ngoài cơ hội thì càng mong manh. Ngay tại Diệp Thần tâm ý đã quyết thời điểm, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm từ Diệp Thần sau lưng truyền tới, Diệp Thần. Hoa Hạ chuyến đi, ta vì ngươi đi. Nghe được cái này thanh âm, Diệp Thần ngẩn ra, chợt xoay người, liền phát hiện một vị khí chất cao lãnh tuyệt thiếu nữ xinh đẹp. Thiếu nữ quanh thân còn quấn đế tôn cảnh hơi thở. Trong mắt như băng hàn chi địa còn sót lại thanh tuyền. Trừ Kỳ Tư Thanh sẽ còn người nào? Diệp Thần tuyệt đối không nghĩ tới Kỳ Tư Thanh sẽ xuất hiện ở nơi này, càng không biết vì sao, nghe được hắn và huyết thất giả trò chuyện. Nếu như nói toàn bộ Côn Lôn Hư, trị giá phải tin tưởng nhân chung, Kỳ Tư Thanh hẳn coi là một cái. Ban đầu mình vẫn là mọi người trong miệng phế vật lúc đó, mỗi một lần đều là Kỳ Tư Thanh giúp mình. Bây giờ hắn lực lượng vượt qua Kỳ Tư Thanh, vốn cho là Kỳ Tư Thanh lại nữa cần giúp mình, bây giờ nhìn lại, vẫn là cần Kỳ Tư Thanh. Kỳ Tư Thanh đi tới Diệp Thần bên người, lạnh như băng mặt mũi lộ ra một đạo nụ cười, vừa vặn. Ta muốn đi xem ngươi 20 năm qua lớn lên địa phương, ta từ nhỏ đều ở đây Côn Lôn Hư lớn lên, mặc dù biết có Hoa Hạ cái này thế ngoại đào nguyên, nhưng là vẫn không có đi qua. Huống chi, Kỳ Lâm đối với chỗ đó cũng rất là hướng tới, lần này liền do ta thay ngươi đi đi. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, không người nào dám động ngươi Diệp gia, càng không người nào dám động cái cô gái đó. Lời nói bây giờ... Kỳ Tư Thanh trên mình toát ra một đạo sát ý lạnh như băng. Mặt đất đều tựa như hóa làm trận trận hàn băng. Thật ra thì,
Chân chính nguyên nhân không phải là vì trợ giúp Diệp Thần, mà là Kỳ Tư Thanh muốn đi xem cái đó gọi Hạ Nhược Tuyết cô gái. Cái cô gái này, muội muội Kỳ Lâm đề cập tới nhiều lần. Từ muội muội trong miệng, nàng biết, cái cô gái này đối với Diệp Thần rất trọng yếu. Thậm chí ở Diệp Thần trong lòng địa vị có thể vượt qua mình. Một cái không cách nào tu luyện phàm trần cô gái, trên mình rốt cuộc có dạng gì ma lực. Diệp Thần còn không nói chuyện, Huyết Thất Dạ nhưng tiếp tục nói, Diệp Thần, Kỳ Tư Thanh có đế tôn cảnh lực, ta còn có thể cho nàng một đạo lực lượng, cái này lực lượng, đủ để cho nàng ở Hoa Hạ đụng phải hết thảy vấn đề cũng có thể giải quyết, ngươi yên tâm cầm sự việc giao cho nàng. Nếu như ngươi vẫn là không yên lòng, cùng đi xong luyện thể chi địa, ngươi liền lập tức lên đường đi Hoa Hạ. Ta sẽ không có nửa điểm câu oán hận, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể còn sống đi ra. Huyết Thất Dạ cảm thấy Kỳ Tư Thanh phương án đối với Diệp Thần không thể nghi ngờ là cao nhất. Diệp Thần bây giờ trong lòng có Hoa Hạ chấp niệm, vậy tiến vào luyện thể chi địa liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi ra. Luyện thể quan hệ đến thể xác, có lòng chấp niệm, mới có thể đột phá thân thể cực hạn. Diệp Thần nhìn một cái Kỳ Tư Thanh, do dự mấy giây, cuối cùng vẫn là gật đầu nói, Tư Thanh, hết thảy nhờ ngươi, chờ ta luyện thể kết thúc, lập tức tới Hoa Hạ và ngươi gặp nhau. Kỳ Tư Thanh không nói gì, hai tay chắp sau lưng, trên mình tản ra ngăn cách với đời hơi thở, nàng xoay người, hướng Hoa Hạ phương hướng đi. Đi, ta sẽ chờ ngươi. Diệp Thần đưa mắt nhìn Kỳ Tư Thanh rời đi, cuối cùng ánh mắt kiên định đối với Huyết Thất Dạ nói, Huyết tiền bối, thời gian cấp bách, còn xin dẫn đường. Huyết Thất Dạ gật đầu một cái, đi thôi, đúng rồi, ta cũng thu ngươi làm đồ đệ, ngươi vì sao vẫn là gọi ta tiền bối. Diệp Thần ngẩn ra, liền vội vàng đổi lời nói, sư tôn. Nửa ngày trôi qua, Diệp Thần chuyển kiếp Hoàng gia và Hàn gia địa bàn, mang theo mặt nạ, khôi phục lại Diệp Thí Thiên thân phận. Hắn vượt qua ba ngọn núi lớn, đi tới một ngọn núi loan trước mặt. Dãy núi mây mù lượn quanh, cắm thẳng vào mây xanh. Dễ thấy nhất là dãy núi ở giữa có một đạo to lớn vết rách. Tựa như bị một thanh kiếm vô tình bổ ra vậy. Diệp Thần nhìn chằm chằm cái này đạo liệt ngân, có thể cảm giác được thê lương hơi thở phun trào. Không chỉ như vậy, bên trong linh khí lại có thể so ngoại giới đậm đà. Chung quanh từ trường tựa như cũng bởi vì núi này loan mà thay đổi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Côn Lôn Hư vẫn còn có loại địa phương này. Sư tôn, luyện thể chi địa, cần lấy thủ pháp đặc biệt đưa ra à? Hoặc là, luyện thể chi địa là ẩn trốn ở chỗ này mặt. Diệp Thần nhìn về phía trước mắt vết rách, hiếu kỳ nói. Ngươi cảm ứng một chút. Cái này bí cảnh, vốn là ngự thú tông địa bàn, đã từng ngự vậy không thiếu yêu thú cường đại. Huyết Thất Dạ truyền cho Diệp Thần một loại đặc thù mật pháp. Diệp Thần hai tay hợp nhất, sau lưng hiển hóa ăn gian tia máu mang, dần dần hội họp hóa thành một đạo ngàn trượng bóng người, phân biệt bắn ra huyết quang tụ vào mỗi một nơi vết rách, hồi lâu đã qua, có huyết quang trở lại. Có huyết quang nhưng là trực tiếp vỡ vụn. 10 phút trôi qua. Diệp Thần mở mắt ra, thông qua huyết quang liên lạc, hắn nhìn về phía hướng đông nam vị, một nơi màu tím vết rách, nói, là nơi này. Hắn tính toán, ngự thú tông địa bàn bị nén thành luyện thể chi địa, rất có thể không có tu sĩ sống sót, nhưng có rất nhiều yêu thú, đủ để lợi dụng máu yêu thú tươi tới luyện thể, chỉ cần bắt 10 đầu đế tôn cảnh yêu thú, để luyện ra máu tươi, vậy là đủ rồi. Ngay sau đó, hắn bước vào vết rách bên trong. Bước vào ở một chớp mắt kia, quanh thân không gian rung động, phía trước mơ hồ có một cái nguồn sáng. Lối đi không chiều rộng không hẹp, vừa vặn chứa một người thông qua, chung quanh là biến hóa đa đoan cuồng bạo khí lưu, chỉ cần bước sai một bước, rất nhanh sẽ bị khí lưu biến dạng. Diệp Thần rốt cuộc rõ ràng Huyết Thất Dạ tại sao nói tới chỗ này sẽ nghiêm túc như vậy. Hắn bây giờ thân xác, thậm chí còn tu vi. Đối mặt những khí lưu này vậy rất là khó khăn. Diệp Thần đi ở trên lối đi, rất nhanh bước vào nguồn sáng bên trong, đập vào mắt là thành phiến núi rừng, đếm không hết yêu thú chạy dài, tức giận động cảnh chia tay hợp cảnh, thậm chí còn có thần du cảnh và siêu phàm cảnh yêu thú. Giờ phút này, những thứ yêu thú này cảm giác Diệp Thần hơi thở, hốt hoảng vô cùng, hơi có chút thực lực yêu thú, rối rít hướng bên ngoài chạy đi. Thực lực yếu khí động cảnh chia tay hợp cảnh yêu thú, trực tiếp phốc thông trên đất,
ngoan giống như là mèo con tựa như, thở mạnh cũng không dám. Diệp Thần lợi dụng mật pháp, hết sức cố gắng đi về trước tìm tòi, trừ đi nhìn không thấy bờ rừng rậm và đếm không hết yêu thú ra, căn bản không có thấy được một người, hơi có chút tàn phá loài người thành trì, nhưng số lượng đều rất thiếu, giống như là một nơi tan biến thế giới tựa như. Hắn nhanh chóng chạy tới những loài người này thành trì, nói là thành trì, cũng đích xác là thành trì, đều là một ít cổ đại kiến trúc, không hề xem trấn đan hư như vậy, có hoa hạ nhà chọc trời, nơi này nhà, tuyệt đại đa số đều là thạch đầu xây. Nơi này kiến trúc, sợ rằng lại có một mấy chục ngàn năm, cũng chỉ bị yêu thú và cây cối, ăn mòn được xong hết rồi đi. Diệp Thần khẽ vuốt ve mặt tường, khí huyết chấn động một cái, vỡ nhỏ liền rất nhiều cây cối. Mặt tường vậy lộ ra vốn là hình dáng. Hắn hỏi, huyết tiền bối, ban đầu ngự thú tông, hẳn rất lớn đi. Nơi này kiến trúc, mặc dù có chút thượng cổ phong cách, nhưng không nghi ngờ chút nào dưới chân ta chỗ tòa này tương tự với thiên thủ các kiến trúc, nhưng là hoa hạ thiên thủ các 10 lần lớn, tựa hồ nơi này còn không phải là chăn nuôi yêu thú địa phương, chỉ là tránh quy đãi khách chi địa. Ban đầu ngự thú tông, huyết thất dạ than thở một tiếng. Nói, ban đầu ngự thú tông, có thể nói là Côn Lôn hư thứ ba đại tông phái, xuất chiến lúc cao thủ, chừng 15 vị hỗn nguyên cảnh, 3 vị hợp đạo cảnh lão gia, như vậy thế lực chiếm cứ địa bàn, đương nhiên lớn. Huyết thất dạ xuyên thấu qua luân hồi mộ, từ từ nói, ban đầu ngự thú tông bách thú thần quân, vạn thú thần quân và bất bại thần quân, đánh giết không ít huyết linh tộc hợp đạo cảnh cường giả, cho tới sau khi chiến bại, ngự thú tông toàn phái bị diệt. Ban đầu ngự thú tông trừ đi tham chiến yêu thú, hẳn còn có không thiếu đế tôn cảnh yêu thú còn sống sót. Bị lưu đày tới nơi này, huống chi, ta không có ở nơi này cảm giác được loài người sinh mạng hơi thở, nơi đây ở mấy triệu người, sợ rằng đã chết ở yêu thú trong miệng, hơn nữa hẳn sinh ra không thiếu đế tôn cảnh yêu thú, người bắt một ít, lấy ra sinh mạng căn nguyên và máu tươi, đủ ngươi luyện thể. Huyết thất dạ dừng lại chốc lát, nói, bất quá. Người phải chú ý. Nơi đây đếm không nhiều lắm, cũng không xem Côn Lôn hư như vậy, muốn mỗi trăm năm đưa 100 vị đế tôn cảnh tu sĩ cho huyết linh tộc, cho nên đế tôn cảnh yêu thú hẳn không thiếu. Nói thật ra, huyết thất dạ đối với này, cũng chỉ là thượng cổ đại chiến lúc biết rõ. Đại chiến sau đó, hẳn biến hóa không thiếu, cho tới Diệp Thần phải đi bắt điểm cảnh giới cao yêu thú, tới hỏi dò tin tức. Luyện thể chi địa không thể so với huyết linh bí cảnh. Huyết linh bí cảnh là người là nén không gian sinh ra, luyện thể chi địa liền trực tiếp bị hợp đạo cảnh chặt đứt ngự thú tông vậy một địa phương, tự thành một khối thế giới nhỏ. Phàm là thế giới nhỏ, cũng thuộc về không gian vết rách bên trong, chỉ có thể duy trì mấy ngàn năm. Một khi duy trì không ở, liền sẽ ngay tức thì tan vỡ, tất cả sinh linh cũng sẽ rớt nhập không gian vết rách bên trong. Bị không gian chi lực vặn cổ hoặc là bị truyền tống đến những địa phương khác. Nơi đây, cũng không biết là hay không có huyết linh tộc người. Ban đầu huyết linh tộc hẳn tàn sát nơi đây không thiếu đắt tiền võ giả. Mạc Ngưng Nhi suy tư nói, những thứ yêu thú này, đổi thành người Côn Lôn hư, hoặc giả là muốn bắt tới thành tựu thú cưỡi, nhưng huyết linh tộc coi thường, cho nên mới đưa đến hết thảy các thứ này đi. Ai? Lá gan không nhỏ à? Thánh vương cảnh cũng dám tới dò xét ta. Diệp Thần vô căn cứ một chảo, cuồng bạo huyết khí phóng lên cao, hóa thành một con máu móng, bắt được một con thiên hổ, vút lên trời cao nhiếp tới đây. Thiên hổ có giúp ở một đoàn, bị Diệp Thần uy áp đè được thở hổn hển cũng vô cùng là khó khăn. Thành tựu thánh vương cảnh yêu thú, đã không kém, chỉ ít Côn Lôn hư trong gần như không có nhìn thấy yêu thú, nhưng là không nghĩ tới đây còn có như thế nhiều. Thánh vương cảnh, mở linh trí. Nói cho ta, hiện ở chỗ này tình huống. Diệp Thần kể trước. Đại nhân, ngài là ngoại giới người. Thiên hổ thanh âm vô cùng là run rẩy. Thành tựu thánh vương cảnh yêu thú đã sớm mở ra chỉ số thông minh, vậy hiểu được tiếng người, chỉ là giọng nói vô cùng là quái dị. Nói nơi này tình huống. Nếu không, đánh bể ngươi. Diệp Thần hơi thở hơi nở rộ một ít, liền đè bể thiên hổ hơn nửa xương. Ô, thiên hổ kêu gào một tiếng, thấp đầu hổ nói, đại nhân, nơi đây ngoại giới gọi là luyện thể chi địa bây giờ có 4 vị yêu vương trấn giữ 4 phương, thậm chí còn có yêu hoàng đại nhân, thống lĩnh toàn bộ luyện thể chi địa. Luyện thể chi địa, 4 vị yêu vương,
Yêu hoàng. Diệp thần ngược lại là không nghĩ tới, như thế cái bí cảnh bên trong yêu thú, lại còn sinh ra 4 vị yêu vương, 1 vị yêu hoàng. Mặc dù không biết cái này yêu vương là cấp bậc gì tồn tại, nhưng là tuyệt đối không thua mình. Diệp thần hỏi tiếp, người nói yêu vương và yêu hoàng, đều là cảnh giới gì? Ngoài ra, các ngươi nơi này thiên địa linh khí đậm đà, hẳn là tự mình sinh ra, dưới tình huống này, yêu thú dễ dàng tu luyện, có hay không yêu thực sinh ra? Đại nhân, căn cứ thượng cổ lưu truyền xuống tình huống. Yêu hoàng đại nhân là trong truyền thuyết bán thần, vô địch tồn tại. 4 vị yêu vương đại nhân, phỏng đoán đều là đế tôn cảnh tầng 5 thiên trên, thủ hạ còn có không thiếu thần tướng. Thiên hổ run rẩy nói, đại nhân, bọn họ từ tên là Vạn Yêu Thiên Đình, cái này, đại nhân, ngài đừng tức giận, không phải ta nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 56.